chương 951 đó là đạo thể. Ba cao thủ thần hải cảnh thả ra toàn bộ khí tức, đám võ giả ở đây xôn sao lùi về sau, những người có tu vi yếu một chút thì đều đứng không vững. Ba cao thủ thần hải cảnh, một võ giả tông sư cắn răng nói với giọng run rẩy. Một cao thủ thần hải cảnh là đã có thể chống đỡ một thế gia võ đạo rồi, ba võ giả thần hải cảnh xuất hiện cùng với nhau, bây giờ sợ là cảnh tượng này chỉ có ở núi Yên Tử, cổ hồng lĩnh và một vài môn phái đứng đầu mà thôi đạo thể gặp nạn rồi vừa rồi cậu ta không nên ra tay tàn nhẫn như vậy dù sao thì cậu ta cũng chưa thể đột phá sự hạn chế của xác thịt người thường làm sao đấu lại thần hải cảnh huống hồ lúc này còn có ba thần hải cảnh có người nhìn đường tuấn lắc đầu thở dài ha ha từ đầu cổ sáng đã không định tha cho đạo thể rồi lần này đạo thể còn dám đánh người bị thương nặng đúng là cho bọn họ một cơ hội ra tay tuyệt vời sau ngày hôm nay sợ là trên thế giới này không còn đạo thể nữa rồi ba cao thủ thần hải cảnh à, các người đúng là coi trọng họ đường tôi quá nhỉ, đường tuấn cười nhạt. Đám người dân tộc mèo đã bị khí thế của ba thần hải cảnh ép lùi ra sau vài mét, chỉ còn một mình đường tuấn đối mặt với ba thần hải cảnh. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống nhận sai và thề rằng sẽ làm người ở cho nhà họ từ tôi 20 năm, thì hôm nay tôi sẽ không sát sinh. Từ vũ lạnh lùng nói, giọng điệu giống như tướng quân phán tội thời xưa, mỗi động tác đều khiến người ta sợ hãi phục tùng. Ha ha, các người cho rằng chỉ có ba người các người là thần hải cảnh ư. Đường Tuấn cười lạnh. Hả, chẳng lẽ cậu cũng là thần hải cảnh, cổ sáng châm biếm. Audio điện tử võ tấn bền. 20 năm trước gã là đỉnh cấp chân khí cảnh, lại mắc kẹt ở thần hải cảnh 20 năm. Cho nên gã hiểu muốn đột phá cảnh giới này khó như thế nào. Vì đường Tuấn có đạo thể nên muốn đột phá sợ là còn khó khăn hơn mấy chục lần. Ách ngồi đáy giếng, đường Tuấn cười khinh thường, anh tiến lên một bước đối diện với khí thế của ba thần hải cảnh. Một luồng khí tức như núi lửa phun trào tỏa ra từ trên người anh. Một cột khí còn bao la hùng vĩ hơn của từ vũ từ trên người đường tuấn phóng lên cao, nối với trời. Khí đội trời xanh là thần hải cảnh. Thần, thần hải. Một vị võ giả tông sư trong đám người bất chợt kêu lên, giọng nói run rẩy với vẻ thật sự không dám tin. Phút chốc nơi đây trở nên yên tĩnh. Lúc này, khí tức bộc phát từ trên người đường Tuấn không chỉ mạnh hơn so với lúc trước gấp 10 lần, mà còn vững vàng đạt tới cấp độ thần hải cảnh. Chân khí trường trụ phóng lên trời giống như thần trụ trống giữa trời và đất, khiến người ta nhìn lên không khỏi ngộp thở. Cho dù chân khí trường trụ của ba người từ vũ, cổ sáng và vũ quân cũng rất lớn mạnh nhưng chỉ khiến người ta có một loại cảm giác nhỏ bé. Đó là đạo thể. Kể từ khi giới võ đạo có sử sách tới nay, đạo thể xuất hiện không quá 10 lần lần gần đây nhất là vào thời đại võ đạo hưng thịnh của 300 năm trước. Mỗi một đạo thể đều vô địch ở cùng cấp độ, thậm chí có thể chiến đấu xuyên biên giới, có thể nói là khí lực vô song. Tuy nhiên, ai cũng biết đến sự ràng buộc thể xác của đạo thể, nghìn năm qua chưa từng nghe nói có cách phá vỡ sự ràng buộc này. Đối với người trong giới võ đạo, việc đạo thể phá vỡ sự ràng buộc thể xác, thăng cấp lên thần hải chính là một kỳ tích. chương 952, hay cho chữ công bằng một khi sự ràng buộc thể xác bị phá vỡ thì đạo thể lại tiếp tục vô địch. Cho dù bây giờ còn chưa làm được nhưng qua 50 năm nữa, ai có thể thắng được đạo thể? Từ Nhật bị khí tức chấn động mà tỉnh lại, khi anh ta nhìn chân khí trường trụ của đường Tuấn xuyên qua trời đất thì vẻ mặt ảm đạm, lại phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, anh ta nói, đời này của tôi thật bất hạnh. Đôi mắt nhìn thấu sự đời của từ vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, ra mặt lão co giật sau một hồi im lặng lão mới chậm rãi mở miệng vậy là cậu đã đột phá rồi vũ quân và cổ sáng cũng đồng thời nhận ra và lúc này dĩ nhiên là họ cũng không thể tin được dưới ánh mắt kinh ngạc và chấn động của mọi người đương tuấn khẽ gật đầu nói đúng ồ cả khán đài vang lên tiếng hít vào sắc mặt của cổ sáng và vũ quân trông rất hoảng sợ khí tức trên người như đình trệ còn sắc mặt của từ vũ càng thêm tái nhợt lúc này lão đã đâm lao thì phải theo lao Ban đầu lão rất coi thường Đường Tuấn, muốn dựa vào ưu thế cảnh giới của mình để đè bẹp đối thủ. Mà bây giờ Đường Tuấn đang ở thần hải cảnh, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng dựa vào khí lực của đạo thể thì không thể xem thường thực lực của anh được. Ngay cả lão cũng không hiểu rõ Đường Tuấn nên không dám tùy tiện ra tay. Mấy người còn muốn ra tay không? Đường Tuấn nói khẽ. Giọng nói lạnh lùng lại mang theo sát ý lạnh buốt. Ai ra, nhà họ vô tôi tự nhận không bằng. Vũ Quân cúi đầu trước và nói bằng giọng cung kính. Sau khi Vũ Quân lên tiếng thì Từ Vũ cũng thở dài và nói, "Chuyện hôm nay là do Từ Nhật đã làm sai, nhà họ Từ chúng tôi xin nhận lỗi." "Vậy còn ông thì sao?" Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Cổ Sáng vẫn đang trưng ra vẻ mặt thù địch. Vẻ mặt của Cổ Sáng trở nên khó đoán, nhất là khi gã nhìn vào hai cánh tay gần như bị phế bỏ kia của Đồ Thành, ngọn lửa giận hầu như sắp phun ra khỏi đôi mắt gã gần từng chữ tôi không tin anh cổ ăn nói phải cẩn thận từ vũ nhắc nhở cẩn thận cái rắm cậu ta cũng giống như chúng ta chỉ là tu vi thần hải cảnh ai mạnh ai yếu còn chưa biết oán hận trong mắt cổ sáng gần như hóa thành hiện thực giọng nói của gã lạnh như băng cổ sáng tôi đã cực khổ tu luyện cổ thái quyền và đại giáng đầu thuật hơn 10 năm trong ngoài cùng tu luyện tự nhận mình không thua kém với bất kỳ ai trong cùng cấp độ chỉ là một đạo thể sao có thể dọa được tôi chứ Mấy người đều tự xưng là lão tổ của tông môn mà sao hôm nay lại cúi đầu trước một tên nhóc như vậy? Hừ. Sắc mặt của Từ Vũ và Vũ Quân chợt trở nên khó coi nhưng họ không lại không hề ngăn cản. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội xem rốt cuộc đạo thể mới vào thần hải mạnh bao nhiêu. Cổ Sáng nhìn Đường Tuấn nói, cậu đã làm bị thương đệ tử của tôi, hôm nay tôi sẽ thay họ lấy lại công bằng. Hay cho chữ công bằng, vẻ mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị, trong mắt hiện lên sát ý chương 953 cú đấm này chất phát tự nhiên. Vừa dứt lời, cổ sáng đã ra tay. Hai tay của gã vừa chuyển động đã biến hóa ra một luồng ánh sáng, giống như vô số đóa sen đang nở rộ. Trong mỗi đóa hoa sen đều truyền đến làn sóng đủ khiến người ta sợ hãi, đủ để khiến đại tông sư trọng thương. Bí kỹ thiên liên hoa Bí kỹ này do cổ sáng tạo ra và tự mình thi triển, sức mạnh của nó mạnh hơn gần 10 lần so với khi đồ thành thi triển vậy mà ông ta lại hợp nhất dáng đầu thuật với thái quyền. Từ vũ chăm chú nhìn vào ánh sáng trên tay của cổ sáng. Ông ta là kẻ thù lớn, trong mắt vũ quân hiện lên sự thù địch. Hai luồng ánh sáng nhỏ bé nhưng lại tạo cho người ta cảm giác suy yếu chết chóc, đúng là dáng đầu bí thuật được truyền lại ở Đông Nam Á. Dáng đầu bí thuật và đạo thuật của đạo gia cũng tương tự nhau nhưng nó lại tà ác hơn. Năm đó cổ sáng là chân khí cảnh, được mệnh danh là dáng đầu đại sư số một của Đông Nam Á. Nghe nói một chiêu dáng đầu bí thuật của gã đã khiến hàng trăm người chết chỉ trong chốc lát, đúng thật là bí thuật giết người, còn đáng sợ hơn so với virus lợi hại nhất. Trong đám người, một võ giả có kiến thức sâu rộng run rẩy giải thích cho mọi người. Sau khi nghe xong, mọi người lập tức tránh xa vòng chiến hơn một chút. "Đạo thể sẽ đối phó như thế nào?" có người hỏi. "Ha ha, dáng đầu bí thuật chính là một trong những thuật pháp tà ác nhất thế gian, chỉ sợ dựa vào đạo thể cũng không dám chống đỡ." Cổ Sáng đã im lặng nhiều năm như vậy, một khi đắc đạo sẽ không thể tầm thường được. E rằng đạo thể chỉ có thể tránh trước rồi từ từ lên kế hoạch. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Không phải vô cớ mà dáng đầu bí thuật có thể gây chấn động cả Đông Nam Á. Nếu võ đạo của Cổ Sáng lại tiến thêm một bước, một khi gã thi triển dáng đầu bí thuật thì trong vòng bán kính hàng chục mét sẽ không ai dám lại gần. Ngay cả Từ Vũ và Vũ Quân đều tỏ vẻ nghiêm túc trước đây họ không hề xem cổ sáng ra gì. Tiến thêm một bước vào thần hải cảnh thì thực lực đã tranh lệch gấp mấy lần, nhưng cổ sáng đã tạo một lối đi tắt khác, đó là kết hợp dáng đầu bí thuật và thái quyền với nhau, điều này đủ để tạo thành mối đe dọa cho họ. Chỉ là một thủ đoạn tầm thường thôi, để xem tôi phá ông như thế nào, ngược lại đường Tuấn vẫn để lộ ra nụ cười mỉa mai. Đối mặt với thiên liên hoa đủ để khiến thần hải biến sắc, đường Tuấn đấm thẳng ra một quyền. Cú đấm này chất phác tự nhiên, công bằng chính trực, trên nắm đấm không có dấu hiệu khác lạ, chỉ giống như một cú đấm của người bình thường. Bùm, hai nắm đấm chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm đục. Ha, tên nhóc cậu quá kiêu ngạo, cho dù là chân nhân hiện tại của núi Yên Tử cũng không dám đỡ đòn này của tôi. Đi chết đi, cổ sáng cười. Hê, hey, tôi đã từng đánh bại chân nhân bằng một quyền, hôm nay tôi cũng sẽ phá tà thuật của ông chỉ bằng một quyền này. Sắc mặt Đường Tuấn bình thản, như thể đang nói ra một sự thật nhiễm nhiên vậy. Ánh hào quang của dáng đầu thuật của thiên liên hoa quấn quanh cánh tay đường tuấn như một con giòi, nhưng trước khi chúng bộc phát, một luồng sức mạnh to lớn đã phát ra từ nắm đấm của đường tuấn. Cổ sáng không chống đỡ nổi dù chỉ một giây, toàn thân bay ngược ra ngoài như cánh diều bị đứt, gã đứng trên không trung mà phun ra một vũng máu. Khí phúc tận mây xanh. chương 954, nghịch luân tôi còn có cậu Long. Sau khi võ giả đạt đến thần hải cảnh thì bên trong đan điền sẽ mở ra một thế giới nhỏ và cảm ứng qua lại với trời đất, có thể mượn nguyên khí của trời đất để sử dụng cho riêng mình. Không có ai đạt được loại cảnh giới này, bởi vậy mới được tôn thờ như một vị thần. Thần hải đã dần rời khỏi phạm trù của người trần tục. Những người có mặt ở đây chủ yếu đều là võ giả, hoặc đã từng nghe nói qua hoặc nhìn thấy trụ nguyên khí của thần hải cảnh nhưng dù họ có kiến thức uyên bác và tâm lý cứng rắn hơn so với người thường rất nhiều thì giờ phút này tất cả đều biến sắc. Đạo thể đột phá thần hải đã là kỳ tích phá vỡ trí tưởng tượng của mọi người. Nhưng ngay sau đó, Đường Tuấn đã đánh trọng thương cổ sáng, một võ giả có nội ngoại song tu hàng đầu trong giới võ đạo nước tuyên. Khi không lại khiến người ta chấn động một lần nữa. Dù sao trước đó, cổ sáng đã tuyên bố sẽ tự tay giết đạo thể, dùng máu của đạo thể để báo thù rửa nhục cho đệ tử các sòng bạc ngầm lại đưa ra những tỷ lệ đặt cược trái ngược nhau. Nhưng bây giờ, tình thế đã đảo ngược trong chớp mắt. Ngay cả một cú đấm của đạo thể mà cổ sáng còn không đỡ được thì còn nói gì đến báo thù rửa nhục nữa. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn bóng dáng ngạo nghễ đang đứng giữa sân kia. Những thế hệ trẻ như Vô Tuyết Hương, Thanh Liên, Tân Kiên này nọ đều lộ vẻ kinh hoàng họ có tài năng thiên phú hơn người đến mức được công nhận là hạt giống của thần hải cảnh trong tương lai và tự hào về thành tựu của mình trong ngày hôm nay nhưng những thành tựu này của bọn họ lại không đáng nhắc tới trước mặt đường tuấn giống như trẻ con chơi trò làm người lớn vậy vượt qua ngưỡng cửa thần hải là tranh lệch nhau một trời một vực khoảng cách này chỉ có thể được bù đắp qua loa khi họ bước vào thần hải mà thôi anh ta đã đạt được thành tựu rồi chỉ sợ ngay cả vị chân nhân trẻ tuổi mục văn phong đã bước chân vào thần hải kia cũng không thể so sánh với anh ta thanh liên hạ giọng trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nghịch luân tôi còn có cậu long ánh mắt tân kiên lóe lên anh ta thấp giọng lẩm bẩm đến mức không thể nghe thấy thanh liên ngẩn ra vừa định đáp lời nhưng không hiểu sao lúc này cô ta lại thực sự thiếu tin tưởng vào vị cường giả mạnh nhất vừa ra đời của nghịch luân kia không thể nào cho dù anh ta có mạnh đến đâu thì cũng không thể mạnh hơn cậu Long. Thanh Liên tự nói với chính mình như muốn đè nén ý nghĩ đáng sợ này nhưng những lời đó cũng không làm cô ta tăng thêm sự tự tin. Về phần thế hệ trước, lúc này Từ Vũ và Vũ Quân là hai cao thủ thần hải cảnh cũng kinh ngạc không kém. Họ đã là võ giả trung kỳ thần hải cảnh, chấn giữ một vùng, xương tông làm tổ, đương thời đều là những cao thủ đứng đầu võ đạo. Luận về sức chiến đấu, bọn họ tự tin mạnh hơn cổ sáng một chút, nhưng cũng không nhiều. Họ hoàn toàn không thể làm được giống như Đường Tuấn, chỉ một quyền đã đánh trọng thương cổ sáng. chương 955, mấy người muốn cản tôi sao? Lão lại liếc nhìn vũ tuyết hương và đám người nghịch luân, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, đôi cánh của người này đã cứng cáp, nghịch luân muốn mượn cậu Long để chỉnh đốn lại giới võ đạo e rằng sẽ thất bại. Nhưng như vậy cũng tốt, hãy để nghịch luân đấu với đạo thể, tốt nhất là cả hai đều bị thương. Không thể nào, Tôi đã tiến vào thần hải, nội ngoại song tu, có thể nhìn thấy được võ đạo cực hạn, sao có thể thua được. Cổ sáng tóc tai bù xù, mặt mày dướm máu, trông thật thảm thương. Gã gào lên với đường tuấn, vẫn không tin rằng mình đã bị đánh bại thảm hại như vậy. Ha ha, đối với chuyện này, đường tuấn cũng lời giải thích mà chỉ cười ha ha. Cổ sáng nội ngoại song tu, tích lũy 20 năm, thể chất và tinh thần đều cùng nhau bước vào thần hải, nhưng làm sao biết được sức chiến đấu của đường tuấn. Một khi giới hạn của đạo thể bị phá vỡ thì chính là lúc trời cao mặc sức chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Hơn nữa anh đã khơi thông nguyên khí biển cả nên thực lực mỗi thời mỗi khác đều không ngừng tăng lên. Lúc này sức mạnh của anh đã mạnh hơn gấp đôi so với lúc anh rời khỏi chùa bái đính. Trong cú đấm vừa rồi, thậm chí anh còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh của mình. Nếu dùng hết sức lực để ra tay thì e rằng cổ sáng sẽ bị nổ tung khiến thịt nát xương tan, chết thê thảm. Cộp, Đường Tuấn tiến lên một bước, trong mắt hiện lên sát ý. Phật còn phải tức giận, huống chi là anh. Cổ sáng cứ năm lần bảy lượt khiêu khích đã khiến đường Tuấn tức giận. Bây giờ vừa đúng lúc dùng máu của gã để thị huy mọi người, để mọi người biết rằng đạo thể không thể bị làm nhục, lại càng không thể đụng vào bạn của anh. Cổ sáng giật mình, rồi chợt ớn lạnh, môi run run, không nói nên lời. Vị cao thủ võ đạo đến từ nước ngoài này vốn dĩ còn ham hở tuyên bố muốn giết đạo thể khiêu chiến nước Việt Nam, hoàn thành việc làm vĩ đại trước nay chưa từng có. Nhưng giờ khắc này, gã đã cảm nhận rõ ràng nguy cơ tử vong. Xoạt! Từ vũ và vũ quân đứng chặn trước mặt đường Tuấn, toàn thân họ nổi lên một tinh thần chiến đấu như làn sóng dữ. Hai người bọn họ nhìn đường Tuấn với vẻ cảnh giác mạnh mẽ và phảng phất ý định giết chóc. Đường Tuấn đã phô ra thực lực quá mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu các thế gia võ đạo. Chỉ cần anh còn sống, rất nhiều thế gia võ đạo sẽ không thể ngóc đầu lên được và càng bị người ta đè đầu cưới cổ, đây là điều mà họ không thể tha thứ được. Mấy người muốn cản tôi sao? Đường Tuấn dừng lại, nhìn hai người rồi thản nhiên hỏi, tại sao nhà họ Từ và nhà họ Vũ lại ra mặt cho ông ta? Từ Vũ và Vũ Quân đều sởn cả gai óc, nếu không phải dựa vào nhau thì lúc này bọn họ cũng không dám đứng ra. Tuy rằng cổ sáng đã sai nhưng dù sao ông ta cũng là thế hệ trước của giới võ đạo, cậu đã khiến ông ta bị trọng thương, như vậy là đủ rồi từ vũ nghiêm nghị nói hãy nể mặt nhà họ từ và nhà họ vũ mà tha cho ông ta đi làm người phải có lòng khoan dung độ lượng thiết nghĩ cổ sáng trải qua sự việc lần này sẽ tỏ lòng cảm kích với cậu đạo thể là độc nhất vô nhị càng nên để cho người đời thấy được lòng khoan dung độ lượng của cậu mới phải vũ quân vuốt dâu khẽ than thở lời nói của bọn họ có sự chân thành khẩn thiết khiến cho người ta cảm thấy giống như họ và cổ sáng không hề đối đầu vậy audio điện tử võ tấn bền. Chương 956, đây không phải là lúc để nghe chuyện của cậu. Coi thường anh ta trẻ tuổi không biết gì thì sao chứ? Cuối cùng đạo thể cũng chỉ có một người, mà nhà họ Từ và nhà họ Vũ đều là thế gia võ đạo sừng sững mấy trăm năm nay, thiên tài xuất hiện lớp lớp, hai bên không thể so sánh được. Đáng tiếc, sau vụ ồn ào của nhà họ Từ và nhà họ Vũ ngày hôm nay thì sợ là sau này sẽ không ai coi đạo thể ra gì nữa ngay cả một thế gia võ đạo còn dám đẻ đầu cưới cổ cậu ta đúng là coi trời bằng vung có người lắc đầu thở dài ngay cả những người của dân tộc mèo như hoa tiểu nam và bà độc cũng tỏ vẻ lo lắng hoa tiểu nam siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô ấy vào nhau trong mắt phú quân và từ vũ lộ ra ý cười giống như những tay thợ săn lão luyện nhìn con mồi rơi vào bẫy đạo thể cậu nói xem thế nào đây từ vũ cười nhạt nếu tôi cứ khăng khăng muốn giết thì sao vẻ mặt đường Tuấn không thay đổi, búng nhẹ ngón tay và thản nhiên nói. Nụ cười của từ vũ chợt tắt ngúm, lão nói với vẻ u ám, vậy thì hai lão già này đành phải tự mình lĩnh giáo oai phong của đạo thể rồi. Vũ quân trầm giọng nói, mặt mũi của nhà họ từ và nhà họ vũ không phải dễ vuốt ngược như vậy đâu. Ha ha ha, đột nhiên đường Tuấn nở nụ cười, cười đến mức gặp người lại. Tiếng cười kiêu kỳ bất kham vang lên giữa quảng trường. Cậu cười cái gì vậy? Từ vũ cao mày, sắc mặt rất khó coi tiếng cười đột ngột dừng lại trong mắt đường tuấn lóe lên sự lạnh lùng anh nặng nề nói không phải mấy người muốn biết trong thời gian ba tháng tôi mất tích đã làm gì sao phú quân lạnh lùng nói đây không phải là lúc để nghe chuyện của cậu khí thế của ông ta và từ vũ đều đã lên tới đỉnh điểm có thể ra đòn toàn lực bất cứ lúc nào hai cao thủ võ đạo của thần hải cảnh trung kỳ liên thủ với nhau bọn họ tự tin có thể ngăn cản đường tuấn tôi đã giết ba vị trưởng lão vô tự bối của chùa Bái Đính, đạp đổ cánh cửa chùa Bái Đính và đã ở lại tĩnh thiền viện mấy ngày, cuối cùng Pháp em mờ tự mình đưa tôi xuống núi. Đường Tuấn gần từng tiếng. Anh càng nói càng cao giọng, giống như một bản giao hưởng sấm sét từ trên chín tầng mây vậy. Ngay cả cửa chùa Bái Đính mà tôi còn dám đạp đổ, vậy thì mặt mũi của nhà họ từ và nhà họ vũ đáng giá mấy xu chứ? Câu nói cuối cùng giống như tiếng sét vang lên bên tai mọi người ngay cả ba vị trưởng lão vô tự bối của chùa bái đính mà cậu ta cũng giết. Đạp đổ cánh cửa chùa bái đính. Pháp âm tự mình đưa xuống núi ư. Dù là chuyện nào thì người có mặt ở đây cũng đều xứng sờ, thậm chí có người còn không biết ba vị trưởng lão vô tự bối của chùa bái đính là ai. chương 957, võ học của cậu ta không hề thua kém mình. Ngay khi suy đoán này được đưa ra, nó đã nhanh chóng được nhiều người đồng tình dù sao thì những gì đường tuấn nói đều không thể tin được còn kinh ngạc hơn là anh đã phá bỏ được giới hạn nữa thằng nhóc ngu ngốc sắc mặt của từ vũ trở nên vô cùng ảm đạm lão quát lớn ba vị thiền sư của chùa bái đính là vô sắc vô tướng vô không đều có tu vi hạng cao đều là đại sư đã luyện thành pháp tướng tinh thần ba người bọn họ liên thủ là đủ để làm kinh động tất cả lũ chuột nhất làm thế nào mà tha cho cậu làm càn để hoen ố tên tuổi của ba người đó chứ kiêu căng Vũ Quân cũng bình luận tương tự. Hừ, Đường Tuấn không thèm nói nhảm nữa, anh cựa người, hai nắm đấm đã được tung ra. Không khí bị nổ tung lại phát ra những tiếng trầm thấp, như thể hai con rồng giận dữ đang rên rỉ. Anh hoàn toàn muốn chiến đấu với hai vị cao thủ thần hải cảnh bằng chính thực lực của mình. Muốn chết, từ vũ cười một cách dữ tợn, dậm chân, khí tức đanh thép khắc nghiệt phóng ra, Thoáng có tiếng đao thương vó ngựa vang lên quanh người lão khiến người ta có cảm giác như đã đến chiến trường cổ đại với cảnh trước mắt là hàng ngàn binh lính đang chiến đấu. Những võ giả có tu vi thấp hơn một chút hai chân bùn rùn và khó mà đứng thẳng. Chiến thần khí quyết của nhà họ Từ Do lão thi triển mạnh hơn gấp nhiều lần so với Từ Nhật. Chân khí hùng hồn mang theo sát khí dồi rào. Lúc này Từ Vũ giống như là một vị tướng trăm trận trăm thắng muốn tiêu diệt kẻ thù trước mặt ngay lập tức. Vũ quân cũng tức giận y như vậy chỉ thấy cơ thể hơi khòm ban đầu của ông ta ngay lập tức thẳng lên, lộ ra phong thái của mình. Không khí xung quanh ông ta như đã biến thành sông, phát ra tiếng nước vỡ gào thét, một vòng sóng nước dập dờn xô tới. Khí thế của hai võ giả thần hải cảnh trung kỳ đều bộc phát, đám võ giả vốn đã lui rất nhiều lại lui về phía sau lần nữa, kinh ngạc nhìn ba bóng người như thần tiên trên kia. Đạo thể có thể tiếp tục vô địch không? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người. Ngay sau đó, nắm đấm của Đường Tuấn đã cho mọi người biết đáp án thật sự. Anh tung ra cả hai cú đấm, không đầy uy lực như từ Vũ và Vũ Quân, nhưng khá tinh tế. Hai nắm đấm cứ thế mà tung thẳng tới khiến người ta có một loại cảm giác ngựa thần lướt gió tung bay, hiếm có trên đời. Võ học của cậu ta không hề thua kém mình. Từ Vũ nhìn thấy điều này thì chấn động, vốn dĩ lão cho rằng Đường Tuấn nhiều nhất là đạt tới thần hải cảnh. Dựa vào đạo thể nên mới đả thương được cổ sáng không ngờ tu vi võ học của Đường Tuấn không thua gì một người đã rèn luyện võ học hơn 10 năm, thậm chí còn mạnh hơn. Bùm bùm, hai tiếng động trầm thấp vang lên gần như đồng thời. Trong nháy mắt, hai cú đấm của Đường Tuấn đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Vũ Quân và Từ Vũ, đánh chúng ngay ngực của cả hai. Chương 958, có cao thủ đang đánh nhau. Sắc mặt của Vũ Quân và Từ Vũ chợt thay đổi, máu trào ra từ khóe miệng, khí tức của họ lập tức giảm xuống. Đường Tuấn lấy một trọi hai, thế mà đã làm bị thương cả hai người. Ánh mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không thể ngăn cản được một chiêu của Đường Tuấn. Chẳng lẽ đạo thể thật sự là vô địch trong cùng cảnh giới, là số một hiện nay sao? Đương nhiên họ không biết rằng sức chiến đấu của Đường Tuấn lúc này nhiều nhất là ở thần hải cảnh trung kỳ, miễn cưỡng có thể so sánh với thần hải cảnh hậu kỳ. Dù sao thần hải cảnh không phải chân khí cảnh, không thể dựa vào một đạo thể tầm thường lại có thể vượt qua ba cảnh giới, ngay cả Trần Tùng N của núi Yên Tử cũng không dám nói mình là người vô địch thời này. Sở dĩ hai người thất bại thảm hại như vậy là họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đạo thể. Trong thế giới hiện tại, tuy rằng đạo thể không được xem là khí lực mạnh nhất trên mọi mặt nhưng xét trên phương diện là một cơ thể mạnh mẽ thì nó tuyệt đối đứng đầu. Nếu Vũ Quân và Tử Vũ từ từ chiến đấu với Đường Tuấn bằng chân khí mạnh mẽ thì họ có thể sẽ cầm cự được một thời gian, nhưng họ lại cố tình đối đầu cứng rắn với đường tuấn nên mới xảy ra tình huống trước mắt hà trong quảng trường lại vang lên tiếng hít ngược vào họ kinh hãi nhìn bóng dáng trông có vẻ hơi gầy yếu kia lúc này không ai dám xem thường trên con đường dẫn đến quảng trường từ mộ và sa hùng lần lượt đi về phía quảng trường anh thật sự nhìn thấy tên nhóc thối đó sao từ mộ nói với vẻ mặt lạnh lùng sa hùng gật đầu nói tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đi vào cửa anh ta khẽ cau mày không nói gì. Lúc đó, anh ta nhìn thấy Đường Tuấn bước vào cửa, mà cô hoa của tộc mèo dẫn người theo sát phía sau. Không thể nào, nếu tên nhóc đó có cô hoa làm chỗ dựa thì anh ta sẽ không thể qua lại với một tên như Ngô Hoàng Phi. Cho dù anh ta muốn đóng giả heo ăn thịt hổ thì cũng sẽ không quá đáng như thế. Sa Hùng lắc đầu và gạt bỏ những suy nghĩ lung tung của anh ta. Ầm ầm ầm. Một hồi âm thanh khiến lòng người run sợ phát ra từ quảng trường phía trước sắc mặt của Sa Hùng đột nhiên thay đổi và khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Có cao thủ đang đánh nhau, Sa Hùng trầm giọng nói. Chẳng lẽ là cậu Từ? nghe nói lần này cậu Từ sẽ khiêu chiến với hai người phụ nữ họ Vũ và họ Hoa để giành lấy ngôi vị người trẻ tuổi số một và tạo dựng uy tín cho nhà họ Từ. Từ mộ rất phân khích. Sa Hùng khẽ cao mày, cách đánh nhau này đã vượt qua cả cấp độ võ giả tông sư. Trường 959, nếu bọn họ dám tới, giết hết bọn họ họ vũ thì sao, đường tuấn nhìn vũ quân. Nhà họ vũ không dám, vũ quân cũng thở dài, cúi đầu. Hai người thật sự cảm nhận được sát ý trong lời nói của đường tuấn, nếu tiếp tục chiến đấu thì nhất định đường tuấn sẽ giết bọn họ trước để giao uy. Ừm, đường tuấn thấp giọng đáp lại. Anh nhìn lại đám đông và hỏi, còn có ai muốn đứng lên không? Không ai trả lời, cả quảng trường đều im lặng. Đường Tuấn không nhìn nữa, bước qua hai người họ đi về phía thầy trò cổ sáng đang cực kỳ hoảng sợ. "Từ, cậu Từ, chúng ta còn phải nói với với cậu Từ không?" Sa Hùng lắc người, sắc mặt trắng bệch. Không có ai lên tiếng trả lời. Sa Hùng nhìn lại thì thấy Từ Mộ đã nằm liệt trên mặt đất, có một vũng lớn chất lỏng màu vàng ngay đó, anh ta đã sợ đến mức không thể khống chế được sinh lý. Một cường giả có thể khiến cho trụ cột từ vũ của nhà họ Từ phải cúi đầu nhận thua thì một kẻ con cháu bên dòng nhánh của nhà họ Từ sao có thể là đối thủ của anh được chứ?" Đường Tuấn chậm rãi đi tới chỗ thầy trò cổ sáng nói, "Hai thầy trò ông đã nhiều lần xúc phạm tôi, hôm nay tôi sẽ tính sổ sạch sẽ." Đồ Thành đã bị thương nặng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lúc này đột nhiên hét lên như điên, "Đường Tuấn, sư tôn của tôi chính là thống lĩnh của tổ chức huyết sát." nếu anh giết tôi thì hai vị thống lĩnh khác sẽ không bỏ qua cho anh đâu ồn ào đương tuấn phất tay áo một luồng sức mạnh vô hình đè xuống đồng tử của đồ thành trợt giãn to ra và sau đó toàn thân anh ta nhũn ra đã chết rồi đương tuấn đúng thật là cậu rất mạnh nhưng hai vị thống lĩnh khác của huyết sát tôi cũng là cao thủ thần hải mà huyết sát còn có mấy trăm võ giả nữa sau khi tôi chết thì cậu cũng sẽ không được bình an người thân và bạn bè của cậu cũng sẽ vì tôi mà chết Cổ sáng không ngừng ho khan, máu vấy đỏ hết quần áo của gã nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui sướng. Nếu bọn họ dám tới, giết hết bọn họ. Đường Tuấn giơ một ngón tay ra, lập tức giữa ấn đường của cổ sáng có một lỗ máu, sức sống trong mắt của gã dần tiêu tán. Vị thần cảnh hải ngoại chuẩn bị nổi tiếng ở nước Việt Nam này đã chết như vậy đấy. chương 960 mọi người lại tiếp tục suy ngẫm. Anh đã nghe nói gì chưa? Đạo thể đánh trọng thương từ Nhật và Vũ Tuyết Hương, đánh cả mấy thiên tài trẻ tuổi của nghịch luân nữa ha ha đạo thể hung hăng càn quấy như vậy chẳng lẽ anh ta không sợ nhà họ từ và nhà họ vô tìm mình tính sổ hay sao có vị võ giả tới chế mỉa mai nói dù sao anh ta cũng chưa vào thần hải chuyện vượt biên để chiến đấu chẳng qua chỉ có trong truyền thuyết vừa nói xong người này lập tức bị phần đông võ giả nhìn bằng vẻ khinh thường đạo thể đã bước vào thần hải rồi có người giải thích với ba phần kính nể không chỉ như vậy anh ta còn lấy một trọi hai đánh trọng thương từ vũ và vũ quân rồi giết chết thần cảnh của nước tuyên là cổ sáng ngay trước mặt hai người họ việc này như một cái tát mạnh vào mặt hai đại thế gia là điều sỉ nhục trước nay chưa từng có người vừa chế nhạo đường tuấn lập tức nghẹn họng vốn dĩ muốn phản bác lại nhưng ngày càng có nhiều người lên tiếng anh ta không dám tùy tiện mở miệng nữa theo như lời đạo thể nói anh ta đã đạp đổ cửa chùa bái đính giết chết ba vị trưởng lão vô tự bối nếu những điều anh ta nói là thật thì thực lực của đạo thể có thể coi là nhân vật truyền kỳ trong giới võ đạo trời ơi đạo thể mới xuất hiện chưa được bao lâu mà đã làm được nhiều chuyện như vậy thì thử hỏi thế hệ trẻ của cả nước việt nam còn ai có thể là đối thủ của anh ta chứ có người cảm khái tôi nghĩ hơn nửa câu chuyện là do anh ta khoác lác thôi dù sao thì trước kia chùa bái đính cũng là tông môn của đạo thể tuy đã lụi tàn nhưng vẫn còn nền tảng vẫn còn vượt xa những thế gia võ đạo bình thường Nghe nói ba vị trưởng lão vô tự bối của chùa Bái Đính đã thành công tu luyện bồ đề pháp tương bí truyền, thậm chí nếu ba người liên thủ có thể đấu một trận với cường giả thần hải cảnh hậu kỳ, dù đạo thể có mạnh đến mấy thì cũng có giới hạn nhất định. Có người suy nghĩ một lát và đưa ra kết luận. Vừa dứt lời, nhiều người đã gật đầu ngay lập tức. Đường Tuấn lấy một trọi hai khiến cho nhà họ từ và nhà họ vũ phải khuất phục, điều này đã phá vỡ suy nghĩ của họ. Nhưng đến mức chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã có thể ép chùa bái đính cúi đầu, chuyện kiểu này đã hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, ngay cả nghĩ họ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng dù vậy, đạo thể vẫn rất mạnh, rất hít thanh niên cùng trang lứa có thể sánh bằng. Ha ha, tôi thấy chưa chắc, bây giờ mới là ngày đầu tiên của đại hội võ thuật, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Tôi nghe nói còn có hai thủ lĩnh của huyết sát là Xích Luân và Dương Tuấn đã đến nước Việt Nam. Nếu họ biết tin cổ sáng đã chết thì khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tìm tới tận cửa. Huyết sát chính là tổ chức sát thủ đứng thứ ba ở Đông Nam Á. Xích Luân và Dương Tuấn đã bước vào thần hải cảnh, nổi danh ở nước ngoài, mỗi người bọn họ đều không thua kém gì cổ sáng, thậm chí còn mạnh hơn. Kể cả không nói đến huyết sát, lần này đạo thể đã gây ra chuyện lớn như vậy, e rằng vị nghịch lân sao kim kia cũng sẽ không ngồi yên. Vị kia mới chính là người đứng đầu thế hệ trẻ của giới võ đạo nước Việt Nam. Kể cả Mục Văn Phong và Trương Tĩnh Hòa cũng phải nhường nhịn không ít, chỉ vì nghịch luân mà không dám thể hiện tài năng. Sắp tới có thể sẽ xảy ra một trận giao tranh ác liệt, tình thế vô cùng bất lợi cho đạo thể. Lúc này mọi người đều im lặng. Vậy nếu đạo thể thắng thì sao? Mãi một lúc lâu sau mới có người khẽ hỏi. Mọi người lại tiếp tục suy ngẫm. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 961 cậu ta đúng thật là thiên tài tuyệt thế. Tới ban đêm, Hà Nam bắt đầu có tuyết rơi, bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ lại thêm sơ sắc tiêu điều, điều. Trên tầng 5 tại nhà thờ tổ của nhà họ Từ, Từ Nhật mặc một bộ com lê được cắt may vừa vặn, nho nhã tuấn tú chẳng khác gì công tử phong lưu có một không hai. Từ Vũ đã tự mình ra tay, lại kết hợp với thuốc chữa bệnh của nhà họ Từ nên vết thương của Từ Nhật đã gần hồi phục. Nhưng vào lúc này, thanh niên được đặt tên theo tầng 5 của Từ Đường nhà họ Từ, người được mệnh danh là người đứng đầu phục hưng của nhà họ từ đã xa suốt tinh thần anh ta giống như đã mất hết ý chí chiến đấu không còn là thanh niên hăng hái như trước kia nữa từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê anh ta đã nghe cha và ông nội của mình kể lại những chuyện đã xảy ra sau đó anh ta im lặng lắng nghe không nói lời nào từ đông nhìn con trai của mình mặt hiện ra vẻ không đành lòng an ủi đạo thể là đạo thể con là con cần gì phải tranh đua với cậu ta chứ sau đại hội võ thuật, con vẫn là thiên tài từ nhật của nhà họ từ chúng ta. Từ vũ luôn dùng sự nghiêm khắc để quản lý gia tộc, bây giờ cũng phải thở dài nói, từ đông nói đúng. Không ai trách cháu cả, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của đạo thể. Đây không phải là lỗi của cháu, cháu đừng quá để tâm kẻo sinh ra bóng ma tâm lý sẽ cản trở võ đạo của cháu. Sắc mặt lão hơi tái nhợt, tuy là chỉ mới tiếp một quyền của đường Tuấn nhưng lão vẫn cảm thấy khó vận chuyển chân khí, trong ngực hơi đau nhức. Từ Vũ vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến đường quyền như thiên nhân hợp nhất của đường Tuấn. Từ Nhật ngẩng đầu nhìn đống thần bài linh vị tổ tiên của nhà họ từ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng thiên tài. Ở trước mặt anh ta, con là thiên tài gì chứ? Xét về tuổi tác, Từ Nhật lớn hơn đường Tuấn vài tuổi. Nhưng về tu vi võ công, đường Tuấn mạnh hơn Từ Nhật rất nhiều lần. Chỉ với một đường quyền đã đánh bại ông nội mà anh ta xem như một vị thần, như một cây cột trụ trời của nhà họ từ đã sụp đổ chỉ sau một đêm sự thay đổi như vậy khiến người ta rơi vào tuyệt vọng vừa nghĩ đến trước đây còn muốn thách đấu với đường tuấn làm hòn đá mài dao của anh từ nhật cảm thấy ra mặt nóng rát vô cùng xấu hổ cậu ta đúng thật là thiên tài tuyệt thế nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ tuyệt đối không phải là người vô địch thiên hạ súng nã vào người cầm đầu sự tồn tại của cậu ta đã đe dọa tới nhiều người những người đó sẽ không dễ dàng để cho cậu ta tiếp tục lớn mạnh đâu. Từ vũ nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng. Cha, ý cha là gì? Từ đông ngẩn người, không nhịn được mà hỏi. Đại hội võ thuật mới bắt đầu được một ngày, hôm nay chỉ là một cuộc giao đấu nho nhỏ, đại nhân vật vẫn còn chưa lên sân khấu mà. Từ vũ nhìn gió tuyết bay đầy trời ở bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cha nhận được tin tức, ngày mai thiếu gia tả nam của tuyết hồng thảo đường sẽ đến Hà Nam. Tuyết hồng thảo đường Vừa nghe mấy từ này mặt của Từ Đông đã biến sắc, ông ta thất thanh, thế ra song tu y học và võ thuật đó ư? Không phải là họ chưa từng nhập thế sao? Hiện tại Từ Đông là người quản lý nhà họ Từ, tính tình điềm đạm, lòng dạ thâm sâu, vậy mà chỉ một cái tên đã khiến ông ta thất lễ như thế, có thể tưởng tượng tầm quan trọng của cái tên này không nhỏ, nhà họ Từ không thể sánh bằng. Chương 962, vậy còn Đường Tuấn? Nói đến đây, Từ Vũ nhìn chằm chằm Từ Nhật, Từ Nhật cháu trai của ông, ông chỉ còn cầm cự được 20 năm nữa để chống đỡ cho nhà họ Từ và cho cháu đủ thời gian để trưởng thành, để tôi luyện. 20 năm sau, dòng họ này sẽ do cháu gánh vác, nếu cháu cứ mãi chìm đắm trong nỗi thất bại thì chỉ sợ cơ nghiệp hàng trăm năm của nhà họ Từ sẽ trôi theo dòng nước. Cháu không được để ông thất vọng. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Cái gì mà thế giới thay đổi, cháu nghe không hiểu. Từ Nhật Hoài Nghi nếu người nói không phải là ông nội thì có lẽ anh ta sẽ nghĩ người kia là một kẻ điên. Từ Vũ nhìn trời đất minh mông rộng lớn, thở dài thườn thượt, gió tuyết nhất thời bị đảo loạn. Lão chậm rãi nói, mấy người chưa bước vào thần hải nên đối với sự tác động qua lại của trời đất vẫn chưa đủ sâu sắc, bây giờ có nói với mấy người cũng vô dụng. Chờ thời điểm đến rồi, tự nhiên mấy người sẽ hiểu. Tóm lại một câu, ông chỉ có thể che chở cho nhà họ từ nhiều nhất là 20 năm nữa. Thời gian còn lại phải dựa vào cháu rồi. Vậy còn Đường Tuấn, Từ Nhật không chịu được hỏi lại, anh ta vẫn không thể buông bỏ được. Hai mắt Từ Vũ lại càng sáng hơn, lạnh lùng nói, đó không phải chuyện chúng ta cần lo lắng. Chỉ có thiên tài trưởng thành mới là cường giả. Nhớ kỹ, nếu cháu không đánh lại được cậu ta thì hãy so tuổi thọ với cậu ta, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Người Từ Nhật như chấn động, giống như đã nghĩ thông, gạt sạch sự nản lòng anh ta bước đến bên cạnh Từ Vũ, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hăng hái, "Ông nội, ông hãy yên tâm. Chỉ cần ngày nào cháu còn sống thì ngày đó nhà họ Từ sẽ không sụp đổ, cho dù thế sự thăng trầm thì nhà họ Từ vẫn sẽ mãi hưng thịnh." Từ Vũ nhìn cháu trai đang sóng vai đứng bên cạnh với vẻ mặt vui mừng. Lão lặng lẽ lùi lại nửa bước, nhưng vị trí tốt nhất để đứa cháu trai yêu quý mà lão coi trọng nhất ngắm gió tuyết. Tuyết trắng phủ khắp nơi, trận tuyết lớn này xảy ra quá đột ngột, vô số bông tuyết như sợi bông nhẹ nhàng rơi xuống, giống như sẽ không bao giờ dừng lại vậy. May mà nhà họ từ có nhà rộng, sản nghiệp lớn, đã bố trí chỗ ở cho hầu hết võ giả tới tham gia đại hội võ thuật từ trước. Nếu mà để nhiều võ giả như thế ở cùng chỗ với nhau, chỉ sợ sẽ xảy ra hỗn loạn. Cụm biệt thự của nhà họ từ nằm ở khu vực trung tâm, tọa lạc thành một loạt các căn biệt thự độc lập, mỗi một căn biệt thự có thể giao bán ra bên ngoài với giá 35 tỷ đồng. Bình thường chủ yếu chỉ có con cháu chân chính của nhà họ Từ mới có thể ở lại đây qua đêm. Nhưng vì giờ đang thiếu chỗ ở nên họ để một vài võ giả có thân phận lớn hoặc thực lực mạnh ở lại. Hôm nay Đường Tuấn đã thể hiện thực lực đáng kinh ngạc, đương nhiên có tư cách vào ở. Anh đứng trên sân thượng tầng cao nhất, để mặc cho bông tuyết đầy trời rơi lên người mình. Anh như một pho tượng, không nhúc nhích, tùy ý để bông tuyết phủ kín đầu, vai và tóc mình. Hơi thở của anh mỏng manh, tim gần như ngừng đập y như người đã chết. Sau khi tu luyện, từ lâu cơ thể anh đã không bị nóng lạnh xâm nhập, hiếm khi có cơ hội để tự cảm nhận sự thay đổi của thời tiết như thế này. Trong sân trước biệt thự, Hoa Tiểu Nam đang đắp người tuyết. Cô ta có vẻ vô cùng vui sướng, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất, gương mặt cười rạng rỡ. Hai người tuyết dần dần thành hình, một cao một thấp. Cô ta chỉ vào mình và Đường Tuấn, rồi lại chỉ vào hai người tuyết, cười ngượng ngùng. Hôm nay trên đại hội võ thuật, Hoa Tiểu Nam chủ động thách đấu với Vũ Tuyết Hương, đánh bại đối thủ với sức mạnh áp đảo, khiến nhiều người sáng mắt. Niềm vui thích vì được rửa sạch sự sỉ nhục trước kia khiến tâm trạng cô ta vô cùng vui sướng. Đường Tuấn gật gật đầu với Hoa Tiểu Nam, vẻ cưng chiều tràn ngập trong mắt. Lẽ ra anh nên rời khỏi Hà Nam rồi chứ? Giọng nói dịu dàng ân cần vang lên sau lưng anh, chương 963, bởi vì bọn họ không có nguyện vọng nhập thế cơ thể đường Tuấn vẫn không di chuyển, vẻ mặt bình tĩnh, anh không quay đầu lại, nói cô tới từ bao giờ đấy. Một đại hội võ thuật mà có thể quấy dày đến thánh nữ phái thần châm cơ à. Cơ thục quyên nhẹ nhàng bước đến, đứng sóng vai với đường Tuấn. Phong thái của cô ta trong trẻo lạnh lùng có một không hai. Cô ta không đeo khăn che mặt, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần giống như thần tiên, bộ váy dài màu trắng khiến cô ta trông giống tiên nữ trên cung trăng dáng trần hơi thở cô ta nhẹ nhàng mơ hồ, tựa như hòa hợp với đất trời, như thanh loan phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây. Đương nhiên, thánh nữ đương thời của phái thần châm đã chạm đến thần hải cảnh. Đường Tuấn không bất ngờ về việc này. Từ lúc sinh ra cơ thục quyên đã có cơ thể cấp thanh loan, đương nhiên thiên phú tu luyện rất cao. Lúc trước, đường Tuấn thi triển mũ long châm pháp, long phượng hòa thanh, đánh thức cơ thể cấp thanh loan, giúp cơ thục quyên bước qua giai đoạn gian nan nhất. Rồi sau đó, cô ta còn sử dụng quả xích viêm, không đột phá thần hải mới là lạ. Vừa mới đến, cơ thục quyên khẽ nói. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp vô song xuất hiện vẻ lo lắng, cô ta nhăn mày, khiến người ta trông thấy mà thương xót. Đúng là cô ta vừa đến, sau khi nghe chuyện hôm nay của đường Tuấn, cô ta lập tức vội vàng tới đây. Cô ta nhìn gò má góc cạnh sắc xảo của đường Tuấn, thầm khẽ than một tiếng trong lòng. Vốn tưởng mình đột phá thần hải, nhờ vào cơ thể cấp thanh loan thì có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người nào ngờ vậy mà anh đã đánh vỡ sự ràng buộc của đạo thể trong truyền thuyết hơn nữa còn dùng quyền thuật đánh bại hai ông trùm đã đến thần hải cảnh trung kỳ anh đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người đáng lẽ anh nên rời đi rồi cơ thục quyên lặp lại lời nói ban nãy ồ vì sao giọng đường tuấn vô cùng bình tĩnh bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu anh đừng tự làm hại mình như thế chỉ là nhà họ từ và nhà họ vũ thôi mà cho dù hai nhà ấy không dễ dàng buông tha thì cũng đâu có năng lực làm gì tôi chứ cơ thục quyên thở dài lắc đầu nói nhà họ từ và nhà họ vũ thì chẳng là gì cả tuy đời trước của nhà họ đường là thánh thủ tông nhưng dù sao cũng đã cắt đứt với giới võ đạo khá lâu nên có một số chuyện mấy người không hề biết anh biết vì sao bây giờ thế gia và tông môn võ đạo chân chính ở đất nước việt nam lại ít ỏi như thế không vì sao Biểu cảm trên mặt Đường Tuấn có chút thay đổi. Thật ra anh cũng từng hoài nghi về vấn đề này, nước Việt Nam rộng lớn bao la, hơn 10 triệu con cháu vua hùng, ấy thế mà cũng chỉ có vài môn phái võ đạo tàm tạm, ví dụ như núi Yên Tử, Thiên sư đạo, cổ hồng lĩnh, nhà họ Tôn ở Đông Bắc, môn phái chùa Bái Đính. Số lượng ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay thật sự khiến anh khó hiểu. Nhưng vì khoảng thời gian trước phải đối mặt với chuyện sống chết nên anh không rảnh để nghĩ đến chuyện khác chỉ có thể tạm thời gác lại câu hỏi này. Giờ cơ thục quyên nhắc tới, anh cảm thấy có lẽ mình đã loáng thoáng tìm được câu trả lời. chương 964, đánh thì đánh, để xem ai là con kiến. Một khi đạt tới thần hải, võ giả có thể mượn thiên địa chi lực để sử dụng, cơ thể gần như hòa vào đất trời. Trước kia, nguyên khí trời đất rất mỏng manh, giống như một ao cá có thể khô cạn bất cứ lúc nào. Cho dù là võ giả thần hải cảnh cũng không muốn tùy ý đánh nhau để tránh bị đoạn tuyệt truyền thừa từ rất lâu trước đó các tông môn thế gia chân chính không hẹn mà cùng bắt đầu ở ẩn chỉ để lại hai ba người thay bọn họ quản lý và liên hệ với bên ngoài còn tộc nhân nòng cốt chân chính thì đời đời kiếp kiếp ở lại nơi đất tổ kéo dài truyền thừa đất tổ này có thể là đất linh trong đất trời hoặc là đất lành được vô số tiền bối hao phí tâm huyết và tinh lực dựng nên ở đất tổ nguyên khí trời đất sẽ dày hơn nhiều so với bên ngoài đường tuấn hơi nghiêng đầu nhìn cơ thục quyên Nói, vào mấy nghìn năm trước, phái Thần Châm và Dược Y Cốc các cô cũng thế à? Anh từng nhìn thấy hồ nước nguyên khí trong Dược Y Cốc. Một hồ nước nguyên khí có thể bảo đảm thần hải đời đời không hết, tiếc là thế hệ này của Dược Y Cốc quá kém cỏi. Cơ Thục Quyên cười khổ, gật đầu đáp, xem là như thế đi. Tiếc rằng nghìn năm trước phái Thần Châm và Dược Y Cốc của tôi bị thiệt hại lớn, bị mất rất nhiều truyền thừa, đã không thể sánh bằng các thế gia tông môn chân chính đó nữa. Cô ta nhìn Đường Tuấn giọng trở nên nghiêm trọng, có vài thế gia tông môn còn có truyền thừa lâu dài hơn dược y cốc và phái thần châm, thực lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải những tông môn thế gia này rụt đầu không ra ngoài thì năm đó sao có thể để mặc cho một mình vu môn tắm máu toàn bộ giới võ đạo như thế? 300 năm trước, vào thời kỳ mà giới võ đạo phát triển hưng thịnh nhất, bọn chúng còn chẳng dám xuất hiện ấy chứ. Ý của cô là có khả năng những tông môn thế gia đã có đầu rụt cổ suốt mấy nghìn năm qua sẽ tham gia đại hội võ thuật ư. Đường Tuấn hỏi. Cơ Thục Quyên gật đầu, nói, không phải có khả năng mà chắc chắn là vậy. Tạ Nam là truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường đã nhập thế, mấy ngày nữa sẽ đến Hà Nam. Nếu anh ở lại, 100% anh ta sẽ lấy anh ra để ra oai. Đạo lý tên bắn chim đầu đàn ấy mà, chắc anh hiểu chứ. Tuyết Hồng Thảo Đường, mạnh lắm à? Đường Tuấn nhíu mày, rõ ràng rất bỡ ngỡ về cái tên này. Rất mạnh đệ tử nhiều thế hệ của họ đều song tu y học và võ thuật, truyền thừa lâu dài hơn thần châm môn và dược y cốc. Hơn nữa, truyền thừa của bọn họ còn nguyên vẹn, không bị mất đi. Anh có thể nghe ra sự e rè từ giọng cơ thục quyên, tương truyền, truyền nhân mỗi thế hệ của họ đều phải đạt tới thần hải cảnh mới được ra ngoài thế giới. Trong sách phái thần châm của tôi có ghi lại, vào 300 năm trước, một tộc nhân của tuyết hồng thảo đường rời khỏi đất tổ để làm việc. Lúc đó có một đệ tử của thế gia bất cẩn xung đột với anh ta. Vậy mà anh ta lại lấy tu vi mới bước vào thần hải giết sạch cả nhà thế gia võ đạo đó, hơn nữa còn giết chết một lão tổ đã đến thần hải cảnh trung kỳ. Cơ thục quyên nhân mặt, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng, nói tiếp trong mắt bọn họ, thế gia võ đạo và tông môn chẳng khác gì con kiến. Giờ sắp có biến cố lớn, truyền nhân tuyết hồng thảo đường sẽ chu du thế giới, đó chính là điểm báo bọn họ sắp nhập thế. Cô ta nhìn đường Tuấn, nói có lẽ anh có thể áp đảo hai nhà họ từ và nhà họ vũ, thậm chí dẫm nát cửa chùa bái đính. Nhưng trước mặt bọn họ, anh hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới, bất cứ một người nào trong gia tộc họ cũng có thể đánh bại anh. Anh rất mạnh, nhưng nội tình và vốn tích lũy của anh còn chưa đủ, chỉ ít cần thêm 30 năm tích lũy nữa mới có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Anh mau rời đi đi. Đường Tuấn cười nhạo, nói, rời đi, làm rùa đen rụt đầu giống bọn họ ấy hả? mươi 965 năng lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Cơ thục quyên nhìn người đàn ông chợt trở nên sắc bén, những lời nói định khuyên ngăn anh rời đi trong nháy mắt, nghẹn lại cổ họng. Cuối cùng cô ta không nói nên lời, chỉ đành thở dài một hơi nặng nề. Thế mới đúng là anh, nếu anh thật sự rời đi, chỉ sợ mình sẽ thấy thất vọng. Trong đầu cơ thục quyên đột nhiên lóe lên suy nghĩ ấy, khiến bản thân cô ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng anh thật sự có thể đấu lại tạ Nam ư, hơn nữa không chỉ có tuyết hồng thảo đường mà còn cả nghịch luân và huyết sát anh chọn ở lại, chẳng sáng suốt tí nào cả. Đáy lòng của cơ thục quyên trở nên nặng chiếu, vừa hy vọng đường Tuấn ở lại, vừa sợ anh phải chết vì sự lựa chọn đó. Cơ thục quyên đè nén những suy nghĩ dối bời trong lòng, cô ta nói với anh, trăm năm qua, truyền nhân của tuyết hồng thảo đường gần như không xuất hiện trên đời. Có lẽ có, nhưng không muốn để cho người ta biết. Tôi cũng không nắm rõ thực lực của bọn họ. Theo ghi chép trong sách cổ thì bọn họ song tu y học và võ thuật, có một số người sở hữu chân khí chứa độc tố chí mạng tự nhiên. 300 năm trước, người đệ tử của Tuyết Hồng Thảo Đường kia nếu không nhờ vào việc thân mang độc tố, cũng không thể tiêu diệt cả gia tộc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Anh phải tự mình cẩn thận đấy. Ngoài ra anh còn phải cảnh giác nghịch luân, nghe nói cậu Long kia còn đang khổ tu ở nước ngoài, tuy không đích thân đến nhưng anh ta rất mưu mô lập bẫy không sót một ai, anh phải hết sức cảnh giác. Cơ thục quyên chậm rãi nói, tôi biết rồi, cảm ơn cô, đường Tuấn gật đầu. Cơ thục quyên cười khổ, lắc đầu, tôi có thể tăng đến cấp thần hải ít nhiều gì cũng nhờ có anh. Mấy chuyện này cũng chẳng có là gì, anh bảo trọng nhé. Đường Tuấn im lặng không nói gì, chỉ dương mắt nhìn bầu trời rộng lớn trước mặt. Ai có thể kiểm soát sự thăng trầm của cuộc đời? Năng lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều. 300 năm trước, chỉ vì xung đột mà tuyết hồng thảo đường đã giết cả tộc người ta. Hành động này cứ như bị phát điên, có thể hiểu, trong suy nghĩ của họ, người của thế gian trần tục chẳng khác gì con kiến. Đường Tuấn ngẫm nghĩ, tuy trên bước đường của mình, anh đã giết rất nhiều người. Nhưng những người đó đều xúc phạm anh hoặc thậm chí muốn giết anh. Với những kẻ tàn bạo như Tuyết Hồng Thảo Đường, nếu thật sự để bọn chúng khống chế giới võ đạo, chỉ e sẽ là tai họa chứ không phải phước lành. Ngày hôm sau, trên đường quốc lộ Hà Nam, hai người tản bộ như đang dạo chơi ở trốn không người. Bọn họ không sử dụng chút chân khí nào, nhưng mỗi bước đều đi xa hơn 4 mét, hệt như sở hữu phép thần thông độn thổ của đạo gia. Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn đó là, mỗi bước của họ đều chỉ để lại một dấu chân mờ nhạt trên tuyết. Đạp tuyết không để lại vết tích, thể hiện thân pháp võ đạo đỉnh cao. Trong hai người, có một chàng trai trẻ tuổi hơn, vẻ ngoài thanh tú, thư sinh. Mặt anh ta trắng hơn người bình thường rất nhiều, đôi môi mỏng khiến người ta cảm thấy đây là một người khắc nghiệt, bạc tình, rất không phù hợp với phong thái của anh ta. Còn lại là một người đàn ông trung niên có dáng người to lớn như cột điện bằng sắt, lưng hơi còng. Người đó có một vết sẹo thật sâu, kéo dài từ khóe mắt đến tận khóe môi bên trái, trên người ông ta tỏa ra sự hung ác tột độ. Tuy thân hình của ông ta vạm vỡ hơn cậu thanh niên kế bên rất nhiều, thậm chí cánh tay còn to hơn cả đùi của anh ta, nhưng ánh mắt nhìn về phía chàng trai trẻ lại có vẻ sợ hãi và sùng bái. Ông ta còn đi sau nửa bước để thể hiện sự kính trọng của mình đối với chàng trai trẻ hai người xài bước đi nhanh trên đường lớn. Đúng lúc, có một chiếc xe taxi ở đối diện phóng về phía bọn họ. Bíp bíp bíp, taxi bấm còi in tai. Audio điện tử võ tấn bền. chương 966 lòng cậu chủ có trí lớn. Chàng trai trẻ tuổi nhướng mày. Người đàn ông trung niên thấy thế, ánh mắt ông ta chợt trở nên rét lạnh. Ông ta chém một nhát vào không khí, một lưỡi dao chân khí sắc bén mà mắt thường có thể nhìn thấy không rõ ràng lắm chậm rãi hình thành, nháy mắt đã xé rách không khí. Ngay tức khắc, chiếc taxi đang bấm còi cảnh báo bị xé thành hai mảnh, tài xế trong xe lập tức bị chân khí cuồng bạo đánh chết. Xong chuyện, hai người mặt không cảm xúc, lướt qua chiếc taxi đã bị chém làm đôi. Đùng! Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau lưng hai người, chiếc taxi bốc cháy hừng hực. Người trần tục đúng là chẳng biết kính nể ai, tuyết hồng thảo đường chúng ta lâu rồi chưa vào cõi trần, chỉ e là đám ngu xuẩn không biết gì ấy đã quên thực lực mạnh mẽ của chúng ta rồi. Chàng trai trẻ tuổi nói với giọng bình tĩnh, có vẻ chẳng có chút áy náy và ăn năn nào. Bọn chúng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, có thể khiến cậu chủ chứng kiến cái chết của chúng, đã là phúc mười đời của bọn chúng rồi ạ. À? Người đàn ông trung niên nịnh nọt, cậu chủ à, chỉ là một đại hội võ thuật thôi mà, cậu cần gì phải đích thân ra trận thế chứ, một mình lão trương tôi tới đã có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng rồi chàng trai trẻ tuổi lắc đầu cười nhẹ nghe nói trong khoảng thời gian này giới võ đạo có nhiều chuyện mới mẻ lắm hơn nữa còn xuất hiện một kẻ có hậu thiên đạo thể đang gây sóng gió trong giới tôi rất muốn gặp anh ta một lần người đàn ông trung niên nghe thấy hai chữ đạo thể thì con ngươi hơi co lại sau hàn nhật long lại có một người có đạo thể mới xuất hiện chỉ là không biết kẻ này đã phá vỡ ràng buộc chưa chàng trai trẻ tuổi xua tay, chuyện này không quan trọng. Cái câu đạo thể vô địch, chiến đấu vượt qua ranh giới đó chỉ là cách nói quê mùa của mấy người bên ngoài mà thôi. Nếu là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết thì may ra có khả năng làm được. Hậu thiên đạo thể chính là thành quả sau này, kém cỏi hơn tiên thiên đạo thể không biết bao nhiêu lần. Truyền thừa của đạo thống giới trần tục đã mất đi hơn phân nửa, linh khí đất trời còn lấm bẩn, cho dù anh ta có thể bước vào thần hải thì sao? Chẳng qua chỉ là một con kiến cỡ lớn, tôi vẫn có thể giết được trong nháy mắt. tuy giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ không ai sánh được. người đàn ông trung niên nghe thế lòng run lên nhỏ giọng đó là đương nhiên ạ. cậu chủ chính là thiên nhân chi tư, tuy mới vào thần hải không lâu nhưng chỉ thiếu chút nữa là có thể phá vỡ chướng ngại của trời đất khơi thông nguyên khí biển cả. chỉ sợ người đời chưa từng chứng kiến tu vi cấp bậc này đâu ạ. khi nói chuyện ánh mắt ông ta ánh lên vẻ vô cùng sợ hãi và khao khát. Tuy cảnh giới của ông ta cao hơn cậu chủ, nhưng xét về thực lực, chỉ e không đỡ được người chiêu của đối phương. Cậu chủ này của ông ta chính là người số một trong thế hệ trẻ của Tuyết Hồng Thảo Đường, giờ mới 35 tuổi đã chạm đến thần hải. Càng khủng bố hơn là, vừa vào thần hải nhưng anh ta suýt nữa đã khơi thông được nguyên khí biển cả, đạt tới cảnh giới mà vô số võ giả tha thiết ước mơ. Thậm chí tiềm lực này còn làm chấn động tới lão tổ của Tuyết Hồng Thảo Đường lão tổ đích thân ra tay, thực hiện nghi thức xối nước lên đầu, tẩy rửa cơ thể cho anh ta. Chàng trai trẻ tuổi ngắm nhìn trời đất, hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm khu vực này đã khôi phục rồi, tuy còn kém đất tổ, không dưỡng ra được đại long chân chính. Nhưng suy cho cùng đã không còn là một nơi hoang vắng nữa. Tuyết hồng thảo đường có tôi làm người đầu tiên nhập thế trong số các môn phái thế gia lánh đời, nói không chừng có thể chiếm được tiên cơ, đi trước bọn họ chương 967, đánh với tôi thêm một trận nữa. Người đàn ông trung niên cười khẩy, dựa vào danh tiếng của cậu chủ và tuyết hồng thảo đường của chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng dám không phục tùng. Chàng trai trẻ tuổi nói với giọng trịch thượng, đám người đó tuy có tu vi thấp hèn, nhưng xương cứng lắm. Khi hai người đang nói chuyện, nhà họ từ ở Hà Nam đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng động ẩm ý và không khí tương bừng, hai người tiến tới gần biệt thự nhà họ từ rất nhanh đã nắm bắt được những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua khi chàng trai trẻ nghe thấy đường tuấn có thực lực áp đảo hai chùm thần hải cảnh sắc mặt anh ta hơi thay đổi nhưng đôi môi bạc béo như dao băng lại nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh ta mặt người đàn ông trung niên kinh hãi nghĩ thầm cậu chủ muốn giết người đạo thể kia chết chắc rồi đây bên trong sân của biệt thự nhà họ từ đang có một nhóm người tụ tập Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam làm người đứng đầu dân tộc mèo, cơ thục quyên làm người đại diện cho đệ tử phái thần châm. Từ Nhật, Vũ Tuyết Hương và mấy người của nghịch luân. Ở một góc trong phòng có một người đàn ông mặt mày đầy tang thương đang đứng ôm đao. Thanh đao không biết cố tình hay vô ý tỏa ra một luồng khí mờ mịt mà u ám, khiến người ta không dám xem thường. Ánh mặt trời chiếu vào từ song cửa sổ, nhưng khi đến bên cạnh hắn ta lại có chiều hướng nghiêng nghiêng, dường như cũng bị đao ý dung trời của hắn ta chặt đứt. Ngài Phạm, mời ngồi xuống đây. Từ Nhật khom người nói. Từ Nhật đường đường là người thừa kế của nhà họ từ, thân phận cao không gì sánh được, nhưng cũng không dám lộ ra vẻ kiêu căng nào ở trước mặt người đàn ông dạn dày xương gió này. Bởi vì người này tên là Phạm Nam Thiên, người đời gọi là Quỷ Đao, đã là tông sư số một của nước Việt Nam trước khi Đường Tuấn ra đời. Hôm nay Phạm Nam Thiên đặt chân vào cảnh giới thần hải, bước chân vào đội ngũ võ giả hàng đầu nước Việt Nam, ngay cả ông nội từ vũ của anh ta nếu đấu với Phạm Nam Thiên cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Sức mạnh như vậy, thân phận bậc này đã đủ để từ nhật cúi người hành lễ. Phạm Nam Thiên ôm Xuân Thần Đao, thản nhiên nhìn qua từ nhật không cần. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, nói khẽ đánh với tôi thêm một trận nữa. Chiến ý và đao ý bất ngờ cuộn trào mãnh liệt như nước thủy chiều tỏa ra trong phòng, khiến cho ai nấy đều dùng mình. Đợi chuyện này xong, Tôi với ông sẽ đánh một trận. Đối diện với ánh mắt khát vọng của Phạm Nam Thiên, Đường Tuấn gật đầu. Bấy giờ Phạm Nam Thiên mới thu lại ánh mắt, chiến ý và đao ý đẩy phòng nháy mắt tan đi. Vẻ mặt Từ Nhật có hơi mất tự nhiên, chỗ này là nhà họ Từ, anh ta mới là chủ nhân, nhưng lại bị người khác xem nhẹ như vậy. Nhưng nói đi nói lại anh ta cũng không phải người thường, sau khi được Từ Vũ giảng dạy thì cả tính tình và tu vi đều có bước tiến lớn, nên anh ta trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Trên khuôn mặt nho nhã lộ ra nụ cười tươi. Chương 968, vậy các người đến đây vì mục đích gì? Cột nguyên khí kia tới từ một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hung ác, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Trên không trung sẹt qua hai bóng người, chỉ thấy Từ Vũ và Vũ Quân xuất hiện trên quảng trường, sắc mặt tối sầm nhìn hai người vừa đến. Từ Vũ hơi nổi giận, Gần giọng hỏi, hai người từ đâu đến? Chẳng lẽ nghĩ nhà họ Từ chúng tôi dễ bị ức hiếp sao? Người đàn ông trung niên dùng chân đá một người bảo vệ ra rồi nhìn về phía tử vũ, khinh thường nói ông chính là tử vũ. Tu vi quá bình thường. Ánh mắt tử vũ u ám nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt không ngừng biến đổi, giống như là đang e rè thực lực của đối phương. Các người rốt cuộc là ai? Tử vũ quát. Người đàn ông trung niên nói với giọng thách thức, lão trương đây tên trương nghiêm. Tử vũ và vũ quân nhìn nhau, cả hai đều chưa hề nghe đến cái tên này nhưng câu nói tiếp theo của trương nghiêm đã làm cả hai ngẩn người ngay tại chỗ họ thấy trương nghiêm khom lưng với chàng trai trẻ tuổi cao giọng nói đây là cậu chủ nhà tôi chúng tôi đến từ tuyết hồng thảo đường tuyết hồng thảo đường mọi người ai nấy đều hoài nghi phần lớn võ giả cũng chưa từng nghe thấy cái tên này nhưng vẫn có người nhận ra khẽ nói là tuyết hồng thảo đường cùng lúc tu luyện cả y đạo và võ đạo đợi đến khi có người chậm rãi nói ra lại lịch của tuyết hồng thảo đường toàn bộ người có mặt đều chết chân há hốc miệng nhìn hai người trong sân đây chính là quái vật mạnh gấp mấy lần nhà họ từ là thế gia ẩn cư đấy thậm chí còn mạnh hơn cả thiên sư núi yên tử nữa cảnh giới thần hải cảnh trung kỳ như trương nghiêm cũng chỉ là người hầu của tuyết hồng thảo đường chuyện này nói ra thật quá khủng khiếp rồi cậu là tạ nam đối mặt với thế lực này của tuyết hồng thảo đường dù trong lòng từ vũ có không vui cũng không dám đắc tội quá mức không sai tôi chính là tạ nam, chàng trai trẻ tuổi gật đầu, anh ta bày ra thái độ chỉ tay năm ngón, coi đám người kia như không khí. Nhà họ từ của tôi và Tuyết Hồng Thảo Đường chưa từng có ân oán, các người muốn làm gì? Lẽ nào muốn gây ra ân oán giữa hai nhà chúng ta? Từ Vũ Lạnh Lùng nói, N oán, nhà họ từ các ông còn chưa xứng làm đối thủ của Tuyết Hồng Thảo Đường đâu. Tạ Nam nói một cách thản nhiên. Từ Nhật nghe đến đó thì liền muốn xông lên bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Từ, nhưng anh ta đã bị Từ Vũ giữ chặt lại. "Vậy các người đến đây vì mục đích gì?" Từ Vũ trầm giọng hỏi. "Chương 969 lão có chết trăm lần cũng không đền hết tội." Vẻ mặt Từ Vũ lạnh dần, đây vốn không phải tìm người phát ngôn gì cả, mà là để nhà họ Từ phục tùng, để họ làm người hầu của Tuyết Hồng Thảo Đường. Để đến lúc cần thiết, Tuyết Hồng Thảo Đường chỉ cần dùng một câu thôi chỉ sợ là cả nhà họ từ đều phải chết. Nhưng thế lực hiện tại của tuyết hồng thảo đường là thứ mà nhà họ từ không thể chống lại. Nếu từ chối, sợ là sẽ dẫm vào vết xe đổ của một thế gia nọ vào 300 năm trước, tộc bị diệt, người không còn. Đừng hòng, nhà họ từ của tôi tuyệt đối không khuất phục dưới chân người khác. Từ vũ vẫn còn đang suy tư, thì từ nhật đã không chịu được mà lên tiếng. Từ nhật dẫu sao vẫn còn trẻ, dòng máu nóng vẫn đang trào dâng, không thể chịu đựng chuyện nhà họ từ làm tôi làm tớ cho người khác. Lòng anh ta ôm chí lớn, muốn đưa nhà họ từ lên đến đỉnh cao trước giờ chưa từng đạt tới, nên sao có thể chịu được bị người khác sỉ nhục như vậy. Lúc tôi nói chuyện, có chỗ để cho anh chen vào sao? Tạ Nam cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ giơ lên. Dừng tay, từ vũ quát to, nguyên khí toàn thân trong nháy mắt sôi trào. Phản ứng của lão khá nhanh, nhưng vẫn như cố chậm mất nửa nhịp một luồng chân khí không gì sánh được nó như cuồng phong phóng ra từ tay tạ nam đánh vào ngực từ nhật từ nhật không đỡ nổi chiêu này lập tức phục ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt trong không khí tỏa ra một mùi thuốc kỳ lạ khiến cho tâm trí người ta say mê từ vũ đỡ lấy cháu nội chân khí mạnh mẽ truyền hết vào thân thể từ nhật để sức sống của anh ta không tiêu tan khuôn mặt lão cực kỳ khó coi một đòn vừa nãy khiến cho từ nhật bị thương nặng tới nỗi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc trước giờ chuyện này gần như chưa từng xảy ra cháu nội tôi chỉ nói có một câu cậu xuống tay quá độc ác rồi vẻ mặt từ vũ cay độc như dã thú muốn cắn người vẻ mặt tạ nam vẫn bình tĩnh không có chút áy náy nào giống như đây là chuyện dĩ nhiên vậy chủ đang nói chuyện từ lúc nào đến lượt tôi tớ có thể xen mồm nếu nhà họ từ của ông không đồng ý vậy anh ta chính là kết cục của các người dựa vào một đạo thống không đạt đến thần hải cảnh trung kỳ như ông có thể cản được tôi sao Trở thành đầy tớ của Tuyết Hồng Thảo Đường là vinh dự mà nhà họ Từ các ông tu nhiều đời mới có được. Những người nắm quyền nhà họ Từ như Từ Vũ, Từ Đông đang cắn chặt răng, không nói được lời nào. Nhưng lửa giận trong mắt thì sôi sùng sục, có thể tưởng tượng được trong lòng họ đang phẫn nộ tới cỡ nào. Về phần những tộc nhân bình thường của nhà họ Từ, vẻ mặt của họ càng thêm sợ hãi. Trong ánh mắt vài người nhìn về phía Từ Vũ mang theo vẻ khát khao, rõ ràng là mong Từ Vũ đồng ý yêu cầu này để cho bọn họ có cơ hội được sống. Lẽ nào hôm nay nhà họ từ phải đối mặt với họa diệt tộc hay sao? Trong lòng từ vũ phức tạp vô cùng, bộ xương già của lão đây có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng, nếu như vậy thì huyết mạch nhà họ từ ở Hà Nam từ nay xem như bị cắt đứt, lão có chết trăm lần cũng không đền hết tội. Từ vũ ngẫm nghĩ rồi lại đảo mắt nhìn về phía nhiều võ giả trong sân. Nhưng thứ lão nhìn thấy, những võ giả trước đây cung kính có thừa với nhà họ từ giờ đây đang dối rít né tránh, ngay cả Vũ Quân ở bên cạnh cũng yên lặng lùi lại hai bước. Đưa mắt nhìn xung quanh không có người thân, bạn bè. Chương 970, xin chỉ giáo. Bản thân Từ Vũ là võ giả thần cảnh, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, lại nổi tiếng với việc kết giao rộng rãi, nếu không cũng không có cách nào tổ chức được đại hội võ thuật. Nhưng vào giờ phút này, lão lại có cảm giác một thân một mình cô độc, ngay cả Vũ Quân đã kết bạn với lão mấy chục năm cũng đã rút lui, còn ai có thể đứng ra vì nhà họ Từ nữa? còn ai dám chứ? Đó dù sao cũng là tuyết hồng thảo đường, gia tộc lớn động một tí giết người diệt tộc. Khóe miệng tạ nam nhách lên một nụ cười đắc ý, sự ngông cuồng thách thức thể hiện giữa hai đầu lông mày càng đạt tới cực hạn, giống như một vị quân vương nắm trong tay quyền cho sống hoặc giết chết. Mảnh đất linh khí ô nhiễm này đúng là đời sau không bằng đời trước. Xem ra là tôi đánh giá bọn họ cao quá rồi, những người này căn bản là không đáng tự lập tổ địa. Trong lòng tạ nam thất vọng, âm thầm lắc đầu có hơi mất hứng thú lúc trước đường tuấn vẫn luôn quan sát muốn nhìn thử cái gọi là gia tộc ẩn cư có phải là kiêu ngạo kinh người không ai bì nổi như cơ thục quyên nói hay không cho nên anh mới luôn giữ im lặng thái độ tọa nam biểu hiện ra ngoài vừa vặn chứng minh cho cách nói kia anh từng ở đạo quán bên ngoài núi yên tử nói với tạ phù diệu ai cũng có thể tu luyện mà tạ nam lại đặt bản thân ở vị trí ăn trên ngồi trước nhìn chúng sinh như sâu kiến Việc này khiến anh rất căm phẫn, đến mức nảy sinh sát ý. Giờ phút này, anh muốn giết người. Nhưng có người lại nhanh hơn anh. Cạch. Phạm Nam Thiên tay cầm Xuân Thần đao, hiên ngang đứng đó, giống như lạch trời ngăn cách Tạ Nam cùng nhà họ Từ. Phạm Tiền Bối, từ nhật suy yếu trợn tròn mắt, nhìn bóng dáng đang đứng trước mắt, lẩm bẩm nói. Sắc mặt Từ Vũ hơi thay đổi, thấp giọng nói. Phạm Nam Thiên, ông cùng nhà họ Từ không có quan hệ qua lại gì không cần phải như vậy. Mặt mò của vũ quân có hơi nóng lên, Phạm Nam Thiên cùng nhà họ từ không hề có tí qua lại nào, lúc này lại đồng ý đứng ra, mà ông ta cùng từ vũ có vài chục năm giao tình, lại rút lui. Chuyện này khiến sắc mặt ông ta có chút khó coi. Trong số những gia tộc ẩn cư và tông môn, Tuyết Hồng Thảo Đường mặc dù không được tính là đứng đầu, nhưng cũng không phải là sự tồn tại mà người bình thường có thể ngăn cản. Phạm Nam Thiên, ông quá lỗ mãng rồi, cho dù ông là tông sư hàng đầu, tiềm lực kinh người, nhưng cũng không thể ngăn cản được kẻ địch lớn như vậy. Không phải tôi không muốn, mà là tôi bất lực. Phú quân nghĩ thầm trong lòng, định vịn vào đó mà tự an ủi bản thân. dáng đứng thẳng tắp hiên ngang, ánh mắt phạm nam sáng rực, bên trong con người ánh đao ẩn hiện, đao ý kinh trời giống như mãnh thú từ từ thức tỉnh Xin chỉ giáo. Audio điện tử võ tấn bền. chương 971. Tạ Nam vừa dứt lời, Trương Nghiêm đã bước lên phía trước một bước. Kẻ dám mạo phạm uy nghiêm của Tuyết Hồng Thảo Đường, phải làm như thế nào? Tạ Nam hỏi. Trong giọng nói của Trương Nghiêm mang theo sát ý vô cùng lạnh lẽo, chém người, diệt tộc. Đúng, Tạ Nam chỉ nói một chữ này, rồi không nói thêm gì nữa. Ha, sau khi đạt tới thần hải, lâu lắm rồi tôi chưa được chém giết võ giả thần cảnh. Vết sẹo đen nhánh trên mặt Trương Nghiêm đột nhiên tỏa sáng, thân thể vốn hơi còng còng nháy mắt thẳng tắp một lát sau, toàn bộ khí thế của ông ta đã bộc lộ, cột nguyên khí lại mở rộng thêm mấy phần, dao động mạnh mẽ làm người ta phải run sợ. Cạch, xuân thần đao được rút ra khỏi vỏ. Ánh đao sáng như tuyết, tựa như những giải ngân hà buông xuống, một ảo ảnh quỷ thần đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Phạm Nam Thiên. Quỷ thần thân cao mười mấy mét, đầu mọc sừng thú, khuôn mặt nghiêm khắc hung ác, trong tay cũng cầm một cây đao, nhưng so với xuân thần đao thì lớn hơn rất nhiều. Theo ý niệm xuất đao của Phạm Nam Thiên, vị quỷ thần kia cũng từ trong hư vô vung ra một đao, ánh đao vô cùng rực rỡ, giống như có thể cắt đôi hai giới âm dương, chiếu rọi, phá nát vùng đất cửu u. Đao này vừa ra, sắc mặt Tạ Nam lập tức thay đổi. Không ngờ được, vùng đất đã mất đi thừa truyền lại có người tập luyện được loại đao pháp này. Người như vậy cho dù là tư chất hay ngộ tính, đặt ở trong các đại tổ phúc địa đều xem là đỉnh cao. Tạ Nam khẽ lắc đầu, trong lòng tiếc hận khẽ thở dài. Đáng tiếc ông đã sinh nhầm địa phương, đáng tiếc lúc này ông lại gặp phải Trương Nghiêm. Trương Nghiêm tuy chỉ là kẻ hầu người hạ trong tuyết hồng thảo đường, nhưng lại phụ trách dạy bảo thế hệ nhỏ tuổi của tuyết hồng thảo đường, nói về chiến lược thật sự, có thể xếp vào top 5 trong tuyết hồng thảo đường. Quả nhiên, chỉ thấy thân thể Trương Nghiêm khẽ chuyển động, cơ thể vốn giống như một quả núi nhỏ hùng tráng vậy mà lại có thể vọt lên cao, tựa như thần tướng từ trên trời hạ xuống. Quyền ra như trọng pháo, không khí bị đè nát, phát ra từng tiếng vang nặng nề trầm đục. Nguyên khí mang theo màu đen vàng của hệ thổ bao bọc lấy cơ thể của anh ta, làm tăng thêm cảm giác nặng nề và lực phòng thủ. Dù sao Phạm Nam Thiên cũng chỉ là cao thủ mới lên cấp thần hải, tuy có kỳ ngộ, nhưng lại chưa kịp củng cố cảnh giới, còn chưa thật sự thấu hiểu cặn kẽ được sức mạnh toàn thân. Một đao của quỷ thần mặc dù mạnh mẽ, chớp mắt đã chém vỡ lớp nguyên khí phòng thủ của Trương Nghiêm nhưng lại không có cách nào xuyên qua lớp phòng ngự cơ thể của anh ta. Dầm, Trương Nghiêm thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười độc ác, nắm đấm không chút do dự đánh vào ngực Phạm Nam Thiên. Một tiếng sấm mùa xuân đột nhiên nổ vang, một đám em mờ bạo vân xuất hiện ở phía sau lưng Trương Nghiêm. Một quyền này của Trương Nghiêm đã đột phá em mờ chướng. Phạm Nam Thiên lùi lại mấy bước liên tiếp, khóe miệng chảy máu, cơ thể khẽ lung lay, gần như là không đứng thẳng lên được. Trương Nghiêm cậy thế không tha người, lại ra thêm một quyền, cười như điên nói. Muốn làm tao bị thương, chỉ dựa vào đám nhà quê bọn mày à, đợi thêm 100 năm nữa đi. Chương 972, mày muốn ép tao phải ra tay à? Hơi thở Phạm Nam Thiên hơi chậm lại, không vận chuyển được chân khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Trương Nghiêm cách mình càng ngày càng gần. Với trạng thái bây giờ của ông, nếu bị một quyền này đánh trúng, chết là cái chắc, không có một tí đường sống nào nụ cười rét lạnh của tạ nam càng thêm đậm. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, Phạm Nam Thiên làm sao mà là đối thủ của Tuyết Hồng Thảo Đường được chứ? Cho dù chỉ là một người hầu thì sức chiến đấu của tên kia vẫn rất khiếp người. Đáng tiếc cho Phạm Nam Thiên, nếu cho ông ta thêm 20 năm nữa, nói không chừng có thể thật sự đánh bại được Trương Nghiêm. Đáng tiếc, đã chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Phú Quân thầm nghĩ, cảm thấy may mà lúc nãy mình đã lùi một bước trên mặt từ vũ lộ ra vẻ đau buồn. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên. Một thân ảnh hiện lên, đám người còn chưa thấy rõ bộ mặt thật của chủ nhân bóng dáng ấy, trương nghiêm đã bay ra ngoài giống như một con diều đứt dây. Gã khựng lại trên không trung, không ngừng hộp máu, toàn thân, chỗ nào cũng vang lên tiếng rắc rắc không ngừng, tựa như tiếng pháo, khiến sắc mặt người ta phải thay đổi. Đó là âm thanh xương cốt toàn thân trương nghiêm đang dạn nứt. Một lát sau, trương nghiêm ngã trên mặt đất như một bãi bùn nháo máu tươi từ dưới cơ thể gã tràn ra nhuộm đỏ cả nền đá trong mắt vẫn chưa rút đi sự kinh ngạc chật vật đứng dậy lúc này trương nghiêm mới nhìn thấy ở phía trước phạm nam thiên có một người thanh niên trẻ đang đứng nhìn qua thì người này còn trẻ hơn nhiều so với thiếu gia nếu không phải anh ta vẫn duy trì động tác gia quyền trương nghiêm hoàn toàn không dám tưởng tượng đối phương chính là người vừa nãy chỉ ra một đòn đã khiến mình bị thương nặng thứ vô dụng rác rưởi Tạ Nam lạnh lùng mắng Trương Nghiêm một câu, sau đó nhìn Đường Tuấn, cười khẩy nói. Tao còn tưởng rằng mày sẽ không ra tay chứ. Ra tay ngăn cản một quyền của Trương Nghiêm chính là Đường Tuấn. Cũng chỉ có thân thể thu đạo đạt đến mức thể chất siêu mạnh như anh mới có thể đón đỡ được một quyền kia, thậm chí còn mượn lực đánh lực, phản kích ngược lại. Trương Nghiêm bị đánh bại cũng không oan, chính là dạng cao thủ thần hải hàng đầu như Trần Tùng N, e là cũng không dám đón đỡ một quyền lúc nãy của Trương Nghiêm mày muốn ép tao phải ra tay à? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Tạ Nam cười nhạt một tiếng, về phần Trương Nghiêm đang bị trọng thương, càng là kiểu nhìn cũng không dám nhìn lại. Tạ Nam vẫn ra vẻ nắm giữ được mọi việc trong lòng bàn tay, cười nói. chương 973, Bách Dược Linh Thể Ánh mắt của Tạ Nam lướt qua đường Tuấn, nhìn về phía cơ thục quyên như tiên nữ cung trăng đang đứng giữa đám người, ánh mắt nóng bỏng, lên tiếng bảo hẳn cô là truyền nhân của thế hệ phái thần châm này tu vi không tồi, có tư cách làm nữ hầu cho tôi. Kiểu phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, có tu vi trong người như cơ thục quyên này là dạng vô cùng hiếm có trong các đại thế gia và môn phái. Hiển nhiên tạ nam sẽ không bỏ qua cơ hội, chấm mút. Lấy đạo thể làm nô lệ, bảo truyền nhân của phái thần châm làm nữ hầu. Nếu có ai dám nói những lời như thế này, chắc chắn sẽ bị người ta coi là mất trí, phát điên rồi cười to ba ngày ba đêm. Phải là kẻ cực kỳ kiêu căng, tự đại mới dám nói như vậy. Tuy nhiên, lúc này lại chẳng có ai dám cười, bởi kẻ nói ra những lời này chính là truyền nhân hiện tại của Tuyết Hồng Thảo Đường. Người hầu của anh ta chính là Phạm Nam Thiên có thể đánh bại vô số người trong lời đồn. Tạ Nam là truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường, tất nhiên sức mạnh còn khủng khiếp hơn nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cơ thục quyên hiện lên vẻ giận dữ, đối với phái thần châm mà nói, lời này của tạ nam đồng nghĩa với sự sỉ nhục to lớn. Thế nào, tạ nam nhìn đường tuấn cười hỏi bây giờ mày muốn tự đánh gãy hai chân hay để tao ra tay phế bỏ tu vi của mày ném mày ra khỏi đây đường tuấn bình tĩnh hỏi ha 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 sự im lặng ngắn ngủi qua đi bỗng tạ nam phát ra tiếng cười lớn chỉ vào đường tuấn châm chọc mày nghĩ mình là ai quỷ tử của phe phái huyền minh quỷ hay là kiếm đài thiên sinh của kiếm môn anh ta chợt ngừng tiếng cười nghiêm mặt bảo cùng lắm mày cũng chỉ là một hậu thiên đạo thể thôi chỉ có loại nhà quê ở chỗ linh khí không sạch sẽ này mới coi mày thành người có thể chất đặc biệt không ai trên đời địch nổi trong mắt tao mày cũng thường thôi tao có thể giết mày trong nháy mắt vốn tao còn định nhận mày làm người hầu nhưng xem ra mày còn ngung cuồng ngạo mạn hơn cả tao không biết thời thế như vậy cả tư cách để tao phí sức bồi dưỡng mày cũng không có bây giờ tao ban cho mày cái chết tạ nam nói với giọng lạnh lẽo đừng tưởng đánh bại được trương nghiêm là lợi hại lắm anh ta cũng chỉ là tôi tớ của nhà họ tạ bọn tao mà thôi. Sức mạnh của nhà họ tạ bọn tao, há để một thằng hậu thiên đạo thể nhãi nhép như mày đoán được. Tạ Nam vừa nói xong, anh ta lập tức dậm nhẹ chân trái của mình, dòng chân khí mạnh mẽ chảy từ giữa huyệt khiếu xuống, âm thanh như nước lũ cuồn cuộn vang lên giữa không gian. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là, có một loại mùi thuốc kỳ dị phát ra từ trong cơ thể của tạ Nam, bên cạnh anh ta xuất hiện ảo ảnh của đủ loại dược thảo. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, và nhiều loại khác. Ảo ảnh của chừng trăm loại thuốc quý giá xoay quanh người tạ nam, cứ như anh ta biến thành nguồn gốc của tất cả dược thảo trong trời đất vậy, tạo ra tất cả dược thảo, linh chi trên thế gian này. Bách dược linh thể chương 974 thanh liên có thể chất hệ mộc Cơ thục quyên hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn còn run rẩy chậm rãi giải thích, bách dược linh thể là loại thể chất trong truyền thuyết, có thể dùng chân khí trong chính cơ thể mình nuôi dưỡng các loại linh dược quý giá trong trời đất. Không chỉ có vậy, loại thể chất này vô cùng tương hợp với nguyên khí trời đất, có thể tinh luyện nguyên khí từ linh dược để nuôi lại cơ thể, tốc độ tu luyện gấp mấy lần người bình thường. Cơ Thục Quyên nhìn qua Thanh Liên ở bên cạnh, thể chất hệ mộc là đã vô cùng hiếm có rồi, nhưng 100 thể chất hệ mộc cũng chưa chắc sinh ra được một bách dược linh thể. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Liên có thể chất hệ mộc Chuyện này cũng không phải bí mật gì lớn lắm. Thanh Liên có thể trở thành nhân vật quan trọng trong nghịch luân, là thiên tài trong giới võ đạo. Tất cả thành tựu này không thể không kể đến công lao của thể chất hệ mộc ở cô ta, thậm chí nó còn chiếm phần lớn nhất nữa. Bây giờ, Tạ Nam lại phô ra thể chất còn mạnh mẽ hơn, mạnh hơn thể chất hệ mộc gấp trăm lần. Đây thật sự là chuyện nghe đến rợn cả người. Tất nhiên không phải nói sức mạnh của Tạ Nam hơn Thanh Liên gấp trăm lần nhưng nó vẫn vượt ra khỏi nhận thức của mọi người đúng vậy cậu ấm nhà tao chính là bách dược linh thể đây là thể chất thuộc loại chỉ có trong truyền thuyết đừng nói là với loại khiếm khuyết linh khí như chúng mày hay giới trần tục hầu như đã cắt đứt với đạo thống mà cả với các loại môn phái hay đại thế gia đã ở ẩn đây cũng là thể chất đứng đầu trương nghiêm uống tiếp một viên đan dược đầy mùi thuốc không ngờ vết thương bắt đầu trở nên tốt hơn gương mặt cũng hồng hào hẳn ra giờ phút này trên khuôn mặt xấu xa dữ tợn của anh ta đầy vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn ẩn chưa nỗi hận và sát ý nồng nặc. Viên đan dược kia là do tuyết hồng thảo đường nể tình mấy năm nay anh ta tận tâm làm việc nên ban thưởng cho, có công hiệu cải tử hồi sinh, bây giờ phải dùng tới khiến anh ta vô cùng đau xót. Chị ơi, anh ta và anh đường, ai lợi hại hơn? Hoa tiểu nam nóng ruột hỏi. Cơ thục quyên than nhẹ một tiếng, trả lời, bách dược linh thể hay sắc vô đạo thể đều là thể chất trong truyền thuyết nhưng mà nói tới đây cô ta chợt ngừng lại nhưng tạ nam xuất thân từ tuyết hồng thảo đường có được gốc dễ to bự được truyền thụ đầy đủ võ đạo và tài nguyên phong phú còn đường tuấn thì sao có quật khởi hay không không quan trọng mấy trăm năm qua nhà họ đường chưa bao giờ sinh được cường giả võ đạo yếu hơn tạ nam rất nhiều thể chất cả hai ngang nhau cảnh giới cũng không khác biệt vậy loại tranh lệch xuất thân này sẽ trở thành một lợi thế cuối cùng áp đảo thắng lợi trên bàn cân tuy cơ thục quyên không nói hết nhưng tất nhiên mọi người ở đây đều hiểu ánh mắt nhìn về phía đường tuấn lập tức trở nên kỳ lạ chẳng lẽ từ sau hôm nay giới võ đạo chúng ta phải để mặc bọn môn phái thế gia này cưỡi lên đầu sao có võ giả thế hệ trước khóc nghẹn ngào không thành tiếng tuy tu vi của bọn họ yếu kém nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của nhà họ từ sao họ có thể chưa rõ bộ mặt thật của đám thế gia lánh đời này không ai hy vọng nhìn thấy cảnh tượng đó cả giờ khắc này Bọn họ ký thác toàn bộ hy vọng lên người Đường Tuấn, nhưng hy vọng này lại như ánh nến le lói trong bóng đêm vô tận vậy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Chương 975, nói nhiều quá. Nguyên khí chi trụ trên đỉnh đầu Tạ Nam đâm xuyên qua hư không, có vẻ như vô cùng tương thích với nơi thần thánh vĩ đại nào đó. Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời, ý cười rõ ràng hơn nhiều. Tốc độ hồi phục của phần linh khí trời đất này vượt quá sức tưởng tượng của Tạ Nam anh ta lại đến gần với việc khơi thông nguyên khí biển cả một bước rồi. Trận chiến này là trận đầu tiên của mình sau khi nhập thế, lợi dụng trận này giúp mình khơi thông nguyên khí, mở ra thiên nhân huyền quan. Tạ Nam thầm nói với bản thân. Phực, tạ Nam biến mất, giống như lệnh trời, Linh Chi Dược Thảo lập tức sinh trưởng mạnh mẽ hơn, tạo thành một nhà giam bao vây bốn phía của đường Tuấn. Linh Chi Dược Thảo và chân khí của anh ta là một thể thống nhất. Tuy là thân thực vật, nhưng nó còn chắc chắn hơn cả thép có độ dày 1 cm. Bình thường, cho dù là cao thủ tông sư muốn đánh gãy nó cũng không dễ dàng, chứ nói gì lúc này nhà giam tầng tầng lớp lớp, độ cứng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhất niệm động, nguyên khí sinh, Từ Vũ hét lên. Đây chính là dấu hiệu khơi thông nguyên khí biển cả. Không ngờ cảnh giới mà lão mong ước này lại hiện ra trong tay Tạ Nam. Chẳng lẽ ông trời phải diệt trừ nhà họ Từ tôi sao? Gần như Từ Vũ đã tuyệt vọng ha ha các người chưa từng thấy bản lĩnh này đúng không hôm nay tao sẽ cho chúng mày mở mang tầm mắt tạ nam cười ngạo nghễ lại thì thầm ký tạ nam vừa dứt lời nhà giam được tạo thành từ đủ loại linh chi dược thảo bỗng phóng ra một ánh sáng màu xanh biếc trong đó ẩn chứa sức sống vô hạn ánh sáng xanh biếc như có ý thức chúng bám lên người của đường tuấn đường tuấn đưa tay bắt lấy ánh sáng xanh đó chúng lại càng đậm hơn bàn tay anh như đang chạm vào một mặt nước màu xanh vô cùng kỳ diệu. Nếu ai đó nhìn thấy được những huyệt khiếu trên người anh, sẽ thấy có rất nhiều ánh xanh lướt qua kinh mạch, mạch máu của anh. Mỗi một điểm sáng xanh đó là một hạt giống, bám lên khắp cơ thể đường tuấn. Chân khí và máu thịt của anh chính là chất dinh dưỡng nuôi những hạt giống này nảy mầm. Thì ra là thế, qua khe hở từ nhà giam, đường tuấn nhìn về phía tạ nam, cười nói, thì ra mày vẫn chưa khơi thông nguyên khí biển cả. Tạ nam ngẩn ra, sau đó gương mặt trở nên u ám anh ta vẫn chưa đả thông thiên nhân huyền quan, tinh thần cảm ngộ nguyên khí biển cả. Tuy nói nó chỉ là một tấm màn mỏng, nhưng chắc chắn anh ta có thể đột phá trong thời gian nhất định. Nhưng anh ta vẫn là chưa đột phá được, anh ta có thể kiêu ngạo trước mặt đám người từ vũ, nhưng tuyệt không dễ dàng tha thứ cho ai châm trọng mình không có tài cán vì điều đó. Ha ha, đúng là tao vẫn chưa tới được bước đó, nhưng nhìn khắp các thế gia và môn phái đi, cũng chỉ có mấy người quỷ tử và kiếm đài thiên sinh làm được cả cơ thể tạ nam được bao phủ bởi ánh sáng xanh biếc hệt như thanh đế người tạo ra vạn vật trong truyền thuyết thần thoại vậy anh ta lạnh lùng nói tuy hiện tại tao còn kém bọn họ một bậc nhưng chẳng bao lâu nữa tao sẽ vượt lên họ thôi nghe nói bảo huyết của người mang hậu thiên đạo thể vô cùng thuần khiết ẩn chứa dương khí bẩm sinh tao sẽ rút hết bảo huyết cả người mày ra luyện đan chưa biết chừng có thể giúp bách dược linh thể của tao tăng thêm một tầng nữa một bước tới được thiên nhân huyền quan Audio điện tử võ tấn bền chương 976 Tao phải giết mày Loại hạt giống chân khí này chính là một trong những thiên phú của bách dược linh thể Chúng vô cùng kỳ dị và đáng sợ Lúc tạ nam chưa tu thành thần hải Anh ta đã có thể dùng kỹ năng này làm trọng thương những cao thủ đã vượt qua thần hải cảnh Lúc này tạ nam đã đạt được thần hải cảnh rồi Anh ta tự tin có thể làm võ giả thần hải cảnh trung kỳ bị thương nặng với tuyệt kỹ này Đáng tiếc sau khi anh ta ra lệnh Đường Tuấn vẫn nguyên vẹn như cũ, chẳng có cây cối gì phá nát cơ thể của anh chui ra ngoài. Sao lại thế này? Biểu cảm Tạ Nam thoáng thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Đường Tuấn nhe răng cười, hạt giống chân khí màu xanh này vừa tiến vào cơ thể của anh chưa lâu đã bị chân khí của anh ăn mòn, cắn nuốt chẳng còn gì rồi. Có lẽ loại tuyệt kỹ này sẽ vô cùng nguy hiểm với võ giả thần hải cảnh bình thường. Nhưng đối với Đường Tuấn, người có chân khí cơ thể mạnh mẽ hơn so với thần hải cảnh hậu kỳ mà nói, nó chỉ đơn giản như một ý nghĩ trong đầu mà thôi xác xác trong lúc tạ nam vẫn còn đang kinh ngạc đường tuấn đã đưa tay xé nhà giam được tạo thành từ linh chi dược thảo kia ra chỉ thấy cơ thể anh chợt chuyển động một luồng sáng lóe lên trong chớp mắt anh đã đứng trước mặt tạ nam lúc này tạ nam mới kịp phản ứng nhưng đã chậm rồi tay của đường tuấn như vuốt ưng lập tức phá vỡ nguyên khí hộ thể của anh ta bắt lấy đầu vai tạ nam hệt như quắp một chú gà con vậy anh nâng tạ nam lên rồi quật mạnh xuống cái nền bằng đá. Âm, um, âm, um, âm, um. khói bụi tràn ngập, mọi người nhìn vào hai bóng người kia, khiếp sợ đến mức không nói được gì. Không ngờ truyền nhân của tuyết hồng thảo đường không ai bị nổi kia lại bị đường tuấn xem như roi ra vậy, quật trái rồi lại quật phải. Đây, đây mới là sức mạnh thật sự của anh ta sao? Lúc này đường tuấn hệt như một con bạo long cổ xưa vậy, sức mạnh bộc phát ra khiến người ta kinh hãi. Đám người thanh liên, Vũ Tuyết Hương và Từ Nhật nhìn thấy cảnh này, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào. Lúc này tình trạng vết thương của Trương Nghiêm đã hồi phục hơn phân nửa. Nhìn tình cảnh này, biểu cảm của anh ta chợt thay đổi. Tuy nhiên, anh ta như nhớ tới cái gì đó, bèn tự thì thầm với mình, các người đang chọc giận cậu chủ đấy. Các người chết chắc rồi. Dường như để chứng minh lời của Trương Nghiêm, đột nhiên, trong khói bụi mù mịt có tiếng hét lớn của tạ nam truyền tới, một luồng sáng xanh lóe lên tạ nam giấy khỏi tay của đường Tuấn, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vị truyền nhân của tuyết hồng thảo đường này đã không còn dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng trước đó nữa. Chỉ thấy quần áo anh ta sốc sách, rách dưới, làn da còn trơn nhẵn hơn cả phụ nữ kia đã đầy vết xanh tím. Đúng là tạ nam rất mạnh, vì đường Tuấn đã sử dụng 7 phần sức mạnh rồi mà anh ta không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng chuyện này đã khiến tạ nam càng thêm phẫn nộ. Anh ta xuất thân từ siêu cấp thế gia như tuyết hồng thảo đường, mà lại bị đường tuấn, người anh ta coi như con kiến làm cho chật vật như thế, khiến anh ta rất mất mặt. Tao phải giết mày, vẻ mặt tạ nam giữ tợn quát lớn. chương 977, thiên nhân giao cảm đấy. Cùng lúc đó, khí thức của tạ nam lập tức tăng vọt, dường như anh ta đạt tới thần cảnh trung kỳ chỉ trong nháy mắt. Nguyên khí chi trụ của anh ta lại tăng lên một bậc, một tiếng ầm vang lên. Anh ta phá vỡ thiên nhân huyền quan, tạm thời đạt được liên kết với nguyên khí biển cả thần bí kia bàn tay tạ nam nắm chặt không khí bị anh ta giữ lại phát ra tiếng nổ lớn khiến người ta sợ hãi anh ta nheo mắt trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng dễ chịu sớm muộn gì tao cũng có được sức mạnh này tạ nam nhìn đường tuấn gương mặt anh ta bình tĩnh mày đáng chết ầm uhm, tạ nam đạp trời bay lên bước từng bước giữa hư không không khí bị nén lại tuy bách dược linh thể không phải thể chất tập trung vào chiến đấu nhưng lúc nãy anh ta châm ba kim vào đầu đã khiến thực lực tăng lên gấp bội, lại có thể khơi thông nguyên khí biển cả trong thời gian ngắn. Loại sức mạnh khủng khiếp này đủ giúp anh ta dọn sạch tất cả chướng ngại. Lên nhận lấy cái chết đi." Giọng nói của tạ Nam truyền từ trên cao xuống, chấn động lòng người. Từ khi tạ Nam châm ba kim đến khi sức mạnh bùng nổ, chỉ tốn chút thời gian. Lúc này mọi người mới dần phản ứng lại thấy tạ nam trên trời cao như một thiên thần tới trái đất thì đáy lòng bọn họ sợ hãi một phen. Ngay cả với loại, trùm, thần hải cảnh trung kỳ như từ vũ và vũ quân, giờ đây ra mặt của họ cũng không ngừng run dày. Thiên nhân giao cảm đấy, từ vũ nói không ra hơi. Tạ nam ở trạng thái này, ngay cả lão cũng chưa chắc tiếp được một chiêu của đối phương. Sức mạnh của người kia đã vượt xa hiểu biết của lão rồi. Cậu chủ nhà tao gọi mày đấy, mày còn chưa lên để nhận cái chết. Trương Nghiêm lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Tuấn. "Đừng nói là thiên nhân giao cảm trong thời gian ngắn ngủi, dù mày có thật sự đạt tới cấp bậc đó, tao cũng không sợ." Đường Tuấn không hề quan tâm những ánh mắt thương hại và đồng cảm ở xung quanh. Anh bước từng bước lên hư không, đạp tới bầu trời, khí tức cũng bắt đầu được phóng thích. Nguyên khí chi trụ đâm xuyên qua trời đất, chớp mắt đã đột phá thiên nhân huyền quan, liên kết chặt chẽ với nguyên khí biển cả. "Thiên nhân!" Từ Vũ không kìm được la lên lão cảm nhận được loại khí tức to lớn của thần thánh trên người đường Tuấn, nó không hề yếu ớt như của tạ Nam, thậm chí còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Không ngờ cậu ta đã phá vỡ thiên nhân huyền quan rồi. Tròm dâu của vũ quân run run, không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Đám người vũ tuyết hương thì mơ mơ màng màng, thật ra bọn họ không hiểu lắm thiên nhân huyền quan và thiên nhân là gì. Sao có thể, đồng tử trương nghiêm co mạnh, Cậu chủ của anh ta đã phải chịu trăm cay nghìn đắng cũng không thể đột phá cái chắn thiên nhân này được, không ngờ tên đường Tuấn mà bọn họ coi là nhà quê lại có thể. Xuất thân từ tuyết hồng thảo đường, hơn ai hết, Trương Nghiêm hiểu rất rõ phá vỡ thiên nhân huyền quan có nghĩa là gì. chương 978, Tao không tin. Dù sao người kia cũng là một nhân vật thiên nhân đấy. Khuôn mặt tạ nam vô cùng lạnh lẽo, u ám, giữa chán anh ta có một ngọn lửa ghen tị đang cháy, phừng phực anh ta đường đường là cậu ấm nhà họ tả cũng không đạt được tới cấp bậc này, vậy mà đường Tuấn lại làm được. Hậu thiên đạo thể không thể có loại tư chất này, tạ nam nói với giọng lạnh lẽo. Đường Tuấn không giải thích. Nguồn gốc sức mạnh của anh không phải là hậu thiên đạo thể, mà là từ ngọc trụ thần bí anh thấy dưới biển và 99 chữ cổ kia. Nhưng những thứ đó là bí mật lớn nhất của anh, sao anh có thể nói cho tạ nam biết? Chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc. Đường Tuấn chỉ tung ra một trường. Một chiêu này cứ như đến từ nơi sâu thẳm trên bầu trời cao vậy, không khác gì hiện ra từ giữa hư vô, được tạo thành từ vô số nguyên khí. Đường đi của cú trưởng này rất dễ thấy, nhưng bên trong lại tràn đầy oai phong hùng dũng của trời đất, hệt như bàn tay của một vị thần vậy. Một trường nhẹ nhàng hạ xuống, nơi nào nó quét qua, không khí bị văng ra thành vùng chân không tới đó. Tao không tin, tạ nam niên cuồng hét lên, nguyên khí toàn thân vùng huyết dậy, như nghìn con ngựa đang phi nước đại. Nhưng cũng vô dụng. Khi bàn tay nguyên khí chỉ còn cách tạ nam khoảng 34 mét, nó đã đánh anh ta văng ra khỏi trạng thái thiên nhân giao cảm. Ở trước mặt thiên nhân chân chính, loại thiên nhân, giỏm, như tạ nam này tính là gì? Nơi bàn tay bao phủ là phạm vi của thiên nhân, không thể xâm phạm. Khi bàn tay nguyên khí cách tạ nam khoảng 17 mét, khí tức của anh ta bắt đầu hỗn loạn. Hệt như bị mảnh trời đất này loại trừ vậy, không mượn được một chút sức mạnh nào. Khi nó cách Tạ Nam khoảng 4 mét, chân khí hộ thể toàn thân anh ta bị đánh tan. Khóe miệng anh ta chảy máu không ngừng, da thịt như ngọc nứt nẻ, máu tươi nhiễm đỏ cả người. Âm. Uhm. Cuối cùng, bàn tay nguyên khí đập mạnh vào người Tạ Nam giữa không trung, nhẹ nhàng như đập một con ruồi. Cậu chủ, cơ thể Tạ Nam đâm vào biệt thự của nhà họ Từ, khói bụi bay lên mù mịt. Trương Nhiêm sợ hãi la lên, lao nhanh về phía đó nếu tạ nam chết ở đây, anh ta cũng sẽ bị xử tội chết. Sau khi đường tuấn tung xong một trường, anh bèn chậm rãi hạ người xuống đất. Anh thu khí thế lại, nguyên khí chi trụ biến mất, bộ quần áo thoải mái chẳng nhiễm một hạt bụi, nhìn có điểm nào khác người bình thường đâu. Nhưng lúc này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía anh lại ẩn chứa sự sợ hãi và sùng bái không gì sánh được. chương 979 giải thích Thiên nhân đường, từ vũ và vũ quân đi tới, hành lễ cung kính với Đường Tuấn. Trước đó bọn họ kiêng kỵ sức mạnh của Đường Tuấn, nhưng lúc này họ còn kính sợ nhiều hơn. Dù cảnh giới hiện tại của anh vẫn chưa bằng bọn họ, nhưng người này đã có thần long chi thể rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh sẽ lên tới 9 tầng mây, ai dám đắc tội anh vào lúc này cơ chứ. Đám người cơ thục quyên và hoa tiểu nam thấy đường Tuấn như mặt trăng được trời sao vây quanh thì trên mặt lộ ra ý cười. Ừ, đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, họ đường kia mày dám làm vậy trương nghiêm ôm tạ nam bước từng bước ra khỏi đống đổ nát của biệt thự đi đến khí tức toàn thân tạ nam tán loạn vô số mạch máu trên cơ thể anh ta đã vỡ ra khiến cả người bị nhuộm đỏ thành một huyết nhân chỉ có thở vào chứ không có hơi thở ra rất dễ để thấy một trường kia đã làm anh ta bị thương rất nghiêm trọng hừm đường tuấn cao mày anh tạo ra những chuyển động vô hình trương nghiêm như bị sét đánh khuôn mặt trắng bệch vốn dĩ tình trạng vết thương của anh ta đã khôi phục quá nửa, bỗng có xu hướng trở nặng. bất thình lình anh ta nghĩ ra rằng người trước mắt này đã không phải đạo thể trước đó anh ta xem là nhà quê nữa, mà là thiên nhân khơi thông được thiên nhân huyền quan. nếu đặt người này giữa các đại thế gia và môn phái, thì chính là thiên tài có thể so được với quỷ tử và kiếm đài thiên sinh. đường tuấn chính là cái bánh ngon thật thụ, sẽ nhanh chóng bị các môn phái tranh giành. thiên nhân có phải là nên đưa ra một lời giải thích về việc này cho tuyết hồng thảo đường của chúng tôi hay không? Trương Nghiêm do dự hồi lâu, rồi cất giọng hỏi Đường Tuấn với giọng cung kính. Giải thích, Đường Tuấn nở nụ cười lạnh lẽo, vừa nãy, lúc các người nói muốn làm người khác bị thương, có từng nghĩ tới việc cho người ta một lời giải thích chưa? Trương Nghiêm ngơ ngác, anh ta rất tức giận nhưng không thể làm gì. Nếu là trước kia, tất nhiên anh ta sẽ châm chọc, một đám nhà quê các người cũng xứng so với tuyết hồng thảo đường sao nhưng bây giờ sau khi đường tuấn thể hiện chiến lược cấp thiên nhân của mình anh ta chỉ có thể nuốt những lời này vào trong một thần cảnh đả thông thiên nhân huyền quan dù chỉ là thần cảnh sơ kỳ thì vẫn là người anh ta không thể gây hấn được không biết là một chuyện biết rõ mà còn cố va vào lại là chuyện khác có sức mạnh mới có quyền lực mới có được sự tôn trọng từ người khác lời này được áp dụng ở bất kỳ nơi đâu trương nghiêm nhìn thiên tài nhà họ tạ trong ngực lòng không kìm được cảm thán, không ngờ nơi như thế này còn sinh ra được một con rồng lớn, sợ là sức mạnh của người này thật sự có thể so sánh với quỷ tử và vị kiếm đài thiên sinh của kiếm môn kia. Cậu chủ, cậu thua không oan đâu. Vậy thiên nhân, ý của anh là, tuy trương nghiêm sợ hãi sức mạnh của đường tuấn, nhưng anh ta vẫn hỏi lại lần nữa. Về nói với bọn họ, nếu đã làm rùa già nhiều năm vậy rồi, thì vẫn tiếp tục như vậy đi. Năm đó bọn họ ruồng bỏ nơi này, bây giờ ở đây cũng không hoan nghênh bọn họ. Đường Tuấn thản nhiên nói, nếu tuyết hồng thảo đường các người muốn báo thù, vậy bảo bọn họ tới đây đi. Thiên nhân đường, không được đâu. Từ vũ và vũ quân nghe câu này vội lên tiếng ngăn cản. Vốn môn phái thế gia ẩn cư đã có mâu thuẫn với giới trần tục, nhưng ít ra không xảy ra trận xung đột đặc biệt nào. Thế nhưng sau khi đường Tuấn nói những lời này, thì chuyện không còn như vậy nữa, đây là tuyên chiến. Chương 980, còn nói tiếp thì các người không cần về nữa. Tuy chiến lược của Đường Tuấn mạnh mẽ, nhưng chỉ có một mình anh thôi. Tuyết Hồng Thảo Đường không được tính là đứng đầu trong các đại thế gia, Tạ Nam càng không phải thiên tài nổi bật nhất. Nhưng vẫn không nên khinh thường Tuyết Hồng Thảo Đường, nếu chuyện này thật sự chọc giận các thế gia và môn phái đã ẩn cư từ mấy nghìn năm trước, ai biết bọn họ có thể làm ra chuyện điên rồ gì. Đường Tuấn có thể tự bảo vệ mình, nhưng với những người như bọn họ dù nhà họ Từ và nhà họ Vũ lớn mạnh thế nào, thì họ cũng không chắc mình sẽ không hao tổn gì dưới áp lực của đám người kia. Sao lại không được? Đường Tuấn hỏi lại Từ Vũ và Vũ Quân. Trong thời gian ngắn, Từ Vũ và Vũ Quân không thể đưa ra câu trả lời. Một Tuyết Hồng Thảo Đường thôi cũng dám nô dịch nhà họ Từ, bảo truyền nhân hiện tại của phái Thần Châm làm nữ hầu. Đám người đó kiêu ngạo như thế, xem họ chẳng khác gì kiến hôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Họ cũng có thể đoán được thái độ của các thế gia khác như thế nào rồi. Nhưng dù có biết, họ làm gì được đây? Hừ, Trương Nghiêm nhìn Đường Tuấn với biểu cảm không hề đẹp đẽ gì. Anh ta gần từng tiếng, anh thật sự muốn tôi mang những lời này về sao? Anh cũng biết nó sẽ gây ra hậu quả gì rồi đấy, đó không phải là thứ anh có thể chịu đựng được đâu. Dù anh có là thiên nhân cũng không thể. Tôi nói cho anh rõ, Tuyết Hồng thảo đường của chúng tôi miễn cưỡng cũng chỉ xếp được vào hạng 10 của môn phái thế gia thôi hiện tại anh rút lại những lời ban nãy vẫn còn kịp đó, tôi có thể xem như chưa từng nghe thấy. Trương Nghiêm cười như không cười nhìn vào đường Tuấn, anh ta muốn tìm được chút hoảng hốt trong mắt người đối diện. Tiếc thay, anh ta phải thất vọng rồi. Còn nói tiếp thì các người không cần về nữa. Giọng điệu của đường Tuấn bình thản nhưng lại ẩn chứa sát ý. Cuối cùng Trương Nghiêm cũng đưa tạ Nam rời đi, lúc đến thì tự cao tự đại, vô cùng kiêu ngạo. Khi về thì như chó nhà có tang, khiến người ta phải bật cười trong một gian tu viện nhà họ Từ. Từ Nhật nằm trên giường, hai tròng mắt vốn sáng ngời như sau nay đã ảm đạm đi rất nhiều, hô hấp đứt quãng, ngọn lửa sinh mệnh khiến người khác cảm thấy nó giống như một ngọn nến sắp tàn lụi, lúc nào cũng có thể dập tắt. Từ Vũ và Từ Đông tràn đầy bi thương, hai người đều là bề trên quản lý nhà họ Từ, đã trải qua thế sự, nhưng vào giờ phút này cả hai lại tỏ ra có chút bất lực. Tuy rằng bọn họ đều tu luyện võ đạo, tâm tính cứng cỏi hơn người bình thường, nhưng cũng không thể chém đứt xiềng xích của tình thân cha ông nội còn có lỗi với nhà họ Từ Từ Nhật vừa mở miệng đã liên tục nôn ra máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt tái nhợt của anh ta Tạ Nam là cao thủ của cảnh giới Thần Hải dù là một luồng khí mạnh thông thường đi nữa cũng không phải là thứ mà tu vi của Từ Nhật có thể gánh nổi tuy bên ngoài không có quá nhiều tổn thương nhưng nội tạng bên trong cũng đã dập nát gây suất huyết nặng lúc này còn phải nhờ vào những dược liệu quý báu của nhà họ từ đã tích lũy mấy năm nay và nguyên khí của từ vũ để kéo dài mạng sống đôi mắt già nua của từ vũ chảy xuống hai hàng nước mắt đục ngầu sau đó lại nhanh chóng lau đi nhật à là nhà họ từ có lỗi với con nếu không phải ông ra yêu cầu quá cao với cháu cháu cũng sẽ không bị như thế lúc này ông lão mới hiểu được cái gọi là truyền thừa của nhà họ từ đó căn bản chẳng quan trọng bằng đứa cháu ruột trước mắt này nếu có thể được chọn lại nhất định lão sẽ không gấp gáp tổ chức đại hội võ đạo làm gì. Nhật à, con đừng lo lắng, con sẽ không sao đâu, cha đã sai người đi đến Dược Y Cốc mời Dược Vương Tôn Vân Hoa rồi. Khóc mắt từ đông đỏ bừng, tựa hồ nói không nên lời. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 981 y thuật của bọn họ đều đứng đầu nhất. Anh ta nhớ đến bóng dáng mạnh mẽ đã đánh bại tạ nam đó, ý thức bắt đầu mờ nhạt lẩm bẩm nói, nếu cháu có được sức mạnh tựa như anh ta thì nhà họ Từ này sao có thể rước lấy nỗi nhục như ngày hôm nay. Từ Vũ và Từ Đông Đồng loạt ngẩn người, im lặng không nói năng gì, trong phút chốc cũng chẳng biết nên nói gì. Ông chủ, cô cờ của phái Thần Châm và Thiên Nhân Đường đang ở ngoài cửa, nói rằng có việc muốn gặp. Tiếng bước chân vang lên, đệ tử nhà họ Từ đang đứng bên ngoài nói. Hừ, Từ Vũ khó chịu ra mặt, trầm giọng nói, gặp gì mà gặp Lẽ nào cậu ta còn muốn mượn cớ ra oai với nhà họ Từ ta sao? đệ tử nhà họ Từ ở ngoài cửa nhanh chóng nói: Ông chủ Thiên Nhân Đường bảo là cậu ta có thể cứu cậu chủ. Cái gì? Cửa lớn bị đẩy phát ra tiếng. Từ Vũ trở nên thất thố. Gã đệ tử nhà họ Từ đang định lên tiếng, bỗng ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Cơ Thục Quyên. Thiên Nhân Đường không chỉ có mỗi võ công kinh người, mà tu vi ở phương diện y thuật lúc này cũng thuộc hàng đứng đầu. Đương lúc nói chuyện. Hai người Cơ Thục Quyên và Đường Tuấn cùng sóng vai nhau bước vào phòng. Từ Vũ nhíu chặt mày, đương nhiên không hề tin. Dù là võ đạo hay y đạo, muốn đạt đến cảnh giới cực cao cũng cần phải hao tốn rất nhiều tinh lực. Trong giới võ đạo này, Đường Tuấn có thể đạt được thành tựu bây giờ đã là vô cùng hiếm có, cho dù gã có tu thêm y đạo thì có bao nhiêu đáng gờm chứ? Lẽ nào còn lợi hại hơn cả Dược Vương Cốc và Cơ Thục Quyên sao? Thiên nhân Đường, hiện tại ông đây không có tâm trạng chơi đùa với cậu cậu đi đi. Từ vũ phất tay áo, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Trước sự an nguy của cháu trai, việc đắc tội với thiên nhân thì có là gì nào? Cụ từ, sao lại không để tôi được nói hết thế? Cơ thục quyên điềm nhiên nói. Từ vũ càng nhíu chặt mày, nhưng ngẫm lại, cơ thục quyên là truyền nhân của phái thần châm, nói không chừng thật sự có cách chữa trị cho từ nhật, thế là vẫn kìm nén cảm xúc, hỏi cô còn có gì muốn nói. Nói mau đi. Cơ thục quyên hé miệng cười, đáp thiên nhân đường từng đến dược y cốc so tài với những tông sư y đạo trong đó. Vậy thì đã sao, tông sư y đạo trong dược y cốc không có trăm thì cũng có hàng chục người, so tài với mấy tông sư y đạo đó thì có thể nói lên điều gì chứ? Từ vũ thầm nhủ trong lòng, trên mặt lộ vẻ không vui. Đang chuẩn bị lên tiếng cắt ngang lời của cơ thục quyên thì đã hoàn toàn bị mấy câu tiếp theo làm cho từ vũ xứ người. Thiên nhân đường đã dùng kỹ thuật châm cứu thần kỳ của mình đánh bại tông sư trong dược y cốc. Dược Phương Tôn Vân Hoa cũng bị đánh bại, đã chủ động thừa nhận y thuật của mình không bằng Thiên Nhân Đường. Sao có thể? Lúc này trong đầu của Từ Đông và Từ Vũ đồng loạt nổ vang một tiếng, như thể đã nghe được một chuyện không thể tưởng nổi. Địa vị của Dược Y Cốc và Phái Thần châm trong giới võ đạo vô cùng đặc biệt, vững vàng với y thuật quỷ thần khó lường, giao du rộng rãi, dường như các tông phái và thế gia lúc bấy giờ đều có mối quan hệ chặt chẽ với bọn họ. Nghe nói y thuật của hai nhà này đều đã truyền thừa qua nghìn năm, xét về thành tựu y đạo, ngay cả nhiều thế gia và tông phái ở ẩn cũng không dám chắc thắng được hai nhà này. chương 982, em là bệnh nhân, anh là bác sĩ, chỉ thế thôi. Cơ thục quyên không nói tiếp nữa, thầm than nhẹ. Lúc ấy, khi nghe thấy tin tức mà dược y cốc truyền đến, chẳng phải cũng đã thất thố giống như thế sao? Dù cho y thuật của cậu ta lợi hại như lời cô cơ nói, nhưng mà, nhà họ từ tôi liệu có thể tin cậu ta được không? Trước kia dù gì nhà họ từ tôi cũng đã từng đắc tội tính kế cậu ta, cậu ta sẽ thật sự có lòng tốt để cứu từ Nhật sao? Sau khi đã hết kinh ngạc, nội tâm từ Vũ lại dâng lên cảm giác không kiên định, sợ đường Tuấn suy tính ngưu đồ với nhà họ từ. Mấy người có thể tiếp tục lo, nhưng từ Nhật thì không chờ nổi nữa đâu. Đường Tuấn nhìn hai người họ, thở ơ nói, anh ta chỉ còn thời gian một phút nữa thôi. Từ Vũ và từ Đông lập tức biến sắc, thử cảm nhận đã biết ngay lời của Đường Tuấn là sự thật. Tốc độ hô hấp của Từ Nhật đang yếu đi một cách đáng sợ. Cầu xin thiên nhân hãy cứu lấy cháu trai tôi. Xin thiên nhân ra tay. Từ Vũ và Từ Đông không dám do dự nữa, quay lại cúi người nói. Tốt, Đường Tuấn đáp, lướt vào bên trong. Tiến vào trong tu viện, anh đã trông thấy bộ dạng suy yếu của Từ Nhật đang nằm trên giường. Tinh thần của Từ Nhật đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, trong lúc mơ hồ bắt gặp bóng dáng trước giường đã mê sảng nói, xem ra em thật sự sắp chết rồi, thế mà lại gặp anh. Em sẽ không chết đâu, đường Tuấn khẽ quát một tiếng. Nguyên khí toàn thân được khơi dậy, hóa thành vô số sợi tơ chân khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Sợi tơ xuất phát từ trong huyệt khiếu của đường Tuấn, chui vào các ngóc ngách trên cơ thể từ Nhật. Hiện giờ, tu vi của anh đã đạt đến cấp bậc thiên nhân, bản lĩnh y đạo cũng vượt qua sự hiểu biết của người thường, khả năng kích thích huyệt vị khắp cơ thể người bệnh bằng những sợi tơ chân khí, kích thích tiềm năng đã đạt đến mức siêu việt. Chỉ sợ khi trông thấy cảnh này, Dược Phương Tôn Vân Hoa cũng phải cúi dạp đầu xuống đất để biểu hiện sự kính trọng. Hả, Đường Tuấn nhướng mày. Tình trạng thương tích của Từ Nhật đã vượt qua dự liệu của anh, tuy rằng sợi tơ chân khí có thể cứu lấy một mạng này của anh ta, nhưng không thể khỏi hẳn được, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng cho võ công mai sau của Từ Nhật. Đành vậy, Đường Tuấn khẽ thở dài. Châm đâu, anh thấp giọng nói. Một lúc sau, hai đường ánh sáng mỏng manh từ ngoài sân bắn vào trong, rơi vào tay đường Tuấn. Đó là hai cây kim châm, là kim châm thượng cổ mà anh đã trao đổi linh quả xích viêm với cơ thuộc quyên hồi trước. Đường Tuấn nhìn hai cây kim châm trong lòng bàn tay, xét về giá trị của chúng, e rằng cả nhà họ từ phải táng ra bại sản mới có thể đổi nổi một cây, có thể xem là vô giá. Em là bệnh nhân, anh là bác sĩ, chỉ thế thôi. Đường Tuấn thấp giọng nói. Vừa nghĩ trong đầu như thế, Từ Nhật đã bắt đầu bồng bình trên giường. Hai cây kim châm hóa thành luồng ánh sáng mỏng, một lên một xuống, chia nhau ra cùng xuyên vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu và huyệt dũng tuyển dưới lòng bàn chân anh ta. Công dụng thuốc khổng lồ giấu trong hai cây kim dâng trào như nước suối, tuôn ra khắp các ngóc ngách trên cơ thể Từ Nhật. Đây là Từ Vũ và Từ Đông từ ngoài cửa tiến vào đã đúng lúc trông thấy cảnh tượng như thế, cả hai ngây người ra tại chỗ, há hốc mồm chương 983, thiên nhân hãy dừng bước. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của cơ thục quyên thoáng thay đổi, nhẹ giọng nói, đó là hai cây kim châm thượng cổ của phái thần châm tôi, cây nào cũng có công dụng cải tử hồi sinh, tái tạo lại tư chất. Nhưng cô ta cũng không ngờ đường Tuấn lại dốc sức đến thế, một hơi dùng hết cả hai cây lên người từ Nhật, dù gì quan hệ giữa đường Tuấn và nhà họ từ cũng đâu tốt đẹp đến vậy. Nghe thấy thế, từ vũ trầm ngâm dây lát, cuối cùng thở dài thườn thượt, đoạn nói tấm lòng của thiên nhân đường khiến tôi thấy tự ti. Dưới sự trợ giúp của hai cây kim châm thượng cổ, thương thế của từ nhật đã không còn đến mức lo ngại. Hơn nữa từ nhật trong hỏa có phúc, công dụng thuốc ẩn giấu trong hai cây kim châm đó có chứa đựng thuốc thần, tuy rằng lượng thuốc khá yếu, nhưng dù sao cũng là thuốc thần, dù chỉ có một lượng ít ỏi cũng đã có thể mang đến sự thay đổi kinh người cho từ nhật, có thể nâng cao tư chất của anh ta, tu vi võ đạo cũng tiến bộ thêm một bậc. Điều trị thương thế của từ nhật, đồng thời cũng khiến hiệu quả thuốc được hòa tan, lắng động vào khắp mọi nơi trên cơ thể anh ta, cả thảy mọi việc đã mất đến một tiếng đồng hồ. Từ nhật nặng nề thiếp đi, tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng bệch như trước, nhưng hô hấp đã ổn định hơn, sợi dây sinh mạng to lớn trong cơ thể đang giạt rào phấn chấn. Có thể đi được đến đâu, còn phải xem số phận của em thế nào. Đường Tuấn thoáng nhìn từ nhật rồi xoay người rời khỏi phòng. Hai cây kim châm thượng cổ, cộng thêm việc anh tự mình ra tay, tuy rằng không bằng việc trước kia anh dùng máu tươi của mình dưới lên đầu tả phù diệu để nặn cơ thể, nhưng vẫn như xưa có thể gây ra thay đổi cực lớn cho thể chất của từ nhật. Tiến vào được thần hải chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu từ nhật vẫn còn nỗ lực, thậm chí anh ta có thể dò ngó đến trình độ võ đạo cao nhất. Đường Tuấn rời khỏi tu viện, trông thấy hai vị nắm giữ quyền hành của nhà họ từ là từ vũ và từ đông đang vùi đầu dưới đất. Thấy anh đi ra, cả hai cúi dạp người xuống, nói xin cảm ơn thiên nhân đã ra tay cả nhà họ từ tôi sẽ khắc ghi công ơn của thiên nhân đường tuấn cười nói mấy người không cần phải thế đâu đứng dậy đi từ vũ và từ đông hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng đứng lên trong lòng cảm thấy hơi lo sợ từ miệng cơ thục quyên bọn họ đã biết được giá trị của hai cây kim châm đó nhưng chính vì như vậy nên bọn họ càng không đoán ra vì cớ gì mà đường tuấn phải phí tâm tư và cái giá lớn như thế để chữa trị cho từ nhật mưu đồ với nhà họ Từ ư, căn bản không thể nào, vì giá trị của hai cây kim châm ấy đều bỏ xa cả nhà họ Từ Đường Tuấn liếc mắt nhìn, hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ của hai người họ, vẻ mặt hơi đanh lại, nói tôi là một bác sĩ, không cần nhà họ từ mấy người báo đáp làm gì. Từ vũ lộ vẻ xấu hổ nhưng trong lòng lại đột nhiên nảy sinh một thoáng mừng rỡ, lên tiếng đáp n tình của thiên nhân ngày hôm nay, nhà họ từ tôi sẽ báo đáp đến thịt nát xương tan, đương nhiên đường Tuấn chẳng hề để trong lòng mấy lời dối trá này. Chuẩn bị dẫn theo cơ thục quyên rời khỏi. Thiên nhân hãy dừng bước, bỗng nhiên từ vũ lên tiếng. Có chuyện gì, đường Tuấn khẽ dừng bước. chương 984, nhà họ từ không dám. Cha hỏi tội, lạm sát người vô tội, gây náo loạn trật tự. Vẻ mặt đường Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lẽo như tuyết, trong đôi mắt toát ra sát ý rét lạnh tựa băng. Một giọt mồ hôi từ trên trán từ vũ lăn xuống, Lão cuốn quyết giải thích, đương nhiên đây là chuyện ba xạo, suốt thời gian qua, nghịch luân luôn xem mình là người quản lý trật tự, làm việc vô cùng độc đoán. Chuyện này xảy ra trước khi người ở tuyết hồng thảo đường tới, nếu nghịch luân mà biết được sức mạnh của thiên nhân, e là sẽ không dám có kiểu suy nghĩ như thế. Ừ, đường tuấn nhẹ nhàng gật đầu, nói còn gì nữa không? Còn chứ, nghe nói, nhân vật lần này được nghịch luân sai đi là tống hữu đức, còn được gọi là phi vũ, tuy rằng tên tuổi của cậu ta ở nghịch luân không lớn mạnh bằng đám thanh liên, nhưng nghe đồn sức mạnh chỉ thua mỗi cậu Long, là đại cao thủ trẻ tuổi đứng thứ hai của nghịch luân. Cậu ta thông thạo xà kích, bắn phát nào chúng phát nấy, đích thực là một tay thiện xạ. Vài năm trước, cậu ta chỉ dùng một mũi tên đã bắn chết cao thủ của thần hải đang bị thương nặng, mà lúc đó cậu ta vẫn còn là tông sư. Với sức mạnh của thiên nhân thì đương nhiên chả ngán gì, có điều, tránh được mũi giáo trước mặt lại khó phòng được tên ngầm sau lưng, Thiên nhân nên cẩn thận thì hơn. Từ Vũ thủ thì thông tin của Tống Hữu Đức, kẻ đang ở cảnh giới tông sư lại có thể bắn chết một vị cao thủ thần hải, quả thực rất tuyệt vời, tuy rằng vị cao cao thủ thần hải khi ấy bị thương nặng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tư chất và thực lực của kẻ này. Đường Tuấn nhìn Từ Vũ, như đang cười nói, không phải người nhà họ Từ ông muốn nhìn tôi với Nghịch Luân đấu đá nhau đến bị thương à, vì sao lại nói điều này cho tôi biết, không sợ sẽ vì vậy mà đắc tội với Nghịch Luân ư? nhà họ từ không dám khuôn mặt già nua của từ vũ đỏ lên nhanh chóng giải thích đúng rồi thiên nhân đường có người từng trông thấy vu sư cưỡi rắn xích luân và dương tuấn của huyết sát ở phía chợ bên cả hai người họ tới đây cùng nhau sợ là sẽ gây bất lợi cho thiên nhân từ đông bổ sung thêm tống hữu đức vu sư cưỡi rắn xích luân dương tuấn trong mắt đường tuấn bắn ra sát khí tựa như một đại dương cuồn cuộn sự chết chóc xem ra tôi giết người chưa đủ nhiều trông thấy đường tuấn và cơ thục quyên rời khỏi hai người từ vũ và từ đông đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm cha à nhà họ từ ta nên làm gì tiếp theo đây từ đông hỏi từ vũ trầm ngâm một lát rồi nói trước khi từ nhật tiến vào thần hải nhà họ từ ta không được xảy ra xích mích với bất cứ tông phái thế gian nào nhưng mà từ đông vẫn còn muốn nói thêm nếu thật là như vậy sẽ có rất nhiều việc làm ăn của nhà họ từ bị ảnh hưởng và tổn thất nặng nề thế nhưng từ vũ lại thẳng thừng cắt ngang lời ông ta nhật mới là điều quan trọng nhất của nhà họ từ chỉ cần nó bước vào thần hải thì nhất định sẽ giành lại được những thứ đã đánh mất con hiểu rồi từ đông khẽ gật đầu vậy ân tình này của đạo thể nhà họ từ ta làm sao trả từ đông tạm dừng một lát lại hỏi loại ân tình lớn như thế có lẽ nhà họ từ có táng ra bại sản cũng không trả nổi từ vũ ngẩng đầu nhìn về phía ngàn dặm khoảng mây nói chỉ cần nhớ kỹ nếu ngày nào đó thật sự cần nhà họ Từ ta trả ơn, thì để lão già ta đây trả mạng cho cậu ta là được. Một mạng trả một mạng, vậy cũng là công bằng. Tại một nơi khác trong số biệt thự khổng lồ của nhà họ Từ. Thanh Liên đầy sốt ruột nhìn đăm đăm vào Tân Kiên, hỏi, "Sao rồi? Đã liên hệ với Phi Vũ được chưa? Phải nhanh chóng báo cho cậu ta biết chuyện gã họ Đường đó đã tiến vào Thiên Nhân, nếu không cậu ta sẽ gặp bất lợi mất." Chương 985, Tống Hữu Đức Rốt cuộc là cậu đang trốn ở đâu? Sau đó, đại hội võ đạo tiếp tục được cử hành, chỉ có điều là Đường Tuấn không hề xuất hiện. Có lẽ là do sắp xảy ra chuyện lớn, hoặc cũng có lẽ do bị sự kiêu ngạo của Tạ Nam kích thích, ngoài đám người Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương ra, trong đợt đại hội võ đạo lần này còn có rất nhiều thiên tài hào kiệt trẻ tuổi xuất hiện. Một vị thiếu niên 18 tuổi xuất thân từ thôn quê đã đánh bại được một vị đệ tử đang ở chân khí cảnh trung kỳ của nhà họ Vũ ở Tây Bắc bằng sức mạnh của một kẻ chỉ mới bước chân vào cảnh giới chân khí. Vào lúc này, cậu ta lại thể hiện được huyết mạch không tầm thường của mình. Cuối cùng, Thanh Liên đã đại diện thu nhận cậu ta vào nghịch luân. Một vị thiếu nữ đang tuổi đôi mươi của nhà họ từ chỉ vừa vung một roi đã có thể chiến đấu đầy vượt bậc, đánh bại cả một vị tông sư tiền bối. Cuối cùng, từ Vũ ra mặt thu nhận cô nàng làm đệ tử. Trừ hai người này ra vẫn còn những trang tuấn kiệt khác xuất hiện như mang xuân mọc sau cơn mưa, có những võ giả của thế hệ trước cũng tạo nên mấy điều bất ngờ khi ra trận, tuy rằng không có tình huống chân khí tiến vào thần hải đầy rầm rộ, nhưng vẫn không tầm thường, giới võ đạo đang trở nên sụp sôi đầy sức sống. Rất nhiều người đều dần ý thức được, một thời hoàng kim sắp xảy ra trong giới võ đạo này. Thế nhưng, dù cho những thiên tài này có xuất sắc đến đâu đi nữa thì tất cả mọi người đều biết, phần lớn hào quang trong đợt đại hội võ đạo lần này đều tập trung vào cái người chưa đầy 30 tuổi mà đã tiến vào thiên nhân ấy. Đường Tuấn tựa như một ngọn núi cao không thể leo trèo dựng sừng sướng trước mặt bọn họ, trở thành mục tiêu và động lực để bọn họ phấn đấu. Thậm chí còn có rất nhiều người xem anh là thần tượng của mình, là linh hồn của võ đạo. Có thể nói, sự xuất hiện của Đường Tuấn đã gây ra sự kích thích vô cùng lớn đến ý chí chiến đấu của những võ giả vốn quen sống anh nhàn mà kẻ gây chuyện là Đường Tuấn lại không hề biết những thứ này, sau khi từ miệng Từ Vũ biết về chuyện của Tống Hữu Đức, anh đã liền rời khỏi nhà họ Từ ngay trong đêm, đến cả Hoa Tiểu Nam cũng chẳng biết anh đã đi đâu. Hà Nam ba mặt đều giáp núi, tuy rằng mấy năm nay đã phát triển thêm không ít tập đoàn của chính phủ và địa phương, nhưng nơi đây vẫn là một vùng không người ở vô cùng hoang vu chưa được ai khai phá. Bấy giờ Đường Tuấn đang thong thả đi giữa núi rừng, nhìn thì như thong thả đấy, nhưng mỗi bước chân đều dài đến mấy trượng ánh trăng trong trèo từ trên cao dọi xuống, tốc độ di chuyển loạn xả khiến anh trông như một linh hồn quái quỷ. Đường Tuấn nhíu mày, thì thầm nói Tống Hữu Đức, rốt cuộc là cậu đang trốn ở đâu? Trong nghịch luân, Tống Hữu Đức nổi tiếng với tài ám sát cao siêu, thậm chí có thể đã tiến vào thần hải, đương nhiên là Đường Tuấn không thể giữ lại một đối thủ như thế. Thay vì chờ đối phương ám sát anh, chỉ bằng chủ động tấn công để giải quyết mối họa ngầm ấy. Thế là Đường Tuấn đã rời khỏi nhà họ từ một mình, anh không tin tống hữu đức sẽ bỏ qua cơ hội ám sát trời ban này ở một nơi khác tại vùng rừng núi hoang vu này có một cái động được hình thành từ một vách núi lõm ánh trăng không thể dọi đến nơi đây chỉ có bóng đêm vô cùng tĩnh mịch một mùi tanh nồng từ trong động truyền ra đôi con người xanh biếc như hai chiếc lồng đèn khổng lồ chớp nháy trong đêm tối bỗng nhiên trong bóng tối xuất hiện một tiếng động cực kỳ nhỏ xích luân tin gì thế bên trong động một giọng nói lạnh lẽo như sắt thép vang lên. Gã họ Đường đó đã thật sự đi về phía này. Ha ha, anh ta đúng là không sợ chết mà, lại dám một mình ra ngoài. Muốn ra tay bây giờ chưa? Anh ta giết cổ sáng làm cho huyết sát chúng ta bị tổn thất nặng nề, nhất định phải trả giá đắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 986, cuối cùng cũng ra tay rồi. Xích Luân vừa định lên tiếng, bỗng chốc thay đổi vẻ mặt một lát sau trong động vang lên tiếng cười vô cùng trầm thấp tựa như đến từ nơi âm u khiến người ta lạnh lẽo cả người ha có lẽ không cần chúng ta ra tay rồi sao vậy mấy con thuộc hạ rắn bé nhỏ của tôi đã cảm nhận được một khí thức mạnh mẽ đang tiếp cận gã họ đường đó khí thức đó có hơi quen thuộc giọng nói tạm dừng một lát lại mang chút khiêu khích dương tuấn ông với người ta cũng là chỗ quen biết đã lâu lúc trước khi cậu ta giao đấu với chúng ta ở nước tuyên ông vẫn còn bị mệt trong tay cậu ta mà. Tống, Hiếu, Đức, giọng nói trong động càng lúc càng lạnh lẽo như băng, phun ra từng chữ một, trong giọng nói chứa đựng sự hận thù to lớn. Không sai, là cậu ta. Xích Luân mỉm cười nham hiểm, nói cậu ta được gọi là cao thủ thứ hai của nghịch Luân, năm trước cậu Long dẫn cậu ta đến nước tuyên tàn sát miếu quỷ la thần của giáng đầu sư và chiếm được không ít đồ tốt, may mắn có cơ duyên bước vào thần hải, thật là một đại cao thủ nếu cậu ta giết được gã họ đường, đương nhiên là việc vô cùng tốt. nếu đấu nhau đến hai bên đều tổn hại thì chúng ta có thể loại ngay cả hai mối họa lớn nhất của mình. còn nếu gã họ đường đó giết chết tống hữu đức thì sao? ha, à, đến lúc ấy, tất nhiên là gã họ đường đã sức cùng lực kiệt, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó để ra tay. tóm lại, tình thế vô cùng có lợi cho chúng ta. chúng ta cứ ngồi xem kịch vui là được. được. trong động khôi phục lại sự tĩnh lặng. Đáy lòng của đường Tuấn đột nhiên cảm giác được một mối nguy hại, bóng dáng đang lướt về phía trước đột nhiên chuyển hướng sang bên cạnh. Phút, tiếng xé gió cực nhanh vang lên, một đường sáng đỏ rực như lửa bắn vào vị trí ban đầu của đường Tuấn. Vang lên một tiếng ầm, mũi tên đỏ rực bắn vào một gốc đại thụ với tốc độ vô cùng đáng sợ, gốc đại thụ mà chỉ người đàn ông trưởng thành mới có thể ôm trọn nay đã bị bắn lủng một lỗ bằng nắm tay, cái lỗ cháy đen ngòm. Mũi tên được bắn ra từ phía cái cây kia, Đuôi tên liên tục rung lên vù vù. Như vậy đã có thể nhìn ra được sức mạnh của mũi tên ấy chẳng hề thua kém sức mạnh của súng ngắm. Bóng dáng Đường Tuấn dừng lại, quay người nhìn về phía rừng rậm dưới ánh trăng che phủ ấy. Cuối cùng cũng ra tay rồi, Đường Tuấn nhẹ giọng thì thầm. Anh vừa nghĩ như thế, tinh thần lực đã trào ra khắp bốn phía như thủy ngân cuồn cuộn, lúc này tinh thần lực của anh đã hoàn toàn phóng thích, có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi gần 3 km nếu thu hẹp phạm vi, động tính của rắn rết trong vòng 1 km đều chẳng thể qua mặt được anh. Rất nhanh chóng anh đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mỏng manh đang xuất hiện trong thức hải của mình. Thậm chí luồng khí tức này còn mỏng manh hơn cả con chuột trong hang động, thêm nữa còn khiến người khác nảy sinh một loại cảm giác quỷ dị không sao nói rõ. Nếu không có tinh thần lực lớn mạnh như Đường Tuấn, những cao thủ của cảnh giới thần hải thông thường tiến vào chỉ sợ là không thể cảm ứng nổi dường như luồng khí tức ấy có thể thay đổi chỉ trong trước mắt, lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì lại xuất hiện ở kia, khiến người ta không thể nắm chắc. Càng đáng sợ hơn đó là, luồng khí tức này lại xuất hiện bên ngoài đường Tuấn 1 km. 1 km cũng chính là 1.000 mét. Ở một khoảng cách xa như vậy mà còn có thể bắn ra một mũi tên chuẩn xác và mạnh mẽ đến thế quả thật khiến người khác không rét mà run. chương 987 hơi thở yếu đi khá nhiều. Phong, đường tuấn đạp mạnh chân khẽ quát một tiếng chỉ trông thấy năm mũi tên gần như nhanh hơn cả đạn bắn tựa như đang bị một bàn tay vô hình bắt lấy thân mũi tên rung vùn vụt nhưng không còn di chuyển về phía trước được nữa nguyên khí ngũ hành ẩn chứa trên thân mũi tên đã hoàn toàn mất sạch lộ ra thân tên màu trắng bạc được chế tạo từ kim loại đặc biệt tiếng lạch cạch vang lên năm mũi tên rơi xuống mặt đất ở phía xa xa xích luân và dương tuấn trông thấy như thế thì đột nhiên biến sắc bọn họ nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ dùng tốc độ cực nhanh hay cơ thể mạnh mẽ để đối phó với năm mũi tên ấy, nhưng chẳng hề ngờ rằng Đường Tuấn lại dùng cách như thế. Sau khi võ giả tiến vào thần hải, trong cơ thể sẽ mở một thiên địa nhỏ, có thể khống chế một ít nguyên khí toàn thân, hoặc thậm chí còn có thể áp chế kẻ địch. Nhưng nó chỉ giới hạn đối với võ giả dưới cảnh giới thần hải. Nếu như đối phương cũng là võ giả đã mở thiên địa thì khả năng áp chế vô cùng nhỏ bé, hầu như là chẳng đáng kể nếu người bắn ra nắm mũi tên ấy là võ giả tông sư bình thường, Xích Luân và Dương Tuấn tự cho rằng mình cũng có thể làm được như vậy. Nhưng đối phương lại chính là Phi Vũ Tống Hữu Đức, là cao thủ trẻ tuổi thứ hai trong nghịch Luân, gần bằng với cậu Long. Đây, đây là, Xích Luân và Dương Tuấn nhìn nhau, âm thanh hơi run rẩy. bọn họ quản lý huyết sát, đã nhiều năm xưng bá ở nước ngoài, đã nhiều lần trải qua chém giết, hiểu biết sâu rộng, vì thế đã nhanh chóng nghĩ đến một khả năng mà khả năng ấy có thể khiến cho người khác kinh hãi, mà bọn họ cũng chẳng đủ can đảm để nói ra. Ồ, có chút bản lĩnh đấy, âm thanh của Tống Hữu Đức vang lên hơi bất ngờ. Nếu cậu có thể hợp nhất năm mũi tên ấy lại, tôi sẽ có chút kiêng rè cậu, nhưng tiếc là năm mũi tên này của cậu chỉ mới ngó đến chủ ý của ngũ hành, chỉ có ý chứ chả có bản chất, yếu quá. Đường Tuấn thản nhiên đánh giá, chậm rãi đi vào một nơi bên trong núi rừng. Lý do anh không ra tay, đó là vì đang quan sát quỹ đạo hành động của Tống Hữu Đức, rốt cuộc thì lần này đã nhìn thấu được sự ảo diệu trong thân pháp của cậu ta, tinh thần lực được tập trung vào người đối phương. Cách đó 2 km, Tống Hữu Đức từ trong núi rừng đi ra. Bước chân của cậu ta vô cùng nhẹ, tựa như đến cả không khí cũng chẳng hề bị tác động, khi xuất hiện càng giống như hiện ra từ hư vô, hệt như ma quỷ. Thoạt nhìn thì dáng vẻ của Tống Hữu Đức chỉ mới hơn 30 tuổi, hai gò má nhô lên ánh mưa sắc bén như chim ưng khiến người khác chẳng dám đối diện. Lúc này, thần tiến, phi vũ đang nhíu mày, nhủ thầm, thế mà lại có thể nhìn thấu thân pháp của mình, tập trung tinh thần lực lên người mình, thật là có chút tài năng đấy, bàn về tu vi của tinh thần lực, e rằng chẳng thua cậu Long là bao. Trên khuôn mặt cậu ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói, nếu là lúc trước, tôi chỉ có thể lùi về xa. Nhưng tiếc thật, anh tới chả đúng lúc gì cả, tên này của tôi vừa mới luyện xong, thôi thì lấy anh để tế nó vậy nói xong cậu ta giơ cây cung tên chẳng biết được chế tạo từ loại gỗ gì ấy lên chân khí mạnh mẽ tuôn trào một mũi tên từ chân khí dần dần được hình thành dây cung nhanh chóng bị kéo căng như trăng tròn khí áp trên thân mũi tên đã bị rút sạch vô cùng thuần túy thế nhưng thứ khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là phía trên mũi tên mơ hồ hiện ra một cái đầu lâu khô trong hai con ngươi của đầu lâu khô hắt ra ánh sáng âm u ánh sáng ấy tuy yếu ớt nhưng lại giống như có thể nhìn thấu được hư không. Với tu vi thần hải của Tống Hữu Đức, hiện tại chỉ có thể gắng gượng ngưng tụ được một tên. Sau khi tên đã hình thành, sắc mặt của Tống Hữu Đức bỗng trở nên trắng bệch, hơi thở yếu đi khá nhiều. Chương 988 Tống Hữu Đức cứ thế mà chết rồi kìa. Đây là thuật ngựa quỷ của Miếu Quỷ La Thần, đầu lâu khô đó là ký hiệu của Miếu Thần, nghe nói bên trên có mang theo năng lực của ba loại nguyền rủa, chỉ hơi tiếp xúc một tí sẽ khiến người ta suy yếu. Chúng độc, chân khí bị hư hỏng. Thì ra Tống Hữu Đức đã chiếm được thứ này trong miếu thần và hòa nó vào chung với kỹ năng bắn của mình. Sau khi trông thấy đầu lâu khô, Xích Luân như phát điên hô lên. Đây, một tên này có thể giết thần. Xích Luân thoáng bình tĩnh lại, hoang mang nói. Chẳng có âm thanh gì. Khi Tống Hữu Đức bắn ra một tên chứa đựng sức mạnh thuật ngựa quỷ của miếu quỷ la thần nước tuyên, trong không trung tựa như nước chảy, chẳng có âm thanh gì phát ra. Thế nhưng vào lúc mũi tên xẹt qua, một dải mây trắng dài dài hiện lên trên quỹ đạo của tên, đó là Grand một tên này đã đột phá mọi trở ngại âm thanh. Sao Grand Earth, hiệu ứng này là khi máy bay bay với vận tốc cao sẽ xuất hiện những đám mây trắng ở mép cánh. Nó xảy chủ yếu khi máy bay đang bay với tốc độ vượt cả tốc độ âm thanh, nhưng đôi lúc nó cũng được hình thành kể cả khi tốc độ chưa đạt đến tốc độ âm thanh. Đường Tuấn đi từng bước về phía Tống Hữu Đức, khi mũi tên ấy bắn ra, Đường Tuấn đã cảm nhận được một cơn lạnh lẽo tựa băng đang bao trùm lấy cả người, tựa như có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho anh không có nơi nào để trốn tránh. Cơn chấn động cực lớn từ trên thân mũi tên truyền đến thể hiện khả năng giết chết cả thần hải một cách dễ dàng. Một mũi tên không tồi, Đường Tuấn dừng bước. Đương nhiên, đây là mũi tên mạnh nhất của tôi hiện tại, ngay cả cậu Long cũng không dám đỡ. Tống Hữu Đức dùng cung tên chống xuống đất, đỡ lấy cơ thể mình, vô cùng hãnh diện nói thế nhưng ngay sau đó cậu ta đã trông thấy hình ảnh cuối cùng của đời mình chỉ trông thấy trên người đường tuấn đột nhiên phát ra khí tức đầy quyền lực và uy nghiêm tựa như đế vương thượng triều trăm quan bái lạy cả người anh tăng thêm một chút vẻ thần thánh đường tuấn chỉ giơ hai ngón tay tốc độ rất chậm nhưng không để lại chút dấu vết nào tựa như bút thần bắt lấy mũi tên chân khí cái đầu lâu ấy giết gào không ra tiếng lượng sức mạnh muốn mang theo sự nguyền rủa muốn với bẩn đường tuấn đã bị bầu khí tức ấy cản lại bầu khí tức tự như một lá chắn vô hình ngăn cách trời và đất, ngăn cách tiên và người. Đường Tuấn nhìn vào đầu lâu khô, cười nói thú vị. Sau đó bèn cử động cổ tay, mũi tên lại chuyển hướng, trong chốc lát đã đột phá vật cản âm. Ngay sau đó, mũi tên lập tức xuyên thẳng qua ngực Tống Hữu Đức, tim bị vỡ tung ngay tức khắc. Thiên, thiên nhân giao cảm, anh đã đạt đến cảnh giới của cậu Long rồi ư. Trong mắt Tống Hữu Đức tràn đầy vẻ khó tin, cậu ta cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực, thậm chí cậu ta còn có thể nhìn thấy cả trái tim bị vỡ nát của mình. Đây, đây, Tống Hữu Đức cứ thế mà chết rồi kìa. Xích Luân và Dương Tuấn ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy, thất thanh lẩm bẩm nói. Đó chính là kẻ mang danh phi vũ, cao thủ trẻ tuổi đứng thứ hai của nghịch Luân. mươi 989 không ổn rồi. Ông Dương à, chúng ta vẫn còn là sẻ thông vàng nhỉ. Xích Luân ngồi xếp bằng trên đầu con rắn khổng lồ, Nhìn vào Dương Tuấn đang lơ lửng bên cạnh ở phía xa xa, hơi nơm nớp lo sợ nói: "Là xẻ thông vàng thối thì có, tên đó mà là bọ ngựa cái mẹ gì, rõ là một thiên nhân mà. Chưa kể chúng ta chỉ có hai người, cho dù có tới 10 người đi nữa cũng chả đủ cho tên này giết. Trời ơi, từ lúc nào mà nước Việt Nam sinh ra một con rồng lớn như vậy, đúng là dọa chết người ta mất." Dương Tuấn hung hăng mắng, lời nói đầy tục tiểu. "Không ổn rồi, tên đó chú ý tới chúng ta rồi." chạy mau. Trong đôi mắt tam giác của Sích Luân lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận được luồng sát khí ôn hòa tích chứa trong đôi mắt hòa nhã ấy, trái tim lão như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con rắn to vạm vỡ với cái thân dài đến ba bốn trượng dưới người lão càng lắc lư đầy bất an và sợ hãi, cái lưỡi dài ngoằn liên tục thụt vào thụt ra. Nếu không phải do Sích Luân dùng thuật cưỡi rắn tài tình để khống chế nó, hẳn là lúc này con rắn to lớn ấy đã bắt đầu chạy trốn lia lịa rồi. Lời vừa dứt, dường như xích luân và dương tuấn đều chẳng hề trần trừ bay vọt ra xa cánh rừng một kẻ đạp gió mà đi với tốc độ như ánh sáng trên sóng gợn kẻ còn lại đang điều khiển con rắn to lớn người và rắn dính liền không ngừng vọt đi giữa cánh rừng thậm chí tốc độ ấy còn nhanh hơn dương tuấn gấp mấy lần ở phía xa đường tuấn phủi tay hí hửng nhìn vào hai bóng dáng ấy hai vị thống lĩnh của huyết sát xích luân dương tuấn sau khi trông thấy con rắn to lớn ấy Đường Tuấn đã lập tức nhận ra thân phận của hai người. Nếu đã tới rồi, thì đừng đi chứ. Cuối cùng, nhìn Tống Hữu Đức dần dần tiêu tan hết khí tức, Đường Tuấn chuyển động cơ thể đuổi theo hai người Xích Luân và Dương Tuấn. Mặc dù không có phát huy tốc độ phá tan vật cản âm, thế nhưng tốc độ của Đường Tuấn vẫn khiến người khác kinh ngạc, nhanh gấp đôi hai người kia. Ba bóng dáng, kẻ trước người sau, khoảng cách giữa hai bên không ngừng ngắn lại. Xích Luân chẳng cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức đó đang đến gần. Trên da lão nổi từng cơn gai ốc, trong lòng càng cảm giác rõ được cơn nguy hiểm. Vị đại vu sư đã sống gần trăm năm quản lý huyết sát, trên tay đã nhuốm vô số máu tanh, vào giờ phút này lại cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa. Dương Tuấn, thời điểm báo ơn của ông tới rồi, ngăn anh ta lại cho tôi, ơn cứu mạng đợt trước sẽ xóa bỏ. Xích Luân quay đầu, hét to với Dương Tuấn đang ở sau lưng cách đó không xa. Dương Tuấn sửng sốt, do dự một lát mới đáp được. Vừa dứt lời, Dương Tuấn lập tức dừng lại. Kha kha, có Dương Tuấn cản lại, cái mạng già này của ta coi như đã giữ được. Dương Tuấn đúng là ngu xuẩn. Vào lúc này mà tỏ ra ích kỷ cũng là chuyện thường tình không sai, lại còn định báo ơn thật. Xích Luân thở vào trong lòng, dùng tốc độ nhanh hơn để chạy. Cút mau, thấy Dương Tuấn cản giữa đường, đường Tuấn giơ tay, chân khí vô hình tuôn trào mãnh liệt chương 990, anh dám rút kiếm à? Dương Tuấn khơi dậy chân khí khắp người, cản lại một đòn này, nhưng vẫn bị tàn sức đánh đến hộp máu lùi về sau. Ôi, Dương Tuấn lau vết máu nơi khóe miệng, chân khí cả người rực cháy hừng hực, y như một ngọn lửa thực sự. Đốt cháy chân nguyên, Dương Tuấn đã bắt đầu liều mạng để ngăn đường Tuấn lại. Hả, đường Tuấn nhướng mày, đành phải dừng lại. Anh chậm rãi đi đến chỗ Dương Tuấn, thờ ơ nói, không nhìn ra được là huyết sát cũng có người trọng tình như thế. Khóe miệng Dương Tuấn lộ vẻ cười thảm, nói, Xích Luân đã từng cứu mạng tôi, tôi không còn cách nào. Đột nhiên, vẻ mặt ông ta dao động, lộ ra khí thức kiên quyết, nghiêm nghị nói, đây là một chiêu đốt cháy chân nguyên của tôi, mạnh nhất đời này, xin thiên nhân dạy bảo. Toàn thân ông ta bị bao phủ bởi một tầng lửa thiêu hừng hực, khí huyết cuồn cuộn trào dâng đến tận cùng, tựa như một chiến thần đẫm máu. Thôi vậy, ông ra tay đi, nhìn vào cơ thể dần dần hóa thành một đốm đen của xích luân, đường Tuấn thở dài. Nếu như lúc này anh bỏ lại Dương Tuấn, dốc sức đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng Dương Tuấn vì đền ơn đã đốt cháy huyết khí chân nguyên, phát ra một chiêu mạnh nhất, tuy là võ giả của nước khác nhưng vẫn thật đáng nể. Một lúc sau, một tia sấm sét khổng lồ nổ vang rền giữa núi rừng, mở ra một cái hố to giữa cánh rừng hoang vu, tựa như bị hỏa tiễn nổ. Không biết qua bao lâu, bóng dáng của đám người từ vũ và vũ quân từ xa vụt đến, phía sau còn có lứa người trẻ tuổi và mạnh mẽ vỗ tuyết hương, thanh liên nối đuôi theo. Thiên nhân đường, đây là, từ vũ nhìn đống máu thịt đã bị cháy khét hoàn toàn, chỉ còn sót lại cái đầu lâu trắng như tuyết, còn người co rút lại, bèn vội vàng hỏi. Người này là Dương Tuấn, đường Tuấn nói, chôn cất cho ông ta, đây là một võ giả đáng kính. Gã họ đường, sao anh dám giết phi vũ? nghịch luân ta với anh sẽ không ngừng chiến tới chết mới thôi. Thanh liên vút khỏi cánh rừng, cơ thể bé nhỏ vác cung cổ thần bí, thành kha bế thi thể lạnh băng của phi vũ, kiếm cổ trong tay tân kiên vang lên len keng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xuất khỏi vỏ để giết người. Trong ánh mắt cả ba người đều mang vẻ hận thù đến tận xương tủy, hận không thể lăng trì đường tuấn. Phi Vũ là một trong những người của nghịch luân sau này có thể chấn áp giới võ đạo, có tiềm năng vô cùng lớn, nhưng bây giờ đã chết. Nếu tin này bị truyền về, không biết toàn bộ nghịch luân sẽ chấn động ra sao, e rằng đến cả cậu Long cũng sẽ vì việc này mà ra tay. Đường Tuấn diễu cợt nhìn ba người, nhiễm nhiên nói, lẽ nào chỉ cho phép nghịch luân cô giết người chứ không cho phép tôi giết người sao? Anh dám rút kiếm à? Đường Tuấn nhìn Tân Kiên, ánh mắt trào phúng khó hiểu. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 991 nhưng cũng chỉ cảm thán thế thôi. Tân Kiên ngăn cô ta lại, nói chuyện này chúng tôi sẽ báo lên nghịch luân, tình cảm giữa Phi Vũ với cậu Long không phải tầm thường, đến khi đó anh ta cũng sẽ tới đây, hy vọng lúc đó anh còn can đảm nói ra mấy lời này. Đối với việc như thế, Đường Tuấn cũng lời trả lời nhiều, xoay người rời đi thẳng. Từ Vũ nhìn cái đầu lâu trắng như tuyết trên đất, lại nhìn về phía Đường Tuấn và đám người thanh liên đang lướt đi xa, lão không khỏi biến sắc. Phi Vũ vừa chết, e là nghịch luân sẽ thật sự nổi giận. Năm đó cụ ông thành lập nghịch luân ấy đã quét sạch rất nhiều đạo phái thế gia trên thiên hạ bằng sức mạnh của mình, mới mấy chục tuổi đã đạt đến cảnh giới thiên nhân. Không biết ông ta có thể vì việc này mà ra tay hay không, hơn nữa nghịch luân không chỉ có mỗi một thiên nhân thôi đâu. Trong lòng từ vũ vẫn còn khiếp sợ, thứ lão biết được về cái cơ quan lớn nhất nước Việt Nam đó chỉ là những thứ hiếm hoi và ít ỏi. Nhưng dù là thế, sâu trong lão vẫn cảm thấy kính sợ. Nghịch Luân vốn như một con thú khổng lồ đè lên đầu mọi người, nhưng Đường Tuấn lại tài giỏi sánh ngang trời, cũng trở thành một con thú khổng lồ khác đấu tranh tư bản với Nghịch Luân. Dưới xu thế này, dù là một thiên nhân hẳn cũng trông thật nhỏ bé. Từ Vũ ngẩng đầu nhìn rừng núi bao la và quỷ quyệt, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Đường Tuấn không tiếp tục đợi ở Hà Nam nữa, đợt đại hội võ đạo này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với anh. Hoa Tiểu Nam và những người khác cũng trở về dân tộc mèo, mấy ngày qua đường Tuấn ở lại Hà Nam không chỉ cải tiến phương pháp luyện mặc cổ luyện khí, mà còn tiện thể cải tiến phương pháp luyện cổ và luyện khí pháp khác của dân tộc mèo. Loại bỏ phần lớn nguy hiểm khi người dân tộc mèo tu luyện. Dân tộc mèo nhờ vào những công pháp mới này mà có thêm nhiều cách thức để đối phó trong đại thế sắp tới đây. Còn về Trần Lệ Lệ, Từ Mộ, Ngô Hoàng Phi và những thành viên trong nhà họ Ngô thì Đường Tuấn không chào tạm biệt. Những việc này đều là chuyện vụn vặt, chẳng đáng để anh phải suy nghĩ quá nhiều. Đường Tuấn không rời đi một mình, đằng sau anh có một thanh niên trầm tính, kiệm lời khoảng 20 tuổi đi theo. Chàng thanh niên là Hàn Bảo Long, người mà Đường Tuấn gặp được trên máy bay. Trôn cất mẹ cậu xong rồi à? Đường Tuấn hỏi. Ừm, um, bà ấy đi rất thanh thản. Cảm ơn anh, Hàn Bảo Long nói. Cậu muốn đi theo tôi? Vâng. Tại sao? Hàn Bảo Long ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời như những vì sao lóe lên ánh sáng màu trắng bạc và sự kiên định, anh có thể cho tôi những thứ mà tôi muốn. Tinh thần lực của Đường Tuấn rất nhạy bén, mặc dù ánh sáng màu trắng bạc trong mắt Hàn Bảo Long chỉ lóe lên trong phút chốc, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Không ngờ huyết mạch của tên nhóc này còn có chút đặc biệt. Đường Tuấn cảm thán trong lòng. Chương 992 thật đáng tiếc. Đường Tuấn không thông báo với bất kỳ ai, anh dẫn Hàn Bảo Long đến hiệp hội y học cổ truyền lần này khoảng thời gian anh rời đi hơi lâu, không biết tình hình ở hiệp hội thế nào rồi. Có tập đoàn Thiên Thanh cung cấp tiền, hiệp hội y học cổ truyền đã vượt qua thời kỳ phát triển ban đầu một cách suôn sẻ, lại có người phụ nữ có tài năng hiếm thấy trong giới kinh doanh là Lý Ngọc Mai đích thân kiểm soát. Trước khi Đường Tuấn rời đi, hiệp hội y học cổ truyền đã dần bước vào quỹ đạo. Đường Tuấn đưa Hàn Bảo Long đến cổng lớn của hiệp hội y học cổ truyền, hiện nay hiệp hội đã có quy mô nhất định. Y hệt như một tổ chức tập đoàn, mấy bảo vệ ở cổng tay cầm gậy cao su, vừa hút thuốc vừa tán dóc. Không ngờ y thuật của đám người đó lại uyên thâm như vậy, mấy vị bậc thầy chấn giữ tại Hiệp hội Y học cổ truyền của chúng ta cũng tự nhận không bằng. Chẳng lẽ Hiệp hội này sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi ư? Chẳng phải đến lúc đó chúng ta sẽ mất đi chén cơm này hay sao? Có một người bảo vệ lo lắng hỏi. Có lẽ không đến mức đó đâu, trợ lý Lý đã đi mời ông cụ Vương Trọng Quang và Vương Tấn Lợi của nhà họ Vương rồi. Nghe nói, khoảng thời gian trước Vương Tấn Lợi đã đạt được bước đột phá rất lớn trong lĩnh vực trung y, đã có thể làm được dẫn khí qua châm trong truyền thuyết. Y thuật không hề kém ông cụ Vương chút nào. Ôi, thật đáng tiếc, do vị hội trưởng kia của hiệp hội y học cổ truyền chúng ta đi vắng, bằng không thì làm sao để cho những người đó đến quấy rối chứ. Này, hai người các cậu ở bên đó nhìn ngó lung tung cái gì đấy? Không biết chỗ này là hiệp hội y học cổ truyền, người không phận sự miễn vào à? nhóm bảo vệ đang tán dóc nhìn thấy đường tuấn và hàn bảo long đang đứng cách đó không xa lập tức cau mày quát mắng có một người bảo vệ còn nắm chặt gậy cao su vẻ mặt hung dữ đi về phía hai người đường tuấn nhíu mày anh cảm thấy có mùi bất thường từ cuộc nói chuyện của nhóm bảo vệ này nhóc con không nghe thấy lời tôi nói sao mau rời khỏi đây nếu không đừng trách tôi ra tay người bảo vệ tiếp tục hét lên đông tử khoan hãng ra tay trợ lý lý đến kia một người bảo vệ khác chợt gọi anh bảo vệ Đông Tử đang đi về phía hai người bọn họ lại. Đông Tử nhìn qua hướng đường cái, anh ta nhìn thấy một chiếc Audi màu trắng bạc và một chiếc BMW màu đỏ đang tiến đến đây. Chiếc BMW màu đỏ cực kỳ bắt mắt giống như một đóa dâm bụt đang nở rộ, cách từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Chính là xe của Lý Ngọc Mai. Sắc mặt Đông Tử không tốt nhìn vào hai người Đường Tuấn, mau cút đi, không thì tí nữa tới công chuyện với tôi. Nói xong, anh ta chạy trở về đội ngũ bảo vệ, chuẩn bị xếp hàng nghênh đón Lý Ngọc Mai. Chẳng thèm để ý đến hai người không có phận sự này nữa. Chiếc xe BMW màu đỏ chạy đến từ bên kia đường, lướt qua người Đường Tuấn, nhóm bảo vệ lập tức cúi đầu chào vô cùng cung kính. Hiện tại, trên danh nghĩa Lý Ngọc Mai là trợ lý của hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền, nhưng lại xử lý đủ mọi công việc lớn nhỏ thuộc hiệp hội, nắm giữ quyền lực rất lớn. Trước đây có một số bậc thầy ỷ vào việc mình có y thuật khá tốt, nên đã nảy sinh ý muốn đoạt quyền. Nhưng tất cả đều bị Lý Ngọc Mai chế phục bằng cách thức quyết liệt, từ đó không ai dám có bất cứ ý đồ phản bội nào nữa. Chính vì những chuyện này khiến cho Lý Ngọc Mai củng cố triệt để quyền lực của mình, từ trên xuống dưới nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật. Kết, chương 993, cuối cùng anh cũng chịu trở về. Chiếc BMW màu đỏ đột ngột dừng lại trước cổng lớn hiệp hội y học cổ truyền. Đông tử và nhóm bảo vệ lập tức lo sợ bất an, chẳng lẽ bọn họ đã làm sai chuyện gì kinh động đến trợ lý lý hay sao nhưng chuyện này không đúng thân phận của trợ lý lý ra sao thân phận của bọn họ là gì chứ xử lý vượt cấp cũng không vượt xa như thế trong lúc cả đám bảo vệ còn đang hoảng sợ trong lòng thì chiếc xe bmw màu đỏ đã mở cửa cửa của chiếc xe audi màu trắng bạc cũng mở ra đồng thời mấy chiếc xe hộ tống khác cũng mở cửa xe đây là gì vậy chẳng lẽ trợ lý lý trở về trước chuẩn bị đón tiếp ông cụ Vương ư. Đông tử và những người khác suy đoán. Một đôi chân thon dài, gợi cảm được bao bọc trong đôi vớ đen bước ra từ chiếc xe BMW màu đỏ, tiếp đó là gương mặt xinh đẹp với lối trang điểm khéo léo của Lý Ngọc Mai. Dáng người của cô quyến rũ thoát tha, trong sự nghiêm túc có đôi chút hấp dẫn, khiến người ta động lòng nhưng lại không dám nảy sinh ý xấu. Mấy người thuộc hiệp hội y học cổ truyền vừa mới bước từ trên xe xuống thấy vậy cũng vội đi theo Lý Ngọc Mai. Vương Tấn lợi bước xuống từ chiếc Audi màu bạc nọ, thoáng nhìn qua rồi cũng đi theo. Lý Ngọc Mai dẫn cả đám người chậm rãi đi tới, lướt qua nhóm bảo vệ đang thấp thỏm không yên, rồi đến trước mặt hai người mà đông tử cho rằng là người không phận sự. Cô cả nhà họ Lý này kể từ sau khi quản lý hiệp hội y học cổ truyền thì rất ít khi nở nụ cười chân thật. Lần đầu tiên cô nở nụ cười thế này, trời đất bỗng chốc phai màu. Cuối cùng anh cũng chịu trở về giọng nói của Lý Ngọc Mai có chút ấm ức xen lẫn sự kinh ngạc. Đông tử và những người khác nghe vậy thì lập tức ngây người, hình như cái người, không phận sự, này là người quen của trợ lý Lý thì phải. Nhưng sau đó, hành động của mấy vị bác sĩ đông y, bao gồm cả Vương Tấn Lợi khiến đông tử hoàn toàn kinh hãi. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu, mấy vị bác sĩ khác cũng cùng lúc cúi người, cung kính chào kính chào hội trưởng. Lộp bộp, gậy cao su trong tay đông tử rơi vào chân anh ta, nhưng anh ta chẳng hề nhận ra. Mấy người bảo vệ còn lại thì như chết lặng, hóa ra người không phận sự này lại là hội trưởng của hiệp hội y học cổ truyền, cấp trên cao nhất của bọn họ. Giây phút này Đông Tử suýt nữa thì muốn bật khóc, ban nãy anh ta lại mắng chửi hội trưởng là người không phận sự. Nghe nói hiệp hội y học cổ truyền này là do một tay hội trưởng sáng lập, giống như nhà của hội trưởng vậy. Mà anh ta lại muốn đuổi người ta đi. Đường Tuấn lại không có ý muốn so đo với Đông Tử dù sao đó cũng là công việc của anh ta. chương 994 trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt cát. Là thầy Lưu Thế Giang và đệ tử của ông ta Thiệu Quý Khương đến từ phái Phủ Dương Lưu. Nét mặt Lý Ngọc Mai nghiêm nghị bảo, khoảng thời gian sắp tới đây, giới y học cổ truyền nước Việt Nam sẽ có một đại hội. Đến lúc đó, các phía tham gia đại hội không chỉ có nước Việt Nam chúng ta, còn có các giới y học cổ truyền đến từ Hàn Quốc, nước Yên và các nước khác. Đến lúc đó giới y học cổ truyền của các nước sẽ cử đại diện tiến hành so tài lẫn nhau, nhằm quyết định cao thấp và sự chính thống của y thuật. Lý Ngọc Mai xoay nửa khuôn mặt nhìn về phía Đường Tuấn, vốn dĩ có ông Lâm, ông Vương và lời tiến cử của tập đoàn Yên Hòa, sẽ do anh đại diện y học cổ truyền nước Việt Nam tiến hành so tài với y sư các nước. Nhưng tin tức còn chưa công bố, một số bậc thầy quyền thế thuộc trường phái khác của giới y học cổ truyền đã đứng ngồi không yên, lập tức chạy đến hiệp hội y học cổ truyền bảo rằng muốn tìm anh so tài. Ai thắng, người đó mới có tư cách làm đại diện của nước Việt Nam. Khoảng thời gian anh đi vắng, đã có không ít người tới thách đấu. Mặc dù trong lòng Đường Tuấn vẫn đang thắc mắc tại sao tập đoàn Yên Hòa lại tiến cử anh, nhưng đây rõ ràng không phải là lúc để hỏi vấn đề này. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, trầm giọng bảo kết quả ra sao. Vẻ mặt Lý Ngọc Mai buồn thiêu, một người trung niên ở phía sau cô tiếp lời, hội trưởng, tình hình không tốt lắm. Mặc dù người đến thách đấu khá nhiều, nhưng người có trình độ uyên thâm về y học cổ truyền lại chẳng có bao nhiêu. Trong khoảng thời gian so tài này, chúng ta thua ít thắng nhiều. Nhưng Lưu Thế Giang thuộc phái Phủ Dương Lưu và đệ tử của ông ta Thiệu Quý Khương lại cực kỳ lợi hại. Thiệu Quý Khương đấu ba ván thắng cả ba, ngay cả ông Thẩm cũng tự ti không bằng. Nếu cứ để mặc cho bọn họ khiêu chiến như thế nữa, nhất định sự chính thống của Hiệp hội Y học cổ truyền chúng ta sẽ bị thách thức. Thế nên, trợ lý Lý mới muốn mời ông Cụ Vương ra tay. Đường Tuấn nhận ra người này, ông ta là một vị quản lý cấp cao của hiệp hội y học cổ truyền, cũng là một vị bác sĩ đông y có y thuật khá tốt. Lư Thế Giang phái Phù Dương Lưu, Đường Tuấn nhíu mày. Từ phương diện cách điều trị, dùng thuốc và nhiều thứ khác, thì toàn bộ y học cổ truyền phân thành 6 trường phái lớn: Thương hàn, Tỳ vị, Tư âm, Hàn lương, Ôn bổ, Phù dương. Đương nhiên ngoài 6 trường phái lớn này ra còn có một số trường phái khác, nhưng cũng chẳng mấy nổi bật. Dù có 6 trường phái lớn, nhưng với sự suy yếu của y học cổ truyền trong mấy năm gần đây, cũng dần trở nên không có ai biết đến. Bậc thầy y học cổ truyền được người ta tôn xưng là thần y cũng ít xuất hiện hơn hẳn. Giống như hiệp hội y học cổ truyền hiện tại, trong số đó có không ít các bác sĩ đông y đến từ các trường phái lớn, chỉ là không đạt tới chân truyền. Cũng chính vì lý do này, nên khi Đường Tuấn nói rằng sẽ sẵn lòng trao đổi y thuật chân chính, thậm chí ngay cả một số châm pháp bí truyền và cách dùng thuốc của nhà họ đường cũng bằng lòng truyền dạy, mới có nhiều bác sĩ gia nhập hiệp hội như vậy. Đương nhiên, đường Tuấn cũng không nói xuông. Lúc đầu khi anh thành lập hiệp hội y học cổ truyền dưới sự giúp đỡ của ông cụ Vương, đã để lại không ít tuyệt chiêu bí mật, chỉ cần là người có cống hiến với hiệp hội y học cổ truyền thì đều có thể học. Còn về lưu thế gian của phái phủ Dương Lưu, đường Tuấn từng nghe được một số chuyện từ ông nội đường Hảo mấy đời nhà họ lưu tu tập thuật trung y, gần như mỗi một đời đều có người đạt đến cảnh giới dẫn khí qua châm, là thế gia thực sự trong giới y học cổ truyền. Mà Lưu Thế Giang chỉ trẻ hơn đường hạo vài tuổi, thuật trung y của ông ta đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Chỉ là ông già này lại khiến người ta đau đầu đôi chút. chương 995 ý nghĩ này rất hay. Thiệu Quý Khương là đệ tử sau cùng của Lưu Thế Giang, đã gần đạt đến y thuật chính thống của ông ta. Toàn bộ y thuật hợp quy củ, cũng lại là kỳ tài y đạo. Ông thầm từng nói, y thuật của người này trong thế hệ trẻ không ai sánh bằng. Sau khi Lưu Thế Giang chết, chỉ dựa vào Thiệu Quý Khương đã có thể dương cao cờ lớn của phái Phủ Dương Lưu 50 năm. Lý Ngọc Mai im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Ồ, đường Tuấn nhướng mày, không khỏi nhìn sang Vương Tấn Lợi bên cạnh. Trong cảm nhận của anh, trên người Vương Tấn Lợi thoáng có chân khí dao động, hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc võ đạo tông sư, chỉ là không biết y đạo có bước vào khí cảnh hay chưa ông vương ông thấy thế nào đường tuấn hỏi vương trọng quang bên cạnh vương trọng quang xoa dâu than nhẹ ông lưu ngoại trừ tính tình hơi thẳng thắn thì không có vấn đề gì khác người như ông ta trong giới trung y nước việt nam đã không còn nhiều ông ta nhìn đường tuấn dịu giọng nói nếu như có thể sử dụng phương pháp nhẹ nhàng một chút y học cổ truyền có thể lưu truyền không lụi tàn mấy ngàn năm không chỉ dựa trên sức lực của một người mà là trước kia có vô số người tài giỏi dấn thân vào con đường này đường tuấn gật đầu tôi hiểu trong lúc nói chuyện mọi người đã bước vào đại sảnh làm việc của hiệp hội y học cổ truyền trong đại sảnh có không ít người phân thành hai phe rõ ràng một bên trong số đó chính là y sư và nhân viên làm việc của hiệp hội y học cổ truyền lúc này hầu hết bọn họ đều đang tức giận nhìn về phía mười mấy người đối diện không cần phải nói mười mấy người ở phía đối diện chính là các y sư đông y đến khiêu chiến quyền uy của hiệp hội. Phần lớn người đến khiên chiến đều đang đứng, chỉ có một ông già ngồi ở vị trí phía trước. Ông ta ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhắm hờ. Dù rằng trên mặt ông ta đã có nếp nhăn đánh dấu tuổi tác, nhưng da rẻ lại hồng hào như em bé, là do được chăm sóc rất tốt. Ông ta mặc trường bào kiểu cổ, khí chất hờ hững điềm tính, như thể nho sĩ đọc nhiều thi thư. Hội trưởng, sau khi đường Tuấn đi vào, y sư và nhân viên làm việc của hiệp hội y học cổ truyền lập tức nhận ra anh đồng loạt la to đường tuấn nhìn thoáng qua bọn họ ánh mắt dừng trên một người trong số đó ánh mắt của anh và người đó chạm vào nhau hai người cùng gật đầu chào hạ văn thanh anh không học tây y nữa à đường tuấn hỏi trước đó đường tuấn đã gặp mặt người này vài lần là học trò của giáo sư nổi tiếng smith hạ văn thanh cũng có chút tiếng tăm ở hà nội vốn dĩ nhà họ hạ được xem là thế gia đông y chỉ là sau đó Hạ Văn Thanh vì mẹ mình nên ngược lại đã đi học Tây y. Đường Tuấn không ngờ sẽ nhìn thấy cậu ta ở nơi này. Hạ Văn Thanh lắc đầu, "Không, tôi chỉ tạm dừng việc học Tây y một khoảng thời gian thôi. Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu và học tập y học cổ truyền lần nữa. Muốn thử xem liệu có thể kết hợp hai loại y thuật này với nhau hay không." Ý nghĩ này rất hay, nếu như có gì cần, cứ nói với tôi." Đường Tuấn nói. Thầy Smith của Hạ Văn Thanh là y sư Tây y cực kỳ xuất chúng, bản thân ông ấy cũng từng du học tại trường Ivy League nổi tiếng ở nước ngoài, sở hữu đầy đủ kiến thức và hệ thống về Tây y. Về mặt này ngay cả Đường Tuấn cũng tự nhận không bằng. Tây y có thể lưu truyền rộng rãi như thế, ắt phải có ưu thế của nó. Nếu như Hạ Văn Thanh thật sự có thể kết hợp Đông Tây lại với nhau, điều đó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của y học cổ truyền trong tương lai. Chương 996 thật là khiến tôi thất vọng ông ấy là Lư Thế Giang. Tiếng nói thoáng chút mùi hương của Lý Ngọc Mai vang lên bên tai Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đầu tiên là cười ái náy với Hạ Văn Thanh một tiếng, sau đó mới xoay người lại đối diện với người đứng đầu phái phủ dương lưu này. Vậy không biết thầy Lư có ý kiến gì không? Đường Tuấn cười nhạt hỏi. Lư Thế Giang hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt mang theo vài phần bất thiện nhìn Đường Tuấn, nói tôi không có ý kiến gì, chỉ là lão già tôi đây qua lại với y học cổ truyền hơn nửa đời người, nó nuôi tôi dạy tôi, tôi không thể nhìn người khác trả đạp bôi nhọ nó được. Nếu y học cổ truyền kết hợp với Tây y, vậy nó còn thuần túy nữa không? Đó vẫn là y học cổ truyền chân chính ư. Sự thù địch trong mắt ông ta càng nồng đậm hơn mấy phần, nói cậu là cháu trai ruột của cụ đường, bây giờ còn là hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền, vốn dĩ tôi cho rằng cậu phải rất rõ ràng những điều này, không ngờ suy nghĩ của cậu lại buồn cười như thế, còn không bằng học trò của tôi, thật là khiến tôi thất vọng. Lưu Thế Giang vừa nói xong, mỗi người trong đám người hiệp hội y học cổ truyền đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Từ khi hiệp hội y học cổ truyền thành lập, mặc dù Đường Tuấn rất ít khi lộ diện, chủ yếu là do Lý Ngọc Mai xử lý công việc thay anh, nhưng anh vẫn là tinh thần và gốc rễ của hiệp hội y học cổ truyền, không ai dám quên điều này. Tương lai hiệp hội y học cổ truyền sẽ có con đường kiếm lợi nhuận, nhưng bản chất của nó vẫn là một tổ chức đông y. Ở đây có rất nhiều bác sĩ đồng y đều từng mang ơn chỉ bảo từ Đường Tuấn, vô cùng tôn sùng y thuật của Đường Tuấn, trong lòng có sự biết ơn, tất nhiên không cho phép người khác mở miệng sỉ nhục Đường Tuấn và hiệp hội y học cổ truyền. Cố Lư, chúng tôi tôn kính ông là tiền bối của y đạo, nhưng nơi này không phải nhà họ Lư của ông. Hội trưởng Đường là người được rất nhiều bác sĩ đồng y đề cử, càng không phải là người mà ông có thể tùy ý chửi bới. Có người đứng ra hạ giọng nói. Lư Thế Giang nhìn lướt qua người đó, cười khẩy nói mặc thiên ngữ mặc dù nhà họ mặc anh không lập nghiệp bằng y học cổ truyền nhưng đến đời này của anh lại sinh sống nhờ vào nó nếu năm đó không có tôi mở miệng nói giúp anh với thầy của anh bây giờ còn không biết anh đang lăn lộn ở nơi nào kìa càng đừng nói đến việc nhập môn y học cổ truyền tôi anh phí công học đông y nhiều năm như thế nhưng ngay cả đệ tử của tôi mà anh cũng không sánh bằng bây giờ càng đứng ra tâm bốc một thằng nhóc miệng còn hôi sữa kiến thức mấy năm này của anh đều đi đâu rồi xem ra năm đó tôi nhìn lầm người. Mặc thiên ngữ nghe vậy, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Trước đó thiệu quý Khương khiêu chiến ba lần, đã có một lần là anh ta chủ động so tài, nhưng thua không còn manh giáp. Bây giờ Lưu Thế Giang nhắc lại khiến anh ta cảm thấy mặt nóng bừng, lại không thể nào phản bác. Nhưng lời nói này của Lưu Thế Giang lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận của đám người hiệp hội y học cổ truyền. Thấy một đám người hiệp hội y học cổ truyền sắp nổi cáu, đường Tuấn giơ tay lên ngăn cản bọn họ vậy thầy Lư cho rằng cái gì là y học cổ truyền? Đường Tuấn không cười nữa, nghiêm túc hỏi. Y học cổ truyền nên thuần túy, tế thế cứu người. Thuật trung y là kết tinh tâm huyết của vô số tiền bối nước Việt Nam chúng ta, đâu cho phép người khác khinh nhờn. Nói đến y học cổ truyền, trên mặt Lư Thế Giang lập tức lộ ra ánh sáng thần thánh trang nghiêm, giọng điệu càng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của ông cụ, giống như đã từng quen biết anh đã từng thấy vẻ mặt này trên mặt ông nội đường hạo của anh không biết bao nhiêu lần. Chính vì có những người cũng đã dâng hiến cả đời cho y học cổ truyền này mới khiến nó có thể kéo dài truyền thừa đến nay. Đường Tuấn nói, tôi cũng không phản đối lời của thầy Lư, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cụ Lư. Hỏi đi, nể mặt ông nội của anh, tôi sẽ giải đáp cho cậu. Vẻ mặt của Lư Thế Giang ngạo nghễ nói, chương 997, vậy cậu muốn thế nào? Bây giờ ông ta đã qua tuổi 70, ông ta đã làm bạn với y học cổ truyền hơn nửa đời người, ông ta đã từng đọc phần lớn sách cổ liên quan đến Đông y, mặc dù không dám tự nhận là kiến thức uyên bác, nhưng ít ra vấn đề liên quan tới Đông y thì ông ta đều nắm chắc 8 9 phần. Còn vấn đề mà Đường Tuấn muốn hỏi, ông ta thấy Đường Tuấn trẻ tuổi như thế, kinh nghiệm học thức lại có thể lợi hại đến mức nào, có thể hỏi được câu hỏi xảo quyệt nào chứ. Tôi muốn hỏi thầy Lư bây giờ vẫn có dân chúng ở rất nhiều quốc gia không tin y học cổ truyền không cần tới nó không có nó bọn họ vẫn có thể sống rất tốt thầy lư có từng nghĩ tới vấn đề này chưa gương mặt vốn dĩ tự tin ngạo nghễ của lư thế giang lập tức ngẩn ra không phải là ông ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này tất nhiên ông ta biết đáp án chẳng qua từ tận đáy lòng ông ta không muốn chấp nhận cậu hỏi vậy là cố tình gây sự cãi chảy cãi cối sắc mặt của lư thế giang có phần khó coi Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nói thật ra chính thầy Lư cũng biết rõ, Tây y có thể phổ biến rộng rãi như thế thì tất nhiên nó có ưu điểm của riêng nó. Tây y càng cởi mở hơn, Đông y lại gìn giữ cái đã có, rất nhiều người dù khi dạy đệ tử đều chọn cách giấu nghề, cho đến khi sắp buông tay mới dạy dỗ. Tôi cũng không nói là Đông y không bằng Tây y, mà là nếu Đông y cứ tiếp tục như vậy nữa thì kết quả không cần tôi nói nhiều. Đường Tuấn nhìn thẳng vào Lưu Thế Giang, nói chắc hẳn cục diện này cũng là điều mà cụ Lư không muốn nhìn thấy. Đủ rồi, sắc mặt của Lư Thế Giang thay đổi, ông ta quát lớn, nhóc nhà họ đường, lần này tôi đến đây không phải để nghe cậu cãi bướng, tương lai của y học cổ truyền không phải thứ mà tôi, thậm chí là thứ mà cậu có thể tùy ý nghi ngờ. Đường Tuấn thở dài, lần đầu tiên chính thức nhận ra sự bướng bỉnh của Lư Thế Giang, anh nói khẽ, vậy thầy Lư định làm gì? Lư Thế Giang hít sâu một hơi, nói quý khương. Thưa thầy, lời nói vừa dứt, một người đàn ông tầm 30 tuổi đi ra từ trong mười mấy người sau lưng Lưu Thế Giang, anh ta đứng bên cạnh Lưu Thế Giang, vẻ mặt cung kính. Người đàn ông cũng mặc trường bào, phong thái tự nhiên tuấn tú, nhưng cũng cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc. Cậu là cháu trai của cụ đường, tôi sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ mà so tài với cậu. Lư Thế Giang chỉ vào người đàn ông, nói, đây là đệ tử của tôi, Thiệu Quý Khương, nó đã học hết tinh hoa kiến thức cả đời của tôi hai người các cậu hãy so tài với nhau, nếu cậu thắng thì tôi dẫn người rời khỏi đây, ngay cả việc đại biểu giới y học cổ truyền của nước Việt Nam nghênh chiến tôi cũng không nhắc đến nữa. Nếu nó thắng, vậy hiệp hội y học cổ truyền này của cậu cũng không cần phải tồn tại nữa, vị trí nghênh chiến cũng thuộc về tôi. Đường Tuấn nghe vậy thì lắc đầu, nói cuộc so tài này đối với tôi cũng không quá công bằng. Vị trí này vốn dĩ là của tôi, mặc kệ thắng hay thua cũng không có bất cứ tổn thất nào đối với cụ lư cụ lư ông làm vậy là định tay không bắt sói à. Mặt già của lư thế giang không khỏi đỏ lên, ho khan hai tiếng, nói, vậy cậu muốn thế nào? Đường Tuấn nói, nếu tôi may mắn thắng anh Thiệu thì vị trí này tôi cũng có thể cho ông. Nhưng tôi có một yêu cầu, cụ lư phải ở lại hiệp hội y học cổ truyền. Lư Thế Giang thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, cậu muốn tôi ở lại hiệp hội y học cổ truyền kiếm tiền cho cậu, nằm mơ. Chương 998 cuộc so tài này tôi sẽ không nương tay. Lư Thế Giang nhìn Đường Tuấn thật sâu, muốn tìm ra chút biểu cảm dối trá giả vờ từ trên mặt anh. "Được, tôi đồng ý với anh." Cuối cùng, Lư Thế Giang đồng ý. Thấy Lư Thế Giang đồng ý, trên mặt Đường Tuấn lộ ra ý cười. "So tài như thế nào, cậu nói xem." Lư Thế Giang hào phóng nói, "Tôi cũng muốn nhìn xem cậu có mấy phần y thuật của cụ Đường." Đường Tuấn cười nói, trước đó anh Thiệu đã so tài ba lần với Hiệp hội Y học cổ truyền của tôi, vậy tôi cũng so tài ba lần với anh ta, ba trận phân thắng thua, không cần trọng tài, thắng thua công bằng từ lòng người. Đương nhiên, nếu như giữa đường các ông muốn đổi người thì tôi cũng không có ý kiến. Lư Thế Giang nghe vậy hơi giật mình, không khỏi nhìn đường Tuấn nhiều hơn chút, thầm nghĩ, lòng giả khí phách cũng không tệ. Chẳng qua chuyện này liên quan đến lề lối tương lai của Y học cổ truyền, mình không thể nhường bước tên nhóc đường này có thể được đám người vương trọng quang và thẩm dũng đề cử, có lẽ y thuật sẽ không kém bao nhiêu. Chẳng qua quý khương cũng là kỳ tài y đạo, y thuật của nó đều được mình chân truyền, trái lại hai người ngang sức ngang tài. Nếu như đến lúc đó đánh ngang tay, mình bèn đánh cược cái mặt già này, bắt nạt tiểu bối một chút thì thế nào? Chỉ trong giây lát, trong lòng Lưu Thế Giang đã có tính toán. Đường Tuấn, anh giỏi đấy. Thiệu Quý Khương nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra ý cười chân thành tha thiết anh là người đầu tiên dám nói với thầy tôi những lời này. Anh cũng không tệ, Đường Tuấn trả lời, với năng lực phân biệt của anh, tất nhiên có thể nhìn ra trên người thiệu quý Khương Thoáng có chân khí dao động, thậm chí sự dao động này còn ổn định hơn so với trên người Vương Tấn Lợi. Nhưng một lát sau, Đường Tuấn nhíu mày dường như có phần không hiểu, nhưng bất chợt lông mày lại giãn ra một lần nữa, không có ai nhận ra sự thay đổi trong chấp nhóm này. Cuộc so tài này tôi sẽ không nương tay, tôi cũng hy vọng hội trưởng đường dùng hết sức để ứng phó. Y học cổ truyền là tín ngưỡng của tôi từ nhỏ đến lớn, nếu hội trưởng đường nương tay, đối với anh hay đối với tôi đều là sự sỉ nhục lớn lao. Thiệu Quý Khương nghiêm túc nói. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi Hiệp hội Y học cổ truyền được thành lập, mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh đến đây xin được chữa trị. Sau khi Đường Tuấn và Lưu Thế Giang thảo luận quy tắc xong, mấy nhân viên hiệp hội y học cổ truyền như Mạc Thiên Ngữ lập tức dẫn 6 người bệnh từ chỗ khám bệnh đến. Trên mặt 6 người bệnh này mang vẻ lo lắng bất an, đặc biệt là khi nhìn thấy nhóm người dương cung bạt kiếm, chỉ thiếu điều rút đao khiêu chiến, trong lòng họ càng căng thẳng. Bọn họ chỉ đến khám bệnh, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu nào cả. Chờ đến khi nhân viên của Hiệp hội Y học cổ truyền nói sơ qua trận đánh cược giữa Đường Tuấn và Lưu Thế Giang với mấy người họ, đồng thời nói rõ thân phận hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền của Đường Tuấn, vẻ mặt lo lắng bất an của họ đều biến mất, thậm chí còn hưng phấn kích động. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Đường Tuấn, nhưng họ đã từng nghe nói hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền là thần y từ lâu. Mặc dù người hội trưởng trước mắt này trông trẻ tuổi hơn so với bọn họ tưởng tượng, nhưng có thể được nhiều thần y tôn sùng như thế, tất nhiên về mặt y thuật sẽ có chỗ độc đáo. Khách làm theo chủ, anh làm trước đi." Đường Tuấn nghiêng người nhường bước để Thiệu Quý Khương chọn trước. Thiệu Quý Khương khẽ gật đầu, ngẫu nhiên chọn một người trong số 6 người đó. Anh ta chọn một người phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi. chương 999 không cần tiền là tốt rồi. Người phụ nữ trung niên ăn mặc bình thường, trang điểm nhẹ, cũng không quá xinh đẹp, thỉnh thoảng còn cau mày, thân thể hơi run rẩy, giống như đang chịu đựng cơn đau đớn nào đó. Cô ấy đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu bệnh tình của mình cho Thiệu Quý Khương, ai ngờ thiệu quý khương lại giơ tay ngăn cản cô ấy nói tiếp mặc dù trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô rất kém chắc hẳn một tháng gần đây cô chưa từng ngủ ngon một giấc nào thiệu quý khương đầy nghiêm nghị nói vô cùng nghiêm túc thông qua quan sát sắc mặt tất nhiên cô bị chứng khí hư cơ thể suy nhược cách một lúc người cô sẽ run rẩy xuất hiện hiện tượng co giật tôi muốn hỏi cô đó là đau từng cơn hay là đau nhói anh ta vừa dứt lời một đám người của hiệp hội y học cổ truyền đều tỏ vẻ không thể tin được. Con người của ông cháu Vương Trọng Quang và Vương Tấn Lợi càng co rút lại. Đây là chuyện không thể nào. Sắc mặt của Mạc Thiên Ngữ thay đổi, giọng nói run rẩy, thậm chí anh ta còn không bắt mạch, chỉ dựa vào xem khí đã có thể biết nhiều triệu chứng bệnh như vậy, việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khi đang nói chuyện, bọn họ lặng lẽ nhìn sang Đường Tuấn. Y thuật thần kỳ như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi bọn họ cũng chỉ có Đường Tuấn. Điều càng làm cho bọn họ sợ hãi là trước kia thiệu quý khương so đấu với bọn họ hoàn toàn không dùng cách này. Chẳng phải điều đó nghĩa là trước đó thiệu quý khương chưa từng dùng thực lực chân chính. Y thuật của tên này sẽ không lợi hại hơn hội trưởng chứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong hiệp hội y học cổ truyền không khỏi thầm nghĩ như vậy. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ra vẻ tán thưởng. Chiêu xem khí này của thiệu quý khương quả thật là cao minh, rõ ràng anh ta đã chìm đắm nghiên cứu trong cảnh giới khí thứ hai của y đạo từ rất lâu lưu thế giang vuốt sâu gật đầu tên đồ đệ này của ông ta đã vượt qua ông ta ở một số phương diện của y học cổ truyền người phụ nữ trung niên thất thần một lát sau đó nói bằng giọng mang theo vài phần đau đớn bị đè nén tôi bị đau nhói quả thật giống như thần y nói cách một lúc sẽ lên cơn ngủ cũng ngủ không ngon trong khoảng thời gian này tôi chủ yếu dựa vào thuốc ngủ mới có thể tiếp tục chống đỡ Cô ấy căng thẳng nhìn sang Thiệu Quý Khương, hỏi, "Vậy thần y, căn bệnh này của tôi có nghiêm trọng không? Nếu như nghiêm trọng thì tôi không khám nữa." Cô ấy ăn mặc cũng không giàu sang, hiển nhiên điều kiện trong nhà không quá tốt, không gánh nổi tiền thuốc men đắt đỏ. Thiệu Quý Khương cười nói, "Không đâu, chỉ là bệnh nhẹ máu huyết không lưu thông thôi, châm cứu bằng một cây kim là được rồi, không cần tiền." Một đám bác sĩ Đông y của Hiệp hội Y học cổ truyền không khỏi nhướng mày. Bệnh máu huyết không lưu thông tuy lớn nhỏ, nhìn tình trạng bệnh của người phụ nữ trung niên, rõ ràng không nhẹ như thiệu quý khương nói, thậm chí quá nặng. Giấu giếm người bệnh về tình trạng bệnh của họ có phù hợp với y đức không? Phụ nữ trung niên lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe lời nói của thiệu quý khương, rõ ràng cô ấy thở phào nhẹ nhõm, không cần tiền là tốt rồi. Đường Tuấn nhìn đám người hiệp hội y học cổ truyền, lại nhìn thiệu quý khương, so sánh với nhau, trong lòng anh khó tránh khỏi có phần thất vọng những bác sĩ đồng y do Hiệp hội Y học cổ truyền tiếp nhận có y thuật không tệ thật, nhưng còn chưa đạt được tiêu chuẩn trong lòng anh. Dĩ nhiên y đức truyền thống không sai, nhưng phải linh hoạt. Nếu Thiệu Quý Khương nói ra những lời đó, cho dù đối phương đồng ý trị liệu nhưng khó tránh việc cô ấy sẽ thấy sợ hãi và ái náy bất an trong lòng, gây ra áp lực tâm lý nghiêm trọng. Đây là lời nói dối, nhưng có ý tốt. Sau đó, Thiệu Quý Khương lấy kim châm cứu ra, anh ta nói dùng một cây kim thì thật sự chỉ dùng một cây kim. chương 1000, quy tắc là quy tắc. Cây kim đâm xuống, phụ nữ trung niên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơn đau nhói trên toàn thân đều biến mất, cơ thể có được sự thoải mái mà trước nay chưa từng có. Sau khi xem xong, ngay cả cậu chủ xuất thân từ thế gia đông y như Vương Tấn Lợi đều tự nhận không bằng. Về mặt kỹ thuật dẫn khí qua châm thì rõ ràng là Thiệu Quý Khương vượt qua anh ta rất nhiều. Thiệu Quý Khương dùng kim châm cứu xong, cũng thầm thở phào. Tất nhiên màn châm kim vừa rồi không nhẹ nhàng như lời anh ta nói, gần như ép ra thủ đoạn cuối cùng của anh ta. Nhưng kết quả sau cùng vẫn khiến người hài lòng, còn cảm giác suy yếu sau khi anh ta châm cứu xong thì có vẻ không đáng kể trước nụ cười và tiếng cảm ơn của người phụ nữ trung niên. Sau khi báo cho phụ nữ trung niên nên tính dưỡng và sắc thuốc như thế nào, lúc này Thiệu Quý Khương mới xoay người lại. Sau đó đến lượt đường Tuấn. Anh ta không nhìn thấy đường Tuấn ngay. Ai ui, cái thân già này càng ngày càng không ổn, đi đứng cũng không còn lanh lẹ, đặc biệt là mùa đông, chân cứng đờ, ngay cả đi đường cũng không nổi. Một tiếng nói từng trải dâu bể của một cụ già truyền đến từ ngoài cửa. Đám người nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy bên ngoài sảnh lớn, lúc này đường Tuấn đang ngồi xổm trước một bà cụ. Bà cụ ngồi trên bậc thang, vừa dùng tay đấm chân vừa nói luyên thuyên. Phần lớn là chút việc nhà, ví dụ như cháu trai lớn của bà ấy đi học ở bên ngoài, con của bà ấy làm việc gì ở bên ngoài, bao lâu rồi không về nhà? Vừa hết Tết không lâu, con trai con gái cháu trai lại đi ra ngoài, cũng chẳng biết bao lâu nữa cảnh tượng cả nhà đoàn viên náo nhiệt mới có thể xuất hiện lại. Trong lời nói của bà cụ lộ ra vẻ cô độc và thê lương. Bà ấy đã lớn tuổi, mấy năm trước bạn già cũng đi, bà ấy có thể ở lại trần gian mấy năm nữa. Đợi đến khi bà cụ nói mệt rồi, lúc này bà ấy mới đứng lên dưới sự giúp đỡ của Đường Tuấn cười ha ha nói cảm ơn chàng trai nhé đường tuấn cười hiền hòa nói không có chi ạ à. bà cụ vừa bước một bước trên khuôn mặt đầy nếp nhăn như thân cây già bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc giọng nói khó nén sự kích động tôi chân của tôi bà ấy bước một bước cảm giác đau nhức khi đi đứng và cứng đờ trước kia đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một cảm giác thoải mái cảm giác này cứ như bà ấy trẻ hơn người mấy tuổi lúc này bà cụ mới nhìn thấy một cây kim châm cứu nho nhỏ trong tay đường tuấn lập tức hiểu được nói với giọng hơi run rẩy cảm ơn đường tuấn lắc đầu nhẹ giọng nói bà ơi bà phải chú ý cơ thể nhé bà cụ khẽ gật đầu đường tuấn để người ta đưa bà cụ ra ngoài rồi chính anh mới đi về sảnh lớn một lần nữa trận đầu tôi thua rồi đường tuấn nói với thiệu quý khương bà cụ mà anh chữa trị cũng không phải là một trong sáu người bệnh dựa theo quy tắc là anh thua Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1.000.